Vô thượng luân hồi chi môn, Triệu Bân. Tập 81. Tiếp đó, chính là chí tôn cửa thành, từ từ mở ra, cũng không biết nó trần phong bao nhiêu năm, cửa mở thời điểm, nhiễm ở trên đó tuế nguyệt cho bụi, từng luồng rủ xuống tràn, khí tang thương mãnh liệt lăn lộn. Đạo tiên một bước dẫm đất, dưới chân có con đường ánh sáng thẳng phô chí tôn thành. Triệu Bân cùng mưa bụi liếc nhau, hít sâu một hơi, cùng nhau mà đi. Thời hạn đến, nhất thiết phải đi ra. Đạo tiên không yên lòng, lại khuyên bảo một phen. Biết rõ, hai người cùng gật đầu, đạp lên con đường ánh sáng càng lúc càng xa. Ta cũng nghĩ đi vào. Mắt thấy Triệu Bân cùng mưa bụi chạy về phía chí tôn thành, Vân Thương Tử cái kia hâm mộ a. Làm gì, hắn chính là tiên vương cấp tàn hồn, cũng thuộc về tiên vương một hàng, căn bản vào không được. Cứng rắn muốn đi đến góp cũng không phải không được, làm tốt chết chuẩn bị liền tốt. Đạo tiên cũng không phải là hù dọa người, thuộc về tiên vương một hàng, thực sẽ bị ách nạn. Cho dù không bị ách nạn, cũng biết bị hạn chế cực lớn. Điểm này, rất nhanh liền nhận được kiểm chứng. Triệu Bân có thể tinh tường cảm thấy được, nhập môn nháy mắt kia, hắn hạo thiên ấn, phệ tiên đao, thiên vũ tiên lô đều bị một cỗ lực lượng thần bí gò bó, liền tàn phá hạo thiên khôi lỗi, lại cũng bị giam cầm. Một câu nói, phàm là cùng tiên vương dính dáng, vô luận pháp khí vẫn là khôi lỗi, đều bị khóa. Ngay cả tử vật đều như vậy, càng chớ nói vật sống, Vân Thương Tử cùng đạo tiên dám đi vào, nhưng là không phải là bị phong cấm đơn giản như vậy, khó tránh khỏi sẽ gặp thần minh chi lực tuyệt diệt. Nghiêu bức a, Triệu Bân một tiếng thổn thức. Rất hiển nhiên chuyện, thần minh phủ đệ không nhìn hắn vĩnh hằng giới. Mưa bụi cũng đồng dạng kinh ngạc, bởi vì trong cơ thể nàng tiểu thế giới. Cũng có tiên vương cấp pháp khí, cũng tại nhập môn trong nháy mắt, gặp lực lượng thần bí giam cầm, cũng chính là nói, vào thành này, cùng tiên vương dính dáng, đều không thể vận dụng, đây là một loại bao trùm tiên vương phía trên tuyệt đối áp chế. Đang khi nói chuyện, hai người chân chính đi vào cổ thành. Những gì thấy trong mắt, chính là một mảnh minh mông tiên thổ. Ở đây sơn nhạc mọc lên như rừng, dài xuyên ngang dọc, có đạo âm vang vọng, có dị tượng diễn hóa, thần quang rong chơi. Mây mù nhiễu, đình đài lầu các thấp thoáng trong đó, mỗi một tòa đều là bọn hắn bày tỏ cái gì là tang thương, cái kia giống như ngầm phát hiện cổ lão dị tượng, mỗi một phó bản tựa như tại trong tuế nguyệt trường hà diễn dịch. Hai người không động, liền sử ở đó ngốc ngốc mong nhìn. Không hổ thần minh phủ đệ, chính xác siêu thoát thế tục. Tiên tử có biết, đây là đâu tôn thần phủ đệ? Triệu Bân hỏi. Không biết, mưa bụi khẽ gật đầu, sợ là liền sư tôn hắn giảng không rõ. Mây khói, Triệu Bân trong lòng kêu gọi một tiếng, mộng tiên hóa thân hơn phân nửa biết. Không biết, mây khói có hồi âm, cũng tại mong nhìn tứ phương thiên địa. Nên tuế nguyệt quá xa xưa, liền truyền thuyết cổ xưa đều mai táng. Bên này, mưa bụi đã xé ra đạo tiên cho nàng túi chữ vật. Trong đó, để một quyển tàn phá địa đồ. Bản đồ như vậy, đạo tiên cho Triệu Bân trong túi chữ vật cũng có một bộ, chính là chí tôn thành địa đồ. Thành này từ bên ngoài nhìn nguy nga bằng bạc, đi tới, càng là bao la vô biên, không có bản đồ mà nói, sợ là sẽ phải lạc đường. Xem ra, đạo tiên từng đi vào, Triệu Bân một tiếng nói thầm. Đạo gia tiên vương cũng là từ thái hư cảnh tới, tiên vương vào không được, thái hư cảnh lại không cái này hạn chế, vẽ một bộ địa đồ nên không khó, khó khăn là chí tôn thành càn khôn, tại thời khắc biến động. Đi! Mưa bụi nắm địa đồ, bước ra bước liên tục. Triệu Bân chẳng phân biệt được tuần tự, tâm niệm khẽ động, hóa ra rất nhiều phân thân. Quỷ dị chính là, phân thân vừa mới đi ra, một giây sau liền biến mất không thấy. Hoặc có lẽ là một loại quỷ dị chi lực đưa chúng nó hóa diệt. Phân thân cũng không để dùng, Triệu Bân hít sâu một hơi, quỷ quái như thế sao? Càng quỷ quái vẫn là áp chế, ở đây cũng không thể ngự không phi hành, chính là tự do phóng khoáng như vậy. Coi chừng cấm chế. Mưa bụi nhắc nhở một tiếng. Nàng tế một mặt tiên kính, treo ở lòng bàn tay, kính quang rất huyền dị, có thể soi sáng ra âm thầm trận văn, rất nhiều nơi đều có, nếu không để ý dẫm vào đi, làm không tốt sẽ gặp một hồi huyết kiếp. Hai người một trước một sau, cẩn thận từng ly từng tí. Thần minh phủ đệ đi, nên khắp nơi có hố. Chiếu đến một vòng tiên quang, hai người đi lên một tòa cầu hình vòm. Không biết đã bao nhiêu năm, trên cầu nhuộm đầy cho bụi. Dưới cầu thì dòng nước róc rách. Triệu Bân thăm dò, hướng về dưới cầu liếc nhìn. Quỷ dị chính là, trong nước không có cái bóng của hắn. Mưa bụi cũng giống vậy,
cái này có vẻ như không là bình thường thủy. Có ý tứ. Triệu Bân rất hiếu kỳ, phật tay lấy một tia nước sông. Cầm trong tay mới biết, cái này mẹ nó chính là một tia tiên quang. Ông, nhìn thẳng lúc, lòng Uyên ông run lên. Cũng không phải nó sao động, là khắc ấn trên thân kiếm độn giáp chữ thiên. Triệu Bân ánh mắt ngừng lại sáng lên, nơi này có dấu độn giáp chữ thiên A. Không suy nghĩ nhiều, hắn tuy nói sách ra Long Uyên. Dựa theo độn giáp chữ thiên chỉ dẫn, hắn chạy thẳng tới một phương. Mưa bụi rơi ở phía sau một bước, tay cầm tiên kính, đi đâu đều tả hữu vòng nhìn. Hai người vào một đầu phố dài, hai bên có đình đài lầu các mọc lên như rừng, rất giống phường thị. Đáng tiếc, phố dài lãnh lãnh thanh thanh không thấy bóng dáng. Triệu Bân lại định thân lúc, chính là một tòa lầu nhỏ phía trước. Hắn ngửa đầu nhìn bảng hiệu, độn giáp chữ thiên liền khắc ở bảng hiệu bên trên. Có lẽ là có cảm ứng, bảng hiệu bên trên độn giáp chữ thiên nở rộ ánh sáng. Độn giáp chữ thiên, mưa bụi một tiếng khẽ nói. Người cũng nhận ra, Triệu Bân đã lấy xuống bảng hiệu. Từng gặp, mưa bụi cười cười, nhấc chân đi về phía chỗ khác. Độn giáp chữ thiên là huyền dị chi vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng nàng muốn chi vô dụng. Tiền bối, đắc tội. Triệu Bân nói thầm một tiếng, lấy bảng hiệu bên trên chữ thiên. Xong, hắn lại đem bảng hiệu treo đi lên, còn làm bí pháp, giúp hắn bổ một chữ, nhưng vô luận hắn bí thuật nhiều huyền ảo, thư pháp có nhiều tinh xảo, hắn khắc vẽ chữ, cũng cùng mặt khác hai chữ không hợp nhau, hắn đạo hạnh quá thấp, có thể viết ra chữ viết, lại diễn không ra hàm ý. Quả là cơ duyên. Triệu Bân cười hắc hắc, đuổi kịp mưa bụi. Hắn cái này có cơ duyên, mưa bụi từ cũng có tạo hóa. Nàng tìm một bức họa, họa bên trong là diễn dịch là sơn thủy đồ. Đồ tốt. Triệu Bân rất biết hàng, tự hiểu sơn thủy đồ rất bất phàm. Trong đó tiềm ẩn có ý cảnh, hơn phân nửa lĩnh hội tất có tâm đắc. A, à, chỗ sâu đột nhiên một tiếng hét thảm, kinh hãi tâm thần hai người run lên. Triệu Bân mở vĩnh hằng thiên ngự, mưa bụi cũng chống ra thủ hộ chi quang. Hai người một trái một phải đưa tới, trong thành chẳng lẽ còn có vật sống. Đợi cho vùng thế giới kia, hai người ánh mắt cũng kỳ quái. Tiếng kêu thảm thiết truyền lại từ một cái cây, bây giờ còn đặt cái kia lại nhải. Nó không là bình thường tráng kiệt, phải có cao mấy chục trượng, phiến lá khổng lồ, có dây leo rủ xuống, có lẽ là quanh năm được bảo mà tẩm bổ, sinh linh khí bành trướng, hơn nữa, còn độc hữu một loại đáng sợ khí tràng. Thụ yêu. Đây là Triệu Bân cùng mưa bụi ý niệm đầu tiên. Sinh trưởng như vậy tráng kiện cao lớn, lại là tại thần minh phủ đệ, sợ là tu xuất ra linh trí. Tiền bối, Triệu Bân tính thăm dò kêu một tiếng. Mưa bụi thì trong tay áo bấm niệm pháp quyết, thời khắc chuẩn bị ứng đối biến cố đột phát. Xéo đi, thụ yêu tính khí có vẻ như không ra thế nào hảo, lại há miệng liền mắng. Triệu Bân tất nhiên là không làm, một tia tiên quang thành roi ra, hung hăng rút thụ yêu một chút. Tới, làm lại, thụ yêu ngữ khí nhẹ nhàng một phần. Tiền bối, Triệu công tử cũng tới đạo, thật sự một lần nữa hô một tiếng. Cái này nhà ai tiểu bối, cỡ nào tuấn lãng, thụ yêu đường đường chính chính đạo. Mưa bụi nghe xong, khóe miệng không khỏi kéo một cái. Cái này thụ yêu thật thú vị, sợ đều sợ không kiêu ngạo không tự ti. Ngươi, sinh trưởng ở địa phương, Triệu Bân hỏi. Không thể nào thổ. Thụ yêu một lời nói ý vị sâu xa. Cái gì gọi là, không thể nào thổ. Lão phu, là ngộ nhập chí tôn thành. Thụ yêu thân cảnh vũ động, đập rồi một lần trên thân bụi đất. Nghe chi, Triệu Bân cùng mưa bụi tất cả nhíu mày, đều não động mở rộng, nên năm nào đó tháng nào đó ngày nào, có người mới tiến vào tầm bảo, chôn ở nơi đây, thậm chí cùng cỏ cây tương dung, nuôi thành một tia linh, lúc này mới có hôm nay thụ yêu, cái gọi là không thể nào thổ, chính là ý tứ như vậy. Xin hỏi tiền bối tục danh, mưa bụi có phần hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Chiến thiên đi, thụ yêu vẫn như cũ nói chứng chạc đàng hoàng. Thái cổ thần triều chiến thiên đi, mưa bụi vô ý thức hỏi. Là ta, thụ yêu nói, lại vũ động thân cảnh đập bụi đất. Mưa bụi trầm mặc, ánh mắt sáng tối chập chờn. Nàng tại phân biệt thụ yêu lời nói là thực sự thật giả. Có lẽ là biết nàng tâm tư, thụ yêu đang quay đánh bụi đất lúc, còn diễn xuất một bộ cổ lão dị tượng. Cái kia nên huyết mạch bản mệnh dị tượng, bởi vì có huyết mạch chi lực rong chơi trong đó, chỉ có điều yếu ớt không chịu nổi, hoặc có lẽ là thụ yêu quá yếu ớt, thậm chí huyết mạch trôi đi, mới có cảnh tượng bực này. Gì cái huyết mạch, Triệu Bân đầy mắt mới lạ,
không nhận ra huyết thống. Thực sự là chiến thiên đi, mưa bụi một tiếng lẩm bẩm, cơ bản xác định người này thân phận. Thế gian huyết mạch nhiều, nhưng có một loại huyết mạch lại riêng một ngọn cờ, cũng chính là chiến thiên huyết thống, bọn hắn từ khi ra đời liền sẽ nở đầy thần tàng, cho nên mạch này, từ khi ra đời liền nhất định là tuyệt đại ngoan nhân. Lấy nàng biết, có này huyết thống chỉ chiến thiên đi một người. Huyết mạch dị tượng không lừa được người, nàng từng tại bí trong tông được chứng kiến. Ngươi nhận ra, Triệu Bân truyền âm hỏi. Thái cổ thần triều thánh tử, mưa bụi chậm rãi nói, luận bối phận, nhà ta thái sư tổ, cũng phải gọi hắn một tiếng tiền bối, hắn huyết thống cực bá đạo, chính là thái cổ thần triều tươi đẹp nhất một đời thánh tử, cái thời đại kia hồng hoang tiên bảng, hắn nãi đệ một cái, cùng thế hệ không người có thể ngang hàng. Hồng hoang tiên bảng, Triệu Bân lại một mặt hiếu kỳ. Thế hệ trẻ chiến lực bảng xếp hạng, mưa bụi trả lời. Này liền điếu tạc thiên, Triệu Bân một tiếng thổn thức, nhìn thụ yêu ánh mắt cũng thay đổi, tiên giới ngọa hổ tàng long, thiên kiêu nhân kiệt nhiều như ngôi sao đầy trời, vị này càng là năng lực đè một thời đại, hắn có bao nhiêu có thể đánh, nhân tài như vậy, càng là bị vây ở thần minh phủ đệ. Người tại bảng xếp hạng, từng sắp xếp thứ mấy? Triệu Bân tò mò hỏi một câu. Ta chi xếp hạng, cùng nhà ngươi thánh nữ bất phân cao thấp. Mưa bụi khẽ nói nở nụ cười. Nói đi, nàng vừa nghĩ đến cái gì, vô ý thức nghiêng đi con mắt, trên dưới quét lượng Triệu công tử, đường đường đại la thánh chủ, không niệm thiên tọa hạ đệ tử, mà ngay cả nhà mình sư tỷ sắp xếp thứ mấy cũng không biết. Ta, được chứng mất trí nhớ, Triệu Bân ngữ trọng tâm trường nói. Mưa bụi tất nhiên là không tin, lại không truy vấn ngọn nguồn, chỉ nhìn cái này khỏa thụ yêu. Nàng vẫn như cũ khó có thể tin, thái cổ thần triều tươi đẹp nhất một đời thánh tử, cư nhiên bị vây khốn chí tôn thành, sư tôn hắn đã từng đi vào, phải chăng cũng đã gặp chiến thiên đi, hai người bọn hắn nên trò chuyện tới. Có thể đánh như vậy đều táng diệt, chí tôn thành nhất định có không thiếu hố. Triệu Bân sờ cằm một cái, tổng cảm giác thổi gió đều nhiều hơn vẻ lạnh lẽo. Chiến thiên làm được vận khí coi như không tệ, tung thành bộ dáng này, nhưng ít ra còn có mệnh tại. Cứu ta ra ngoài, tiễn đưa các ngươi một hồi tạo hóa. Thụ yêu cười nói. Triệu Bân cùng mưa bụi lúc này mới phát giác, thụ yêu bị mấy đạo trận văn khóa lại. Nói trận văn cũng không xác thực, thật là một loại đạo tắc, cho hắn khóa gắt gao. Cũng khó trách hàng này tùy tiện gào to, bị khóa nhiều năm như vậy, tâm tình của hắn nên có nhiều phiền muộn. Tâm tình khó chịu thêm phiền muộn, gào mấy cuống họng vẫn rất có cần thiết. Cứu ta ra ngoài. Tiễn đưa các ngươi một hồi tạo hóa. Chiến thiên đi lại nói, trong giọng nói đầy áp chờ mong. Triệu Bân cùng mưa bụi liếc nhau, sau đó một trái một phải tiến lên, vòng quanh thụ yêu xoay lên vòng nhi, chủ yếu là nhìn khóa lại chiến thiên làm được đạo tắc xích sắt, tuy là vô hình, lại có thể mơ hồ bắt giữ. Nói thực ra, hai người đều không ôm hy vọng gì. Nếu có thể cứu ra ngoài, từng đi vào đạo tiên đã sớm cứu được. Liền nói tiên đô thúc thủ vô sách. Càng chớ nói hai người bọn họ. Sự thật xác thực như thế. Nghiên cứu một phen sau, hai người đều nhẹ nhàng rung đầu. Thần minh trong phủ đạo tắc, tự nhiên không là bình thường đạo tắc, lấy hai bọn họ đạo hạnh, căn bản là không phá nổi, đây không phải vấn đề thời gian, là tu vi có hạn, vượt qua năng lực phạm trù. Sư đệ cho là, bên kia càng mát mẻ. Triệu Bân ngữ trọng tâm trường nói, như không có chuyện gì xảy ra đi ra. Mưa bụi cũng tới đạo. Đi theo cước bộ của hắn. Không phá nổi đạo tắc xiềng xích, ở đây dừng lại cũng không gì ý nghĩa. Để cho nàng hơi kinh ngạc là, Đại La Thánh chủ lại lấy sư đệ tự xưng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không mau bệnh, không niệm thiên cùng nàng sư tôn chính là cùng thế hệ, hai người bọn họ tự nhiên cũng là cùng thế hệ, mặc dù niên kỷ chênh lệch rất xa, nhưng bối phận đặt ở nơi này, gọi nàng một tiếng sư tỷ hợp tình hợp lý. Đi đâu? Gặp hai người đi ra. Chiến thiên đi kêu một tiếng. Triệu Bân một tiếng ho khan, ngôn ngữ thì một tiếng thở dài, không phải bọn hắn thấy chết không cứu, là hữu tâm vô lực, chớ nói ba ngày thời hạn, cho dù cho bọn hắn 300 năm, cũng không phá được cái kia đạo tắc xiềng xích. Tiếng kêu bên trong, hai người càng lúc càng xa. Chiến thiên đi cái kia phiền muộn, lại đặt cái kia mù gào to. Từ đạo tiên chi sau, hắn đã đợi rất nhiều năm, cuối cùng là đem người chờ được, lại là quay đầu đi. Hắn cái này anh minh một thế, thật muốn tại cái này thần minh phủ đệ, cùng với lâu đời tuế nguyệt ảm đạm kết thúc. Ngoại giới, đạo tiên lại xách ra bầu rượu, canh giữ ở tinh không chờ đợi. Vân Thương Tử cũng tại, một tia tàn hồn đặt cái kia bay tới bay lui.
nên đã thấy qua chiến thiên đi. Đạo tiên lẩm bẩm ngữ, chỉ một mình hắn nghe thấy. Không tệ, hắn từng tiến vào Chí Tôn Thành, đã từng gặp qua thần triều thánh tử, làm gì trước kia cảnh giới thấp, muốn cứu cũng không cái kia năng lực, cho dù đến thời khắc này, hắn cũng chưa chắc chém đánh gãy cái kia đạo tắc xiềng xích. Về phần hắn đầu nhi cùng Đại La Thánh Chủ, định cũng là hữu tâm vô lực. Hắn là tiếc hận a, từng lực áp một đời nhân kiệt, chú định chết héo trong đó. Chậm rãi thu nỗi lòng, hắn nhìn phía một phương khác. Có thể gặp một tia tiên hà hoạch thiên mà đến, tựa như ảo mộng. Cẩn thận một nhìn, chính là không niệm thiên, sở dĩ ở đây hiện thân, tất nhiên là đắc đạo tiên triệu hoán, làm gì đường đi quá mức xa xôi, trước trước sau sau qua mấy tháng, mới tìm đến khu này tĩnh mịch tinh không. Đây là, Chí Tôn Thành. Không niệm thiên lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, thần sắc không khỏi kinh ngạc. Tòa này trong truyền thuyết cổ lão thành trì, nàng cũng chỉ nghe nói qua, hôm nay vẫn là lần đầu thấy, quả như nghe đồn như vậy đoạt thiên tạo hóa, đạo gia tiên vương chính xác đại thần thông, có thể tìm được thần minh phủ đệ. Uống rượu không, đạo tiên đưa tới bầu rượu. Đồ nhi ta đâu, không niệm thiên mục không liếc xéo. Ở trong thành, người quá làm loạn. Không niệm thiên nói, liền muốn tiến Chí Tôn Thành. Đạo tiên vội vàng hoảng đem hắn ngăn lại, thần minh phủ đệ cũng không phải ai nghĩ tiến liền có thể tiến. Như bọn hắn những thứ này tiên vương, cho dù là đỉnh phong cảnh, cưỡng ép vào thành cũng không dị chịu chết. Ta từng tính qua, mệnh cách hắn rất rắn. Đạo tiên ung dung nở nụ cười. Không niệm thiên không nghe hắn nói linh tinh, thần minh phủ đệ cũng không là bình thường chỗ. Tạo hóa cùng ách nạn cùng tồn tại, nói chính là Chí Tôn Thành, trong đó khắp nơi là hố A. Nàng không nói nhiều, dứt khoát ngồi xếp bằng, muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nàng đỉnh phong tu vi. Nếu như Triệu Bân thật ra không được, nàng không ngại sát tiến đi, cũng không để ý cùng đạo gia tiên vương chơi lên một trận, thực sự đánh không lại, nàng sẽ đem Giao Nguyệt cung chủ gọi qua một khối đánh hàng này. A, à, Chí Tôn trong thành, lại có kêu thảm vang vọng. Chỉ có điều, lần này cũng không phải là chiến thiên đi, mà là Triệu công tử, đi tới liền rất hố, may hắn phản ứng rất nhanh, trước tiên thoát ra, bằng không nhưng là không phải thổ huyết đơn giản như vậy. Đa tạ. Mưa bụi tế huyết mạch bản nguyên, khử diệt trong cơ thể của Triệu Bân sát ý. Vốn là đi trong hố nên nàng, là Triệu Bân cho nàng lôi ra ngoài. Cái này hai đi, nàng là được cứu, Triệu Bân lại cắm đi vào. Mà cái gọi là hố, cũng không phải là thật sự hố, mà là một mảnh rừng trúc, chợt nhìn không có gì lạ thường, trong đó lại ngầm sát cơ, bên trong có hay không bảo bối bọn hắn không biết, có thể chắc chắn hiện đầy cấm chế. Hai người không bao lâu sau lưu. Trơn tru vòng qua rừng trúc. Cách đó không xa, chính là một tòa nhuộm đầy bụi bặm đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát bốn phía, trông nhưng là hoa hoa thảo thảo. Coi chừng, mưa bụi chấp trường tiên cảnh, soi sáng ra cất dấu trận văn. Triệu Bân đi cẩn thận từng ly từng tí, nơi này hố vẫn thật không ít. Hai người một trước một sau vào đình nghỉ mát, trong đình có một cái bàn đá, trên bàn còn bày một cái bàn cờ, đã bàn cờ, từ cũng có quân cờ. Chuẩn xác hơn nói, đó là một cái rất cổ lão tàn cuộc. Ai bày thế cuộc, Triệu Bân một tiếng nói thầm. Yên lặng điềm tĩnh mưa bụi, thì tâm thần một cái chớp mắt hoảng hốt. Thế cuộc rất quỷ dị, tung qua vô tận năm tháng, tung không đánh cờ người, nó vẫn như cũ có ý định uẩn rong chơi, thậm chí diễn hóa trở thành ý cảnh, nàng cái này không để ý, còn suýt nữa ngã vào trong ý cảnh. Này cục, cũng không khó phá. Triệu Bân tiện tay nhặt một quân cờ. Hữu mô hữu dạng đặt ở trên bàn cờ. Bàn cờ ông run lên, như tự biến tươi sống, nhiễm ở trên đó cho bụi, đều bị đánh sơ xác, còn có trên bàn cờ từng khỏa quân cờ, cũng đều bởi đó nở rộ tiên hoa, đó là từng vệt đạo chi quang. Xong việc, Triệu Bân liền từ đình nghỉ mát bay ngang ra ngoài. Cùng nàng một đạo còn có mưa bụi, là bị bàn cờ chấn lật. Đến nỗi Triệu Bân đặt ở quân cờ trên bàn cờ, cũng là trong nháy mắt bị chấn diệt. Cái gọi là này cục không khó phá, hắn một viên kia quân cờ có vẻ như làm sai chỗ, không những không có bể thế cuộc, bị đánh bay. Phù phù, mưa bụi ngã vào một mảnh hồ nước, văng lên một mảnh bọt nước. Triệu Bân thì tấm tấm dòng dã một cái chữ lớn, dính vào trên vách đá. Tâm lý thăng bằng, mắt thấy Triệu Bân cùng mưa bụi bị đánh bay, chiến thiên đi cái kia trong lòng thoải mái cái nào. Nhớ năm đó, hắn đã từng hướng về trên bàn cờ phóng quân cờ. So với hai người bọn họ bay càng xa. Phốc, Triệu công tử lúc rơi xuống đất, phun một ngụm máu tươi bá khí ầm ầm.
quỷ hiểu được bàn cờ gì cái càn khôn, suýt nữa cho hắn đánh sơ xác trống. Hắn cái này đứng vững vàng, nhưng không thấy mưa bụi ra hồ nước, lúc trước còn sóng nước dạo dực, bây giờ lại đi nhìn, đã là bình tĩnh không lay động, rõ ràng là thanh tịnh thấy đáy, nhưng bên trong lại không có mưa bụi thân ảnh. Gì tình huống? Triệu Bân ngồi xổm ở ven hồ, vô tận thị lực nhìn lén. Nhìn thật lâu, cũng không nhìn ra đến tột cùng có gì lạ thường. Tiên tử, Triệu Bân kêu một tiếng. Hồ nước bình tĩnh như trước, nửa chút gợn sóng đều không. Bất đắc dĩ, Triệu Bân rời một khối đá ném vào. Lần này ngược lại là có bọt nước, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh xuống dưới, mà hắn ném vào tảng đá kia, lại không bóng dáng, giống như hư không tiêu thất, hắn nhìn rõ ràng, vèo một tiếng liền không có. Trong nước, còn có dấu tiểu không gian. Triệu Bân trong lòng một lời, tung người nhảy vào hồ nước. Ô ô, đây là hoàn toàn lạnh lẽo thế giới, như bị vân mạc che càn khôn, lờ mờ vô cùng. Giữa thiên địa vang vọng không dứt là lệ quỷ tiếng kêu rên, như đến một tòa cửu u địa ngục. Mong nhìn một phen sau đó, mới biết là từng cái đẫm máu quái vật, diện mục dữ tợn khoa trương múa chảo, bây giờ đang từ bốn phương tám hướng nhào về phía một phiến thiên địa, tựa như chen lấn cướp đoạt con mồi. Mà mưa bụi, chính là bọn chúng con mồi. Nàng cũng không biết vì cái gì, đã đến ở đây. Huyết lâm quái vật phô thiên cái địa, nàng đương nhiên sẽ không đứng bị đánh. Tay thuận sách tiên kiếm kiệt lực chém giết, quái vật phảng phất không có tâm mang sợ hãi, cũng giống như vĩnh viễn giết không hết, liên miên tới. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, có một cái bất minh vật thể từ thiên nện xuống. Tất nhiên là Triệu Bân, chủ động nhảy vào hồ nước, cũng bị cuốn vào. Hắn rơi xuống đất tư thế không cần quá bá khí, lại là một cái ngay ngắn chữ lớn, dính vào đại địa bên trên, thân ở vùng thế giới kia huyết lâm quái vật. Bị nện chết một mảnh, cũng bị chấn lật ra một mảnh. Nơi quái quỷ gì? Triệu Bân trước tiên nhảy lên, cũng là trước tiên vòng nhìn bầu trời địa. Nơi đây âm u lạnh lẽo dị thường, sắc trời là mờ tối, giống như lúc trạng vạng tối, còn có chính là quái vật, đây không phải là một hai con, là ô ương ương một mảnh, mặc dù có hình người, lại toàn thân chảy máu. Huyết linh, Triệu Bân lông mi hơi nhíu. Huyết linh giống tà linh, đều thuộc về âm túy một loại. Hắn rất kinh ngạc, trong nước lại tàng như thế cái quái chỗ. Cái này lại là thần minh phủ đệ, thần minh còn có nhàn tâm dưỡng huyết linh. Siêu, mưa bụi như một đạo tiên hà buông xuống, cùng hắn tựa lưng vào nhau. Nàng đồng dạng kinh ngạc, thần minh phủ đệ lại có ô túy chi vật. Ô ô, lệ quỷ kêu gào âm thanh lại nổi lên, ô ương ương huyết linh lại đánh tới. Triệu Bân cùng mưa bụi tất cả phất tay áo, liên miên chữ đạo phủ chú tế ra. Treo ở hai người bốn phía, nở rộ huyền dị chi quang, che giả măng mọc huyết linh, chạm đến phủ chú sau đó, đều bị giết hết thành tro. Nhưng, cái này xa xa không đủ. Phủ chú số lượng có hạn, nhưng huyết linh là càng ngày càng nhiều, từng cái cũng như đội cảm tử như vậy, không muốn mạng hướng về bên này trùng sát, mỗi đụng diệt một mảnh, liền sẽ suy yếu phủ chú bên trong ẩn giấu uy lực. Bước ta mở lớn, Triệu Bân huy kiếm chỉ phía xa thiên khung. Mặc niệm thái sơ thiên lôi quyết. Lúng túng chính là, phương pháp này ở mảnh này lờ mờ thế giới càng là vô hiệu. Đồng dạng vô hiệu còn có vĩnh hằng giới, càng là không cách nào đi vào tị nạn. Để cho hai người thần sắc khó coi chính là, thần ở địa phương quỷ quái này, thể phách khí huyết tất cả tại cực điểm diệt vong, dần ra, tung không bị huyết linh thôn phệ, bọn hắn cũng biết bởi vì khí huyết hao hết mà ngã xuống đi. Trước tạm ngăn lại bọn chúng. Mưa bụi nói, liền ngồi xếp bằng. Tùy tâm quyết mặc niệm, đỉnh đầu nàng bầu trời, hiện ra thiên cơ cổ thư, hư ảo trang sách đang chuyển động, quỷ quyệt cổ lão chữ đạo, vào trong tự động sắp xếp, nàng tại dùng thôi diễn, dùng cái này tìm lối ra. Vĩnh hằng thiên vực, mở. Triệu Bân trong lòng một quát, diễn xuất vĩnh hằng dị tượng. Hắn cùng mưa bụi giấu ở trong đó, lấy bản mệnh dị tượng phòng ngự huyết linh, nhưng phương pháp này có vẻ như không ra thế nào dễ dùng, chỉ vì huyết linh số lượng khổng lồ. Lại như vũ khí giết người, đang từng chút từng bước xâm chiếm vĩnh hằng dị tượng. Còn chưa xong. Triệu công tử lấy hồn ngự kiếm, vô số tiên kiếm bắn ra. Huyết quang tùy theo chợt hiện, liên miên huyết linh ngã trong vũng máu. Oanh, phanh. Huyết linh công phạt mãnh liệt, vĩnh hằng tiên vực từng khúc sụp đổ. Không còn phòng ngự tuyệt đối, huyết linh giống như thủy triều đánh lén đi vào. Thiên lôi trận. Đã cảnh tượng hoành tráng, tất nhiên là quần công bí pháp. Triệu Bân nhất kiếm cắm vào bùn đất, mặt đất ngừng lại sấm sét vang dội,
Đó là từng đạo lôi quang lưỡi kiếm, thứ nhất định phạm vi bên trong không khác biệt công phạt, huyết linh vào phạm vi này, lại là từng đóa huyết hoa hợp thành phiến, liền cái này, bọn chúng còn không biết e ngại hướng cái này đánh giết. Bọn ta tới trợ chiến. Tiên lôi một tiếng gào to, cùng hỗn thiên hỏa cùng nhau giết ra. Bọn chúng một cái hóa thành lôi hải, một cái hóa thành biển lửa. Lôi hỏa giao dung, thành một mảnh lôi hỏa hải dương, lấy Triệu công tử làm trung tâm, hướng tứ phương bao phủ lăn lộn, thôn tính tiêu diệt mảng lớn huyết linh, thê lương ô gào âm thanh, tựa như ma chú đồng dạng, vang vọng không dứt. Nhưng, cái này vẫn như cũ không đủ. Huyết linh nhiều lắm, lại là lối đánh liều mạng. Vĩnh hằng chi môn, mở. Triệu Bân lại động đại thần thông, kình thiên cửa lớn kiên quyết ngoi lên mà ra. Phương pháp này dễ dùng, mặc dù không mở ra được môn, nhưng cũng sợ khí tràng, lại cực điểm đã cách trở huyết linh bước chân, thậm chí mỗi tiến lên trước một bước, đều phải hàng trăm hàng ngàn táng diệt, đem đại địa nhuộm thành huyết sắc. Nhìn ngồi xếp bằng mưa bụi, thì lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày. Cục này có vẻ như không dễ phá, càn khôn thời khắc đang vận chuyển. Nàng cái gọi là thiên cơ thuật, cũng khó diễn xuất càn khôn sơ hở. Ân, nàng một cái chớp mắt ngước mắt, mong nhìn mờ mịt hư vô. Triệu Bân cũng theo đó ngửa đầu, trời xanh rất không bình tĩnh, có mây đen dày đặc, có sấm sét vang dội, như có nhân vật đáng sợ, đang chậm rãi khôi phục, trong nháy mắt như vậy, hai người đều rất cảm thấy tim đập nhanh. Vật gì? Triệu Bân hai mắt híp lại. Tại hắn mong nhìn xem, lăn lộn mây đen tụ trở thành một con chim. À không đúng, hẳn là một con chim lớn, cánh mở ra che thiên lấp mặt đất. Kim sĩ đại bằng. Mưa bụi một tiếng lẩm bẩm, cái kia đại điểu hình thái, rất giống kim sĩ đại bằng. Bất đồng chính là, con chim này toàn thân ngăm đen, cùng vàng óng ánh đại bàng thành so sánh rõ ràng. Màu đen đại điểu sau đó, chính là vũ động sấm sét, tụ trở thành một đầu lôi long, nguy nga thân rồng, nghiền thiên khung động rung động, liền ô ương ương huyết linh, đều bị hắn chấn diệt một mảnh lại một mảnh. Yên tâm thôi diễn. Triệu Bân tay cầm long uyên, sát nhập vào mờ mịt. Lôi long xoay quanh mà lên, phun ra khô diệt lôi điện. Màu đen đại điểu cũng hung hãn, vỗ cánh thành vòng xoáy gió lốc. Triệu Bân mở thiên ngự, ngạnh kháng khô diệt sấm sét, cứ thế đạp long đầu mà lên, công kích đại điểu, một cái bá đao phách thiên trảm, chém đại điểu một cái cánh, ngay cả vòng xoáy gió lốc cùng nhau băng diệt. Hắn là bá khí ầm ầm, lại không gì cái treo dùng. Đại điểu không có huyết không có thịt, bị chém rụng cánh khoảnh khắc khôi phục. Giống. Lôi long lại giết tới, dương lên miệng rồng, có thôn thiên diệt địa chi lực. Triệu Bân một cái không có đứng vững, bị lôi long nuốt vào trong bụng, trong đó có từng đạo sấm sét bay múa, cực điểm xé rách hắn thể phách, quỷ hiểu được là gì sức mạnh, trường sinh quyết lại đều khó mà khép lại vết thương. Oanh! Triệu Bân mở tuyệt cảnh, một đạo chu tiên quyết bổ ra thân rồng. Đâm đầu vào, thì thấy màu đen đại điểu, lớn trong mắt giống như kiếm quang chảm ra. Ta đột! Triệu Bân một cái tiên nhãn thuấn thân, trốn vào một thế giới khác. Chạy nhanh, không có nghĩa là liền có thể tránh thoát. Đại điểu kiếm quang càng là không nhìn không gian, chém cái ngay ngắn. Cường hãn như Triệu Bân thể phách, đều suýt nữa bị một kiếm này sinh bổ. Dùng nguyên thần công phạt, mây khói nhắc nhở một tiếng. Cũng không cần nàng chỉ điểm, Triệu Bân cũng đã tế thiên diệt nguyên thần kiếm. Hai thanh màu vàng nguyên thần kiếm, như hai đạo kinh mang xẹt qua lờ mờ thiên. Phốc, phốc, lôi long bị thương nặng, đầu rồng cực lớn bị tại chỗ chém rớt. Màu đen đại điểu càng thê thảm hơn, cứ thế bị nguyên thần kiếm đánh thành hai khúc. Nhường ngươi nuốt ta. Triệu Bân một bước vượt ngang hư không, huy kiếm bổ về phía lôi long. Nhưng, không đợi hắn một kiếm rơi xuống, lại có tồn tại đáng sợ hiển hóa. Vậy vẫn là một con chim, nói cho đúng là một cái phượng hoàng, màu đen phượng hoàng. Oanh! Phượng hoàng nghênh thiên dương cánh. Hủy diệt chi quang tịch thiên quyển địa. Đúng lúc gặp Triệu Bân giết đến, nửa cái nhục thân đều bị quấy diệt trong đó. Ta, phốc. Triệu Bân phun ra một ngụm máu, cưỡng ép trốn vào hư thiên. Màu đen phượng hoàng lại một lần dương cánh, nghịch thiên đuổi theo. Còn có lôi long cùng màu đen đại điểu, cũng một trái một phải trùng tiêu mà lên. Đại la thiên tay. Triệu Bân lật tay một trường, ngũ chỉ đại ấn giả thiên phủ xuống. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, sông mạnh nhất phượng hoàng, bị đả diệt nửa cái phượng thân thể. Vì thế, Triệu Bân cũng bỏ ra đại giới, chịu lôi long một đạo thiểm điện, vừa mới khép lại thân thể, lại nổ diệt nửa bên,
không đợi thở một ngụm, màu đen đại điểu vòng xoáy gió lốc liền đã cuốn tới, khô diệt sức mạnh, băng lãnh cũng bá đạo, cho Triệu công tử thể phách hủy đi thất linh bát lạc. Lan! Triệu Bân vừa quát âm vang, lưỡng đạo nguyên thần kiếm bẻ gãy nghiền nát. Lôi long cùng màu đen đại điểu bị mệnh chung, nhao nhao rơi xuống thương miểu. Chấn áp! Triệu Bân vùng cánh tay lên một cái, đạo ra chữ cổ liệt đầy hư không. Chữ cổ tuy là hư ảo, lại là đạo ẩn nảy sinh, mỗi lấp lóe tia sáng, tại bầu trời tự động sắp xếp, tựa như từng khỏa rực rỡ tinh thần, vẩy xuống mỗi một phiến tinh huy, đều cực điểm tuyệt diệt chi lực. Giống! Lôi long ngửa mặt lên trời gào thét, lại không chịu nổi tinh huy chiếu diệt. Đầy trời nhảy nhót màu đen đại điểu, thể phách cũng từng khúc tán loạn. Màu đen phượng hoàng tuy là đối phó, nhưng phượng thân thể cũng có nổ nát điềm báo. Triệu công tử cho là ổn, làm gì còn có biến cố. Cùng với một tiếng gào thét, lại gặp một tôn quái vật khổng lồ. Đó là một đầu kỳ lân, cũng toàn thân ngăm đen, nguy nga như sơn nhạc, nó là nghiêu bức hống hống treo sấm sét. Chỉ một tiếng gào thét liền chấn diệt đầy trời chữ cổ, kèm thêm Triệu công tử cũng cùng nhau chấn lật ra đi. Nhưng còn có, một khối đến đây đi. Triệu Bân hét to, cưỡng ép ổn định thân hình. Hắn cái này không hô cũng tốt, cái này hét to gào ra, phương Tây cùng phương Bắc thiên khung, đều là ầm ầm cự chiến, đó là một đầu hắc hổ cùng huyền vũ, đều là thể thân thể mạnh mẽ, chẳng phân biệt được tuần tự huyễn hóa ra tới. Nể mặt như vậy, Triệu Bân nắm chặt Long Uyên, cực điểm tái tạo lấy thể phách. Trời xanh ầm ầm một mảnh, tứ đại thần thú cộng thêm thánh thú cùng một tôn đại bàng, khí chàng quá mạnh quá bá đạo, nghiền càn khôn động rung động, uy áp đáng sợ, để cho Triệu Bân chỉ cảm thấy trên vai khiêng một tòa cự nhạc. Giống, lôi long vừa hô đánh vỡ tiên khung, trước tiên mở công. Khác mấy tôn quái vật khổng lồ, cũng là chẳng phân biệt được tuần tự. Tới, Triệu Bân lại mở thiên sát bí văn, rút kiếm ác chiến hung vật. Nói là ác chiến cũng không xác thực, hắn hẳn là bị bạo trùy, đối đầu khổng lồ như thế đội hình, vạn pháp trường sinh quyết đều nhìn không được thể phách bị bại, kim sắc huyết hoa tại hư không một lần lại một lần nở rộ. Ô ô, bầu trời chiến khí thế ngất trời, phía dưới cũng đánh hừng hực khí thế. Phô thiên cái địa huyết linh, vẫn là che già măng mọc, Triệu Bân lúc trước chống lên vĩnh hằng tiên vực, đã bị triệt để công phá, còn có tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa lôi hỏa hải dương, lần này cũng là cực điểm chôn vùi. Vĩnh hằng chi môn ngược lại là sừng sững không ngã, nhưng bởi vì huyết linh công phạt, cũng đã bắt đầu vỡ vụn. Mà ngồi trên trung tâm mưa bụi, thì còn tại thôi diễn càn khôn. Quanh thân nàng tiên quang rong chơi, còn có hư ảo phù chú bay múa. Đó là sư tôn cho thủ hộ chi pháp, vì nay cũng không chống được bao lâu. Ta hiểu. Có như vậy một tiếng lẩm bẩm ngữ, chỉ một mình nàng nghe gặp. Càn khôn thời khắc vận chuyển, cũng không đại biểu nơi đây không có sơ hở. Đạo gia thiên cơ thuật đẩy thiên diễn địa, đã tìm ra cái kia một đạo sinh môn. Phốc, hư không lại có huyết hoa ngạo nghễ nở rộ, lóe vàng óng ánh quang. Là Triệu công tử đẫm máu, chịu các đại hung vật trọng thương, đẫm máu thân thể bị triệt để hủy diệt, chỉ còn dư hư ảo bản mệnh nguyên thần, còn tại kiệt lực ác chiến, vì mưa bụi thôi diễn tranh thủ thời gian. Giống, hắc hổ rít lên một tiếng, miệng phun huyết sắc liệt diễm, đốt đầy tiên khung. Triệu Bân tâm thần run lên, cũng không hẳn là bình thường hỏa diễm, đủ có thể đem hắn thiêu hủy hôi phi yên diệt, dù sao hắn chỉ còn dư một đạo nguyên thần, không nhục thân làm áo giáp, căn bản ngăn không được liệt diễm hỏa táng. Oanh! Bước ngoặt nguy hiểm, mưa bụi như một tia tiên hà ngút trời mà đến. Nàng tế một cái ngọc như ý, càng là cưỡng ép diệt huyết sắc liệt diễm. Mấy tôn hung vật bạo ngược không chịu nổi, từ tứ phương thiên khung đánh giết mà đến, còn có phía dưới ô ương huyết linh. Cũng là liên miên đánh giết đi lên, còn chưa giết đến, con mắt liền đã có huyết quang sấm sét phách chạm. Đi! Mưa bụi kéo Triệu Bân, đã lớn thần thông chui ra khỏi cái kia vùng trời. Đâm đầu vào, thì thấy huyết linh cản đường, như một bọn người chiều uông. Dương! Mưa bụi liền bá đạo, tế chín chuôi đạo kiếm, tại phía trước mở đường, đạo kiếm từ đạo tắc ngưng kết, chín kiếm lại thành cổ lão kiếm trận, kiếm uy cùng kiếm ý vô song, lấy bẻ gãy nghiền nát công phạt cưỡng ép va chạm. Quả thực là tại như thủy triều huyết linh trong đại quân, giết mở một đầu phủ kín huyết cốt lộ. Có thể tìm ra đến sinh môn, Triệu Bân khí tức yếu ớt không chịu nổi. Càn khôn giao thoa chi địa, chính là đường ra, mưa bụi liền nói ngay. Càn khôn giao thoa, Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, vô ý thức vòng nhìn tứ phương. Làm gì hắn đạo hạnh thấp, tầm mắt cũng có hạn, mới học thiên cơ thuật,
từ cũng không sánh được mưa bụi, đạo gia đồ nhi có thể nhìn ra, hắn lại không hiểu ra sao, đến nước này cũng không biết sinh môn ở nơi nào. Hắn biết cùng không biết đều không trọng yếu, mưa bụi biết liền tốt. Mặc dù quá trình có chút thảm liệt, nhưng kết cục hẳn là tốt. Nơi đó, mưa bụi chỉ phía xa một phương hư vô, còn đưa Triệu Bân không gian tọa độ. Triệu công tử cỡ nào cơ trí, tự hiểu mưa bụi lời này ẩn chứa ngụ ý. Hai người đều mở công phạt, nhắm ngay phương kia, đánh ra tột cùng nhất nhất kích. Oanh! Cùng với một tiếng sấm rền, lờ mờ chăn trời xé mở một đạo liệt ngân. Có quang mang từ vết dạn chiếu vào, là óng ánh khắp nơi quang minh, chiếu diệt phiến thiên địa này lờ mờ, huyết linh tại trong kêu rên liên miên táng diệt, còn có mấy tôn hung vật, cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Hai người cùng nhau thoát ra, triệt để thoát ly hắc ám. Bọn hắn lại hiện thân nữa, đã là một tòa núi cao dốc đứng ngọn núi nhỏ. Hô! Triệu Bân thở dài một hơi, tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vì cho mưa bụi tranh thủ thời gian, hắn cái này đánh quá khốc liệt. Cái này cũng chẳng trách người khác, là hắn nhất định phải động cái kia bàn cờ, một viên kia quân cờ hạ xuống, hơi kém ủ thành một hồi tử kiếp, thần minh phủ đệ hố, tới chính là như vậy để cho người ta trở tay không kịp, từ xưa kia động hư cảnh thiên kiếp sau đó, đây cũng là hắn thương thảm thiết nhất một hồi. Vật này chân tàng nhiều năm, tiễn đưa ngươi, mưa bụi một tiếng khẽ nói. Triệu Bân trách mắt, vừa gặp mưa bụi nhẹ phẩy tay áo, có một cái bình ngọc nhỏ bay ra. Đừng nhìn chỉ là một cái bình nhỏ, trong đó lại ẩn giấu một mảnh hoa mỹ tiên hải. Hảo huyền dị sức mạnh, Triệu Bân trong lòng kinh ngạc. Vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết, mưa bụi đã rút nắp bình. Sau đó thì thấy bình ngọc tiên khí mãnh liệt, giống như quang vũ vung vãi. Triệu Bân chợt cảm thấy tinh thần hơi rung động, phối hợp vạn pháp trường sinh quyết vận chuyển, hắn hủy diệt thân thể, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực điểm tái tạo, trước sau cũng bất quá một nén nhang, liền tạo ra được nhục thân, nếu đặt ở trước kia, hắn thương thảm trọng như vậy, làm gì cũng phải nửa tháng mới khôi phục. Đây là linh dược gì? Triệu Bân đầy mắt hiếu kỳ. Trước tạm chữa thương, mưa bụi nở nụ cười, đang lâm đỉnh núi. Triệu Bân không nói nhảm, lúc này ngồi xếp bằng. Nhục thân là tái tạo, nhưng tiềm ẩn thể nội ô túy, bây giờ còn tại làm loạn, cái kia mấy tôn hung vật bạo ngược vô cùng, sát ý so trong tưởng tượng càng ương ngạnh. Tinh không? Đạo tiên nghiễm nhiên mà đứng, trong tay áo ngón tay không ngừng kết động. Hắn tại thôi diễn ở trong thành mưa bụi cùng Triệu Bân. Chỉ tiếc, chí tôn thành có thần uẩn lồng mộ, hắn thiên cơ thuật, căn bản là không cách nào xuyên thấu, bên ngoài nhìn không rõ ràng, cũng coi như không rõ. Càng giúp không được gì, là phúc là họa toàn bằng cái kia hai tiểu bối. Không lâu, tiên khung kinh hiện dị tượng. Chính là không niệm thiên dị tượng, cuối cùng là trở về đỉnh phong tu vi. Đạo tiên từng một cái chớp mắt trách mắt, không niệm thiên mặc dù không bằng trường sinh tiên, nhưng cũng là hiếm có kỳ tài, vì nay cùng bối phận trong cường giả, có thể cùng nàng sóng vai nữ tử, quả thực tìm không ra mấy cái. Không niệm thiên liên bộ nhẹ nhàng, rơi vào đạo tiên bên cạnh thân. Tung quay về đỉnh phong tu vi, nàng cũng nhìn không thấu chí tôn thành. Liền nói tiên đô thấy không rõ lắm tính toán không rõ, càng chớ nói nàng. Tiểu tử kia đã gật đầu, muốn vào ta đạo gia. Đạo tiên lời nói ung dung, nói là chứng trạc đàng hoàng. Không niệm thiên y cũng không nghe hắn nói linh tinh, Triệu Bân bản tính nàng hiểu rõ. Đạo tiên hơi có vẻ lúng túng, cái kia tiểu hoạt đầu không ra thế nào dễ lắc lư, không niệm thiên cũng giống vậy. Vậy không bằng, hai chúng ta mạch kết cái thân ra. Đạo tiên lại nói, nhà ngươi đồ nhi, ta cùng với nhà ta mưa bụi, chung đụng rất tốt, nếu như có thể góp thành một đôi, hẳn là một đoạn giai thoại, đương nhiên. Hắn như làm đến môn con rể mà nói, ta đạo gia cũng là rất hoan nghênh. Lão phu cho là, hắn cùng với đại la thánh nữ cũng rất xứng đôi. Treo ở một bên vân thương tử tàn hồn, ngữ trọng tâm trường nói. Xong, đạo tiên đem hắn cho sách đi qua. Đường đường chính chính đánh một cái nơ con bướm, lão tử tận tụy làm nguyệt lão, ngươi lại chạy cái này phá, bao lớn bối phận, còn dám xưng lão phu. Chớ nói ngươi thằng nhãi con, cho dù mây già nua tổ ở đây, cũng phải gọi ta một tiếng ca. Vân thương tử đàng hoàng, không niệm thiên lại rơi vào trầm tư. Tiểu tử này không nói nàng đổ quên, nhà nàng còn có cái thánh nữ đâu. Đại la thánh chủ phối đại la thánh nữ, cái này có vẻ như cũng là một đoạn giai thoại a. Đạo hữu ý như thế nào? Đạo tiên cười nói. Hắn có thê tử, không niệm thiên khẽ nói nở nụ cười. Nếu không thì, bỏ.
Ngươi cái này nói là tiếng người. Chuyện này dễ thương lượng. Đạo tiên hít sâu một hơi, không biết lại suy xét gì. Không Niệm Thiên chỉ cười không nói, năm nào lại nghĩ thương lượng lúc, hơn phân nửa phải đi tìm Giao Nguyệt cung chủ, Thiên Sát cùng cô Tinh mới là thật tuyệt phối, lấy Giao Nguyệt tính tình, cũng sẽ không cùng ngươi tốt nhất nói chuyện trời đất, những thứ này đều xem như nhân tố bên ngoài, nếu là song phương cũng không tới điện, nói gì đều không tốt. Hô! Triệu Bân chậm rãi mở con mắt, cái kia tinh thần sáng láng. Hắn cũng đang lâm đỉnh núi, cùng mưa bụi đứng sóng vai. Chân chính đi tới, mới phát giác nơi đây chi huyền ảo, bởi vì hướng tứ phương nhìn, đều là cổ lão dị tượng, có từng tia thần uẩn rong chơi trong đó, hắn ngược lại là nghĩ bắt giữ, làm gì hắn đạo hạnh quá thấp hơi. Nhàn rỗi nhìn lại không cách nào lấy đi, Triệu Bân cái kia tâm tình phiền muộn. Mưa bụi cũng là một mặt lúng túng, từng kiệt lực thi pháp, chính là không mang được thần uẩn. Đại La Thánh chủ đạo hạnh thấp, nàng sao lại không phải, thần minh phía dưới đều là run rế. Phía đông nam, có dị bảo. Lâu không ngôn ngữ mây khói, đột nhiên mở miệng. Triệu Bân ánh mắt sáng lên, thuận thế nhìn phía phương kia. Tiếc nuối là, cổ lão dị tượng che lấp, căn bản nhìn không rõ, cho dù là tiên nhãn cũng không nhìn thấy được, nhưng đã mây khói nói, hắn vô điều kiện tin tưởng, cái kia dị bảo hẳn không phải là đồng dạng vật. Cuối cùng liếc mắt nhìn, hai người quay người xuống núi. Chờ khoảng cách tới gần, mới mơ hồ gặp phía đông nam dị sắc dâng lên. Triệu Bân vẫn như cũ không biết là gì, chỉ biết trong cơ thể hắn tạo hóa thần thụ, lúc này phá lệ hoạt động mạnh, nó không dễ dàng kích động, chỉ khi nào có dị dạng, tuyệt đối có bảo bối, điểm ấy bọn họ rõ ràng. Vượt qua trong núi, có thể nghe róc rách tiếng nước chảy. Đó là một dòng suối nhỏ, chuẩn xác hơn nói là một vũng thần tuyền. Không hổ thần minh phủ đệ nước suối, tiếng nước chảy đều phá lệ huyền ảo, chợt nghe xong giống như đạo âm, chảy tràn thủy được hòa hợp tiên khí, mỗi một giọt đều tích chứa kỳ dị sức mạnh, nhìn bờ sông hai bên, nhiều kỳ hoa dị thảo, đóa hoa kiểu diễm phiến lá óng ánh, sinh cơ giạt rào, khí uẩn bành trướng. Hảo một vũng thần tuyền. Mưa bụi cúi thân, nhẹ nhàng lay động một mảnh bọt nước. Nước là trong lạnh, chỉnh nàng cũng nghĩ tại cái này tắm rửa. Ngô! Triệu Bân thì kêu đau một tiếng, bởi vì tạo hóa thần thụ đi ra. Cây này đổ trơn tru, lại trực tiếp cắm rễ ở thần tuyền bên trong, có lẽ là quá hưng phấn, nó nhánh cây, còn tại đầy trời vũ động, bản điềm tính tường hòa thần tuyền, bị nó tạo nên từng mảnh bọt nước. Nó đang hấp thu nước suối, không chút khách khí thôn tính như hút. Triệu Bân ngẩng lên đầu nhìn, cây này đang chậm rãi lớn lên. Mưa bụi cũng sẽ không lay động bọt nước, cũng như Triệu công tử như vậy. Nhìn cái kia thần sắc ngơ ngẩn, đây là nàng lần thứ nhất gặp hoàn chỉnh tạo hóa thần thụ, quả như thế gian nghe đồn, chính xác đoạt thiên tạo hóa. Siêu! Hai người nhìn thẳng lúc, chợt thấy một tia tiên quang vọt qua. Theo bọn hắn suy nghĩ, nên tạo hóa thần thụ dẫn tới. Mưa bụi nhẹ phẩy ống tay áo, đem hắn thu hút ở trong tay, đây không phải là một tia quang, mà là một tia tiên khí, chỉ có điều toàn thân lóe ánh sáng, cái này sợi tiên khí tiềm ẩn đạo uẩn. Càng là cùng nàng huyết mạch thành cộng minh. Ngược lại là Triệu công tử huyết mạch, đối với nó cực kỳ bài xích. Hai người thần sắc kỳ quái, này tiên khí nên có lai lịch lớn. Mưa bụi lấy một chiếc thanh đăng, đem tiên khí câu nệ ở trong đèn. Rầm rầm, tạo hóa thần thụ càng nuốt càng hưng phấn, cành lá hoa hoa tác hưởng. Nhìn cái này một vũng thần tuyền, nghiễm nhiên đã bị nó nuốt thấy đáy. Nguyên nhân chính là thần tuyền thấy đáy. Triệu Bân cùng mưa bụi mới phát hiện khác thường, dưới mặt nước còn giống như có cái gì, định nhãn một nhìn, càng là một cây bút lông, nửa đậy ở trong đất bùn, cán bút đen nhánh trong suốt. Phán quan bút, mưa bụi một tiếng kinh ngạc. Âm phủ vật, Triệu Bân cũng nhíu mày. Mang theo phán quan hai chữ, nghĩ không nhắc lên minh phủ cũng khó khăn. Lão đại, nó chạy, Long Uyên một tiếng gào to. Không tệ, phán quan bút chạy, không có dấu hiệu nào bay ra thần tuyền. Triệu Bân cùng mưa bụi giờ mới hiểu được, phán quan bút là bị cấm ở thần tuyền bên trong. Chỉ có điều, bởi vì tạo hóa thần thụ chặn ngang một cước, phá thần tuyền cấm chế, phán quan bút lúc này mới phá phong, như một cái ngựa hoang mất cương, tốc độ nhanh như thiểm điện, chớp mắt liền thoát ra phiến thiên điện này. Đi đâu? Triệu Bân lộ ra đại thủ, nhẹ nhõm đem hắn bắt được. Nhưng, phán quan bút thật không tốt làm cho, trước tiên liền tránh thoát. Cấm! Mưa bụi hét lên một tiếng, có đầy trời chữ đạo bố liệt. Vẫn là đạo gia thần thông dễ dùng, thật cho phán quan bút phong.
Tới đây cho ta a. Triệu Bân lại đưa tay, đem phán quan bút ôm tới. Cây bút này rất có linh tính, tựa như rất e ngại Triệu Bân khí huyết, lần nữa cưỡng ép thoát ly Triệu Bân bàn tay, du tẩu một vòng sau, rơi vào mưa bụi bên cạnh thân, còn cần ngòi bút cọ sát một chút mưa bụi tay. Ta bấm ngón tay tính toán, nó là cái công. Long Uyên kiếm một lời thâm trầm. Ta bấm ngón tay cũng tính toán, nó càng hiếm có cô nàng. Tiên Lôi ngữ trọng tâm trường nói. Cái này mặc dù là hai câu chọc cười mà nói, nhưng cũng không phải không đạo lý, phán quan bút giống như càng thân cận mưa bụi, nếu cứng rắn muốn nó từ trong tuyển ra một cái mà nói, nó rõ ràng nhìn người mỹ nữ này càng thêm thuận mắt. Còn có phong cấm. Mưa bụi cầm phán quan bút, có thể gặp bên trên bí văn. Đó là một loại phong ấn bí văn, cưỡng ép đem phán quan bút khóa. Liền nói đi, trong truyền thuyết phán quan bút, sao có thể như vậy không đầy đủ, nếu không có cái này phong ấn bí văn, chớ nói nàng cùng Đại La Thánh Chủ, tung không niệm thiên hòa sư tôn của nàng, cũng chưa chắc có thể đưa nó bắt được. Có ý tứ vật nhỏ. Triệu Bân sờ lên cằm, hiếu kỳ quét lượng phán quan bút. Cây bút này rất bất phàm, sách trở về vẽ phù nên rất thuận tay. Đáng tiếc a, hàng này càng ưa thích mỹ nữ, đã càng thân cận mưa bụi, vậy hắn liền không thật mạnh cầu, cơ duyên tạo hóa chuyện như thế, hắn đến hay lắm đã nói thương lượng, ở đây cũng không thể đấu tranh nội bộ. Nói đến cơ duyên tạo hóa, hắn nhìn về phía tạo hóa thần thụ. Này hàng là cẩn trọng, đã đem thần tuyền nuốt lác đác không có mấy. Mưa bụi cũng là quần chúng, là mắt thấy tạo hóa thần thụ nhanh chóng sinh trưởng, cũng như Triệu công tử tâm cảnh, nàng sẽ không theo tạo hóa thần thụ cướp đoạt thần tuyền, cơ duyên tạo hóa đi. Ai hữu dụng liền ai cầm thôi. Không lâu, thần tuyền triệt để trừ khử, thật bị tạo hóa thần thụ nuốt sạch sẽ. Nó là vô cùng hoạt động mạnh, già dặn thân cành đang múa may, óng ánh trong suốt phiến lá thì hoa hoa tác hưởng, dù là một cái nhỏ bé cử động, đều giống như triều tiên khí mãnh liệt, sinh linh lực dị thường mạnh mẽ. Trừ này, chính là từng sợi lực lượng thần bí. Đó là tạo hóa chi lực, tạo hóa thần thụ bản nguyên lực lượng. Cỡ nào huyền ảo. Mưa bụi một tiếng lẩm bẩm, là đầu hẹn gặp lại sức mạnh bực này. Triệu Bân ngược lại là không chỉ một lần gặp, chỉ có điều hôm nay nhìn thật hơn cắt, tất cả bởi vì cái kia thần tuyển chi thủy, tưới nội tình căn cơ, tại tạo hóa thần thụ mà nói, đây chính là một hồi thuế biến cùng niết bàn. Siêu. Tạo hóa thần thụ rất có linh tính, lại trở về trong cơ thể của Triệu Bân. Xong việc, chính là Triệu Bân thể phách tia sáng bắn ra bốn phía, là tạo hóa thần thụ trả lại tinh túy cùng sinh linh khí, đem Triệu Bân khí huyết, đẩy về phía một cái khác đỉnh phong, bây giờ sinh mệnh lực dị thường thịnh vượng. Triệu Bân kêu lên một tiếng, mới bình phục nỗi lòng. Hắn hơi hơi đưa tay, có thể gặp đầu ngón tay có từng tia quang rong chơi. Đó là tạo hóa chi lực, dù như ngầm hiện lại chân thực tồn tại, cái này cũng là tạo hóa thần thụ quà tặng, dù là chỉ có một tia, cũng đầy đủ Triệu Bân mừng rỡ, bởi vì sức mạnh bực này thật quá mơ hồ. Đã tạo hóa, tự có cơ duyên nương theo. Cái gọi là cơ duyên, chính là luân hồi chi lực. Bởi vì mở ra tạo hóa chi lực, ngày thường chỉ có thể cảm giác lại tìm không thấy luân hồi chi lực, bây giờ, lại cũng hiển hóa, cũng như một chút xíu quang, song chơi tại đầu ngón tay, như mộng huyễn bản nhược như ngầm hiện. Cái này, là muốn nhất phi trùng thiên sao. Triệu Bân nhìn xem hai tay, tay trái tạo hóa tay phải luân hồi, cảm giác thực mỹ diệu. Mưa bụi là người chứng kiến, tâm thần bình tĩnh như nàng, thấy vậy hình ảnh cũng không khỏi hí hư. Không tệ. Triệu Bân còn đang nhìn, càng xem càng vui vẻ. Ngang hàng cảm ngộ, mới có thể đem ngang hàng sức mạnh, thi triển đến cực hạn. Mây khói chậm chậm nói. Triệu Bân cỡ nào cơ trí, từ nghe hiểu được lời này. Chỉ có tạo hóa cùng luân hồi chi lực, không có cái kia cảm ngộ cũng không tốt. Hắn sớm đã có giác ngộ, sẽ dùng suốt đời tới lĩnh hội hai loại đạo này. A, à, hình ảnh vốn là rất hài hòa, lại bởi vì một tiếng hét thảm mà hỏng ý cảnh. Lại là chiến thiên đi, nên phiền muộn đến không được, lại đặt cái kia mù gào to. Ai? Triệu Bân cùng mưa bụi tất cả thở dài, muốn cứu người lại hữu tâm vô lực. Hai người thu thập tâm thần, lại một lần lên đường, tiếp tục tìm cơ duyên. Đi lần này, chính là một ngày một đêm. Đi lần này, cũng là khổ cực một ngày một đêm. Hai người mới là cẩn thận lại cẩn thận, vẫn là đụng không thiếu cạm bẫy, cơ duyên một cái không có tìm được, còn bị làm chật vật không chịu nổi, thảm nhất bất quá một tòa chu sát trận, hai người đều suýt nữa táng diệt trong đó. Lại là đêm, hai người đang lâm một ngọn núi.
Mưa Bụi tay cầm la bàn, tại tĩnh tâm thôi diễn. Triệu Bân thì cầm kính viễn vọng, cực điểm nhìn ra xa tứ phương. Thần Minh phủ đệ sự mênh mông, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, đi dạo lâu như vậy, còn ở bên ngoài vây tản bộ, lại càng đi chỗ sâu đi, càn khôn càng huyền ảo, liền tiên kính đều chiếu không ra dấu diếm cấm chế. Phía tây nam, Mưa Bụi lấy địa đồ, lại liếc mắt nhìn la bàn. Sư tôn cho nàng nhiệm vụ, là có vị trí ký hiệu, nhưng mãi đến hôm nay, nàng mới tìm đến phương hướng, bởi vì càn khôn đang thay đổi, phần lớn thời gian nhìn địa đồ đều không chính xác, cần phối hợp thôi diễn định vị. Ngọn núi kia, có phải hay không cháy rồi? Triệu Bân chỉ phía xa một phương, vô tận thị lực mong nhìn. Mưa Bụi thu la bàn cùng địa đồ, theo con mắt nhìn về phía phương kia. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy ánh lửa trùng tiêu, đem nửa bầu trời đều đốt đỏ rực, không gian bởi đó vặn vẹo, khi thì gặp sấm sét vang dội, cho dù cách rất xa, đều có thể cảm giác sóng lửa đâm đầu vào nhào tới. Đi xem, Triệu Bân nhìn Mưa Bụi một mắt. Mưa Bụi khẽ gật đầu, đúng lúc bên kia là phía tây nam, cũng đang xảo tiện đường. Đợi cho ngọn núi kia, hai người đều ngửa ra con mắt, thật đúng là cháy rồi, cả toàn núi đều liệt diễm hừng hực, thậm chí trong núi hoa cỏ cây cối, đều tại trong khô héo hóa thành cho tàn, sóng lửa rất có uy hiếp. Có đặc thù hỏa diễm. Triệu Bân trầm ngâm nói, trong mắt quang mang chớp xạ. Nhìn trong cơ thể hắn hỗn thiên hỏa, đã là cực điểm sao động. Chân long nghiệp hỏa. Mưa Bụi nhìn qua, cho một cái xác định đáp án. Nhìn cái kia mãnh liệt liệt diễm, từng không chỉ một lần hóa thành long hình, xoay quanh thẳng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, lấy nàng biết, chỉ có chân long nghiệp hỏa mới có cái này diễn biến, bởi vì nó cùng chân long có ngọn nguồn. Cái này, làm sao có ý tứ? Triệu Bân xoa xoa đôi bàn tay, như một vệt ánh sáng chui vào trong núi. Sau đó, liền nghe long ngâm cùng oanh minh, cả ngọn núi đều kịch liệt lay động. Tại Mưa Bụi chăm chú, đi vào bất quá ba, năm trong nháy mắt Triệu Bân, rất nhanh liền tung bay đi ra, lại trên người hơn phân nửa quần áo, đều bị đốt diệt thành tro, như thác nước chảy tóc dài, cũng bốc khói đen, không cần đến hỏi, liền biết hắn là bị chân long nghiệp hỏa đánh, hơn nữa đánh còn không nhẹ. Còn là một cái cương liệt tử. Triệu Bân xách ra Long Uyên, lại một lần giết đi vào. Vẫn là long ngâm cùng oanh minh, so với vừa nãy động tĩnh còn lớn. Mưa Bụi không có đi vào, liền đứng ở ngoài núi nhìn lén, trong núi là có cấm chế, chuẩn xác hơn nói, ngọn núi này là một tòa lồng giam, chân long nghiệp hỏa nên bị vây ở nơi đây, muốn xông phá phong ấn. Giống, cùng với một tiếng long ngâm, ngọn núi nổ hư nửa bên. Đá vụn bắn bay bên trong, lại gặp Triệu công tử thân ảnh chật vật. Trừ hắn ra, chính là một đầu nguy nga khổng lồ hỏa long, chính là chân long nghiệp hỏa bên ngoài phát hiện hình thái, thật sự chọc thủng phong ấn. Như một thớt ngựa hoang mất cương, tại mênh mông hư vô vừa đi vừa về xôi trào. Tới, Triệu Bân cũng trùng tiêu mà lên, tay cầm Long Uyên ác chiến hỏa long. Vốn là tường hòa thiên địa, bởi vì hai người bọn họ đấu chiến mà biến hỗn loạn không chịu nổi. Chân long nghiệp hỏa hung hãn vô song, hỏa hơi thở tiềm ẩn tuyệt diệt chi lực, có thể chân chính làm bị thương Triệu công tử, mạnh như vĩnh hằng một mạch bá đạo thể phách, đều bị đánh huyết quang chợt hiện, kim sắc huyết hoa liên tiếp nở rộ. Cùng một đạo hỏa diễm đấu chiến, Triệu Bân là đầu trở về ăn quả đắng, rất nhiều bí pháp lại cũng vô hiệu. Hắn cái này chật vật không chịu nổi, chân long nghiệp hỏa cũng không tốt gì. Nhìn nó hỏa diễm thân rồng, nghiễm nhiên đã bị trùy tan nát vô cùng. Đi xuống cho ta a. Triệu Bân một trưởng che thiên địa, đem hỏa long đánh rớt thiên khung. Phía dưới tàn phá sơn nhạc, bị chân long nghiệp hỏa đè ép cái sụp đổ. Nó là cái không tin tà chủ. Lại xoay quanh thân rồng, sắp đại chiến 300 hiệp. Triệu Bân như một đạo kinh mang từ thiên xuống, lại đem hỏa long đánh trở về. Tiếp đó, chính là hắn tuyệt kỷ sở trường, ôm đuôi rồng hướng chết bạo ngã. Hung hãn như vậy đấu pháp, Mưa Bụi là lần đầu gặp, nhìn xem đều mẹ nó đau. Oanh, phanh, tiếng oanh minh cùng với thê lương long ngâm, vang vọng mở tối thiên địa. Triệu công tử đại triển thần uy, sức eo hợp nhất động tác. Hoàn toàn như trước đây tiêu chuẩn. Chân long nghiệp hỏa liền thảm rồi, vừa phá phong lúc nhiều bức hống hống, bây giờ lại nhìn, cái kia nguy nga thân rồng, vô cùng tận mỏng manh, lửa cháy hừng hực thiêu đốt, cũng bởi vì lần lượt bạo ngã mà chôn vùi không thiếu. Không lo lắng, Mưa Bụi xuống phân tích. Chân long nghiệp hỏa là bất phàm, làm gì tiếp tục sức mạnh không đủ. Đối với chiến đấu chiến tâm cảnh rất mạnh Triệu Bân, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên,
bị bạo ngã sau đó chân long nghiệp hỏa, biến ỉu xìu không kéo mấy, hỏa long hình thái, bị sinh sinh té một cái bạo diệt, hỗn loạn hỏa hơi thở bên trong, chỉ còn dư một đạo hỏa diễm, muốn đoạt thiên độn đi. Tới, cái này mát mẻ. Triệu Bân vung cánh tay lên một cái, đầy trời chữ đạo bố liệt. Vừa mới bỏ chạy chân long nghiệp hỏa, bị ngăn ở bầu trời. Triệu Bân liền tự giác, lấy một đạo cao giai phù chú, cưỡng ép đem chân long nghiệp hỏa phong vào trong đó, cái này hỏa là cái cương liệt tử, còn phải trở về thật tốt điều. Dậy, sẽ cùng hỗn thiên hỏa tương dung. Đàng hoàng một chút, Triệu công tử xuống lúc, vẫn không quên nắm phù chú đe dọa. Nhìn hắn thời khắc này hình thái, quả thực hài hước, cùng hỏa long làm một hồi, toàn bộ ô bảy, tám đen, ngược lại là được nghiệp hỏa, nhưng một thân này tốt đẹp hình tượng, cũng bởi đó bị hô hố sạch sẽ. Mưa bụi che miệng nở nụ cười, thứ nhất chuyển thân. Người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, Triệu Bân trơn tru theo sau. Đạo tiên vẫn là rất đáng tin cậy, chí tôn thành thật có lớn cơ duyên, như bực này cấp bậc nghiệp hỏa, ngoại giới cũng không thấy nhiều, còn có phán quan bút cùng cái kia một vũng thần tuyền, cũng là bảo vật hiếm có. Nếu là có thể, tại cái này nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, hắn cũng là rất tình nguyện. Nói đến thời gian, hai người cũng không chỉ một lần nhìn la bàn, thời hạn càng ngày càng gần. Sắp tới. Như cái này ba chữ, mưa bụi đã không biết lẩm bẩm ngữ bao nhiêu hồi. Vô tận thị lực đi xem, đã có thể trông thấy một tòa cung điện cổ xưa. Đó chính là sư tôn cho nàng nhiệm vụ, tiến tòa cung điện kia lấy một vật. Triệu Bân không biết nàng sứ mệnh, một đường đều ở bên trái nhìn nhìn phải, thần minh phủ đệ, khắp nơi cũng là hố, cũng là khắp nơi có cơ duyên, nhìn ven đường hoa cỏ cây cối, có không ít cũng là ngoại giới tuyệt tích. Bảo bối là rất đẹp, nhưng cấm chế nhưng không dễ dàng phá. Thật muốn mặt dày mày dạn đào bảo bối, phải đào rất nhiều năm. Vượt qua một đầu hùng sông, cung điện cổ xưa rõ ràng đập vào tầm mắt. Nó là rộng rãi bàng bạc, tựa như một tôn cự long chiếm cứ, vô hình khí tràng, vô thượng khí uẩn, cũng là một loại uy áp đáng sợ, thậm chí Triệu Bân cùng mưa bụi càng đến gần, càng bước đi liên tục khó khăn. Bên trong, có cái gì bảo bối? Triệu Bân đột nhiên một lời. Triệu công tử trí thông minh là tại tuyến, mưa bụi từ đi vào liền rất có mục đích tính chất. Theo hắn suy nghĩ, nên đạo tiên giao phó nhiệm vụ, bởi vì đạo tiên từng đi vào. Sư tôn không rõ lời, mưa bụi một tiếng khẽ nói. Triệu Bân không truy vấn ngọn nguồn, là gì bảo bối, đi vào xem xét liền biết. Hai người một trái một phải vào đại điện, thấy là một bộ vàng son lộng lẫy. Kim loan điện. Triệu Bân ánh mắt kỳ quái, trên dưới trái phải nhìn. Tòa cung điện này tự đứng ngoài nhìn không có gì, đi vào một nhìn, thật giống cực kỳ phàm nhân hoàng cung kim loan đại điện, độc hữu một loại uy nghiêm ẩn núp trong đó, khí tức cổ lão tang thương, đầy mỗi một cái xó xỉnh. Ngẩng đầu mong nhìn, không nhìn thấy nóc phòng. Bởi vì, phía trên là một mảnh vũ trụ mênh mông. Đó là đạo ẩn dị tượng, mỗi ngôi sao cũng là đạo biến thành. Đại đạo đi, đại thần thông, đại thủ bút, Triệu Bân thổn thức không thôi. Tòa đại điện này quá bất phàm. Lấy hắn tầm mắt cùng thị lực, đều không nhìn thấy tinh không phần cuối, hơn nữa nhìn thời gian lâu dài, tâm thần còn kém chút mê thất trong đó, lại trong mơ mơ màng màng, có ảo diệu đạo âm ở bên tai vang vọng, nên ý cảnh còn sót lại, dù sao đây là thần minh phủ đệ, sao có thể không có lạc ấn. Hẳn là nó, mưa bụi nhìn về phía tối phần cuối. Triệu Bân nghe ngóng cũng nhìn lại, phần cuối bày một tòa long ỷ. Vô luận là hắn vẫn là mưa bụi, lúc nhìn long ỷ, tâm cảnh đều một cái chớp mắt hoảng hốt, cuối cùng cảm giác trên long ỷ, ngồi một người cổ xưa, tựa như thế gian quân vương, uy chấn tứ hải, bế nghễ bát hoang. Huyễn tượng, hai người tất cả một tiếng lẩm bẩm ngữ. Đúng, đích thật là huyễn tượng, là lạc ấn còn sót lại. Mưa bụi tế thủ hộ chi quang, chậm rãi mại động cước bộ. Sư tôn lời nhắn nhủ sứ mệnh đang ở trước mắt, nói gì cũng phải cho nó dọn đi. Coi chừng. Triệu Bân cũng theo sau, chống lên vĩnh hằng thiên ngự. Long ỷ là bất phàm, nhưng chưa hẳn dễ cầm, nếu nhẹ nhõm liền có thể nhận được, đạo bên trong tiên sợ là sớm dọn đi rồi, liền nói bên trong tiên đô không rời đi bảo bối, định ngầm huyền cơ, làm không tốt sẽ là một hố to. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới trước bậc thang. Thông hướng long ỷ lộ, là 9 tầng bậc thang. Hai người liếc nhau, nhao nhao bước lên tầng thứ nhất. Xong, thì thấy hai người phịch một tiếng nửa quỳ trên mặt đất, chỉ vì có uy áp cường đại ầm vang lộ ra, tựa như một tòa 8.000 trượng cự nhạc, từ
từ thiên khung nắp rơi, đè hai người thể phách lốp bốp. Triệu Bân kêu đau một tiếng, khóe miệng chảy máu không ngừng. Nhìn bên cạnh thân mưa bụi, cũng là dung mạo trắng bệch vô cùng. Hai người đều tâm cảnh hãi nhiên, vẻn vẹn tầng thứ nhất, liền có như thế uy áp kinh khủng, có thể tưởng tượng được, phía sau thềm đá uy áp nên đáng sợ bao nhiêu, sợ là không đợi chạm đến long ỷ liền bị nghiền nát. Phanh! Mưa bụi độc hữu một phần quật cường, cứng rắn bước ra bước thứ hai. Tùy theo, thì thấy nàng tiên khu nhuốm máu, thủ hộ chi quang cũng trong nháy mắt diệt vong. Chớ làm loạn, Triệu Bân nhắc nhở một tiếng. Cho dù muốn cầm long ỷ, cũng phải trước tiên thở một ngụm a. Chịu đựng được. Mưa bụi khẽ nói, kiệt lực đối kháng uy áp. Triệu Bân không nói thêm nữa, cũng theo đó giơ chân lên. Nhưng mà, không đợi hắn bàn chân rơi vào tầng thứ hai, liền cảm giác ngoài điện huyết phong tàn phá bừa bãi. Hắn vô ý thức ngoái nhìn, có thể gặp ngoài điện có mây đen quay cuồng, có sấm sét vang dội. Có hung vật, mưa bụi lời nói ung dung. Đã nhìn ra, Triệu Bân thu chân về trường, lui xuống bậc thang. Hắn cuối cùng là biết rõ, đạo tiên vì cái gì để cho hắn cùng với mưa bụi một khối tiến chí tôn thành. Muốn dọn đi long ỷ, một thân một mình căn bản là làm không được, uy áp liền đầy đủ để cho người ta chán ghét. Nếu lại để cho ngoài điện hung vật sát tiến tới, chớ nói dọn đi long ỷ, có thể hay không bảo mệnh cũng là vấn đề. Muốn có được bảo bối, tu hữu một người ở ngoài điện ngăn lại hung vật. Mà hắn, có vẻ như chính là người kia, đạo tiên chân tốt tính toán. Sự tình chính là loại chuyện này, hắn cũng không thể ở đây khoanh tay đứng nhìn. Ngươi dù chứ điểm nhi. Triệu Bân lưu lại một ngữ, mang theo Long Uyên giết ra đại điện. Ngoài điện, là một đầu hung ác cự long, đang tại trong mây đen xoay quanh, so với trước kia chân long nghiệp hỏa, còn lớn hơn một vòng, còn có khí chàng cùng uy thế, cũng xa không phải chân long nghiệp hỏa có thể đánh đồng. Còn chưa xong. Hung ác cự long sau đó, còn có một cái màu đỏ thẫm phượng hoàng. Triệu Bân hít sâu một hơi, nhớ tới lúc trước lờ mờ thiên địa. Có ý gì, còn phải cho hắn tới một cái bốn thần thú đội hình. Hắn không chỉ là miệng khai quang, ý niệm có vẻ như cũng khai quang, chính xác nghĩ gì tới gì, Phượng Hoàng sau đó, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ cũng nhất nhất đăng tràng, mỗi cũng như đỉnh núi Nga, tại hư vô tùy tiện bay nhảy. Bước ta chơi bạc mạng a. Triệu Bân sử dụng vĩnh hằng chi môn, chắn cửa đại điện. Hắn mở vĩnh hằng tuyệt cảnh. Cũng mở thiên sát bí văn, chiến lực thẳng lên đỉnh phong. Tới, Triệu Bân khí huyết bốc lên, màu hoàng kim sát khí tịch thiên quyển địa. Hung vật tựa như không người nhận ra nhảy nhót, tập thể giết xuống. Thương long tối bạo ngược, nguy nga thân rồng, nghiền trời xanh lắc lư, thấy nó mắt rồng chớp lóe mang, có hai tia chớp từ thiên đánh xuống, tựa như diệt thế lôi đình, vô tận cô quạnh đạo tác diễn trong đó, khiến cho thiên địa biến sắc, lăn lộn trong mây đen. Còn có hủy diệt dị tượng xen lẫn hiển hóa. Ông, Triệu Bân huy động Long Uyên, hoạch xuất ra một đạo tinh hà. Thương long sấm sét bị chém vỡ, thành đầy trời quang vũ vung vãi. Đừng nhìn chỉ là còn sót lại uy thế còn dư, cũng mang theo cuốn tuyệt diệt chi lực, Triệu Bân chống lên thủ hộ chi quang, bị dính cái pha tạp không chịu nổi, liền tuyệt đối phòng hộ vĩnh hằng thiên ngự, bây giờ cũng không chịu nổi tuyệt diệt, bị quang vũ xé mở từng đạo vết rách, nở rộ vĩnh hằng tia sáng. Cũng ảm đạm không thiếu. Giống. Bạch hổ từ thiên lao nhanh mà đến, miệng phun đen như mực liệt diễm. Triệu Bân lấy tiên nhãn thuấn thân né qua, giết đến bạch hổ trước mặt. Hắn một kiếm bá tuyệt, cứng rắn chặt bạch hổ đầu người. Vì thế, hắn cũng chịu phượng hoàng nhất kích, đó là một tia đỏ tươi u quang, quỷ quyệt đạo tắc vần quanh, không chỉ sắc bén như thần kiếm, còn nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc cho hắn lồng ngực chọc lấy cái huyết động. Không đợi hắn thở một ngụm, Huyền Vũ liền đã đến. Này hung vật to lớn như núi cao, cũng như sơn nhạc đè xuống. Triệu Bân kêu đau một tiếng, bị Huyền Vũ đè một hồi lảo đảo. Thương long lại xoay quanh giết tới, vẫn là con mắt chớp lóe mang, khô diệt băng lãnh sấm sét, như kiếm quang chạm tới, cùng với chẳng phân biệt được tuần tự bạch hổ, thì miệng phun một cái biển lửa, ánh lửa đốt đầy nửa bầu trời. Lan! Triệu Bân mạnh mở hộ thể thiên cương, đẩy lui hung vật thương long. Phía sau chính là bá liệt thần long bãi vĩ, vung lật ra bạch hổ. Phượng Hoàng dương cánh mà đến, quét ra từng mảnh ngũ thải loang lổ quang, đánh Triệu Bân thân thể sụp đổ, có từng tia nhỏ như lông châu đạo tắc, tự làm tổn thương mình miệng xâm nhập hắn thể phách, tùy ý làm loạn. Phanh! Huyền Vũ thân thể nặng nề như núi, từ hư thiên ầm vang đè xuống.
Triệu Bân vừa mới tái tạo xương đùi, lại một lần lốp bốp. Siêu! Tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa trung thành hộ chủ, cùng nhau giết đi ra. Bọn chúng nhất quán đấu pháp, hóa thành lôi hỏa hải dương, lấy Triệu Bân làm trung tâm, hướng tứ phương lăn lộn, đốt diệt hung vật đen nhánh chi khí, cho lờ mở phía chân trời, giao cho óng ánh khắp nơi quang minh. Nhưng, vẻn vẹn những thứ này còn xa xa không đáng chú ý. Thương long xoay quanh, gây lôi hỏa hỗn loạn không chịu nổi. Bạo ngược hung vật bạch hổ, thì đạp lôi hỏa hải dương nổ diệt, vạm vỡ nhất vẫn là hung vật phượng hoàng, như vậy một cái phượng hoàng dương cánh, thiên địa càn khôn đều điên đảo, suýt nữa đem lôi cùng hỏa đánh giết. Tiếc thiên, Triệu Bân một quyền nghịch thiên đánh tới, oanh lật ra huyền vũ. Hắn như kim mang vừa bay trùng tiêu, trong nháy mắt diễn xuất vĩnh hằng tiên vực, đè thương long thân rồng đứt gãy, lao nhanh mà đến hung vật bạch hổ, là tên hán tử, lại giết vào vĩnh hằng tiên vực mạnh mẽ đâm tới. Tới cũng đừng đi. Triệu Bân trong lòng một tiếng lạnh quát, thông suốt đứng vững vàng. Thấy hắn hai tay tề xuất, lòng bàn tay trái quanh quẩn tạo hóa chi lực, tay phải đầu ngón tay rong chơi luân hồi chi lực, hai loại sức mạnh tất cả hóa thành kiếm quang, chém vào hổ dữ thể phách, nát hung vật căn cơ. Hắn cho là hắn diệt hổ dữ, nhưng cái kia quái vật khổng lồ không ngờ trong nháy mắt tái tạo. Còn có hắn bị thương nặng hung vật thương long, đứt gãy thân rồng cũng là quay về không thiếu sót. Quỷ dị như phượng hoàng, lại trong dương cánh dục hỏa thuế biến, vốn là nguy nga khổng lồ, lột xác sau đó, thể phách không ngờ biến lớn một vòng, lại còn thêm ngũ thải quang, từng tia từng sợi lộng lẫy rực rỡ. Đánh không chết, Triệu Bân không khỏi nhíu mày. Hắn có trường sinh quyết không giả, nhưng đối phương hình như là bất tử chi thân. Hắn ngoái nhìn liếc mắt nhìn kim loan điện, trong điện cấm chế hình như là cùng cái này tứ đại hung vật tương liên, nếu có người đạp vào thềm đá, nếu có người tới gần long ỷ, tứ đại hung vật liền sẽ tập thể hiển hóa. Thực sự chơi bạc mạng. Triệu Bân vung cánh tay lên một cái, hư ảo đạo ra chữ cổ sông lên trời. Chữ đạo hoành thiên bay múa, tất cả như ngôi sao chói mắt tự động sắp xếp tổ hợp. Hắn là ổn định càn khôn, lại là không vững vàng trận cước, tứ đại hung vật quá mạnh cũng quá kinh khủng, hơn nữa còn cũng là bất tử bất diệt chi thân, như vậy bị bọn chúng quần ẩu, hắn cũng chỉ còn lại bị đòn phần, vĩnh hằng tiên khu là bá đạo, bây giờ nhưng cũng không chịu nổi lần lượt lại một lần nữa nổ tung. Chậc chậc chậc, chiến thiên đi thân cảnh vũ động, nhìn thổn thức tắc lưỡi. Tưởng tượng năm đó, hắn cũng tiến vào kim loan điện, cũng chọc tứ đại hung vật, bị chùy cái kia thảm liệt, hiện nay giống nhau tên vở kịch lại một lần nữa diễn ra, để cho hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều mất tự nhiên. Chính xác mắt phụng về, càng là vĩnh hằng tiên thể. Chiến thiên đi lẩm bẩm ngữ, là trung thực quần chúng. Đã vĩnh hằng truyền thừa, như vậy có thể đánh lại kháng đánh, vậy hắn một chút không kỳ quái, mạch này người mặc dù cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng là hiếm thấy ngoan nhân, tiểu bối này tu vi mặc dù thấp, nhưng tư chất cùng ngộ tính nghịch thiên, không ra mấy trăm năm tuế nguyệt, định cũng là một phương hùng chủ. Phốc, lại là một đạo huyết hoa, nhuộm ánh sáng màu hoàng kim. Là Triệu Bân lại đẫm máu, hiểm bị thương long sấm sét chém thành hai khúc. Đồng dạng điệp huyết còn có mưa bụi, đã leo lên tầng thứ 6 thềm đá, nàng tiên khu là run rẩy, nhuộm đầy đỏ bừng huyết, thiên truy bách luyện thể phách, tại dưới sự uy áp, rất có vỡ nát điềm báo, mặc nàng đạo ra thần thông huyền ảo. Gặp tuyệt đối áp chế, cũng đều thành buồn cười bài trí. Nàng từng có một cái chớp mắt ngoái nhìn, liếc mắt nhìn bên ngoài đại điện. Hung vật bạo ngược không chịu nổi, đại la thánh chủ không chống được bao lâu. Nàng cắn chặt hàm răng, lại chật vật bước ra một bước, chính là một bước này, nàng tiên khu bạo diệt, bị khủng bố uy áp ép diệt, chỉ còn dư một đạo hư ảo nguyên thần, bị đè vặn vẹo không chịu nổi. Nàng dừng lại một phần, trong lòng mặc niệm pháp quyết. Đây là một loại cấm thuật tâm pháp, tại nàng mi tâm thành lạc ấn. Tiếp đó chính là một mảnh trắng noãn quang, bao phủ nàng nguyên thần, cưỡng ép duy trì lấy chân thân bất diệt. Cái này cấm thuật là không sai, nhưng ở tuyệt đối lực lượng phía dưới, nàng bây giờ làm ra tất cả hạt cát trong sa mạc. Phanh! Cùng với một tiếng oanh minh, nàng leo lên tầng thứ 8 thềm đá. Bàn chân rơi xuống đất trong nháy mắt, nàng thủ hộ chi quang nổ diệt. Uy áp đáng sợ tới người. Suýt nữa nghiền nát nàng bản mệnh nguyên thần. Hướng phía trước đi xem, lòng ỷ đã gần đến tại gang tấc, nhưng bước cuối cùng này, lại như một đạo lạch trời, nàng không biết bước ra một bước này sau, phải chăng còn có mệnh tại, nhưng nàng quật cường đã lột xác thành chấp niệm, mang theo nhiệm vụ mà đến, tung dùng hết tất cả, cũng muốn hoàn thành sư tôn phó thác sứ mệnh. Oanh! Lại là một tiếng oanh minh,
có một đạo huyết lâm bóng người từ ngoài điện nện vào tới. Tất nhiên là Triệu Bân, đã chiến đến nỏ mạnh hết đà, lại ngăn không được tứ đại hung vật. Sư tỷ, không chịu nổi. Triệu Bân xách theo chảy máu Long Uyên, như hán tử say lung la lung lay. Đạo tiên thật đúng là coi trọng hắn, như thế bốn tôn quái vật khổng lồ, chiến lực tu vi đều tuyệt đối nghiền ép hắn, hơn nữa còn đều đánh không chết, lấy hắn động hư cảnh không đầy đủ tu vi, cái này mẹ nó ngăn được. Phanh! Đáp lại Triệu Bân, là một đạo cang mơ hồ oanh minh. Mưa bụi thật sự liều mạng, cưỡng ép bước lên tầng thứ 9. Ách Nạn tùy theo buông xuống, nàng hư ảo nguyên thần, tức thì băng diệt nửa bên, toàn thân ánh sáng ảm đạm hoa, cũng là trong nháy mắt chôn vùi, vô cùng vô tận băng lãnh cùng cô quạnh, che mất tâm cảnh của nàng. Nàng cuối cùng là chạm đến Long ỷ, cũng cuối cùng là khám phá càn khôn. Đây không phải thông thường Long ỷ, đây là một hồi nghịch thiên tạo hóa. Giống, tứ đại hung vật bao phủ huyết sát, cùng nhau xông vào đại điện. Rộng rãi bàng bạc kim loan điện, tại trong khoảnh khắc ầm vang sụp đổ. Đá vụn bắn bay bên trong, Triệu Bân lôi kéo mưa bụi cưỡng ép chui đi ra. Ngưu bức, mắt thấy hai người đi ra, Chiến Thiên đi chặt lưỡi không thôi. Cái thời đại này hậu bối, thật mẹ nó quá kinh diễm, tiểu tử kia lấy động hư cảnh tu vi, ngăn lại tứ đại hung vật đã là hành vi nghịch thiên, chưa từng nghĩ tiểu nữ oa kia cũng là không muốn mạng ngoan nhân, có thể cứng rắn chống đỡ lấy hủy diệt uy áp, vượt qua 9 tầng thềm đá, cái kia nhiều lắm mạnh nội tình. Bất quá, lấy được Long ỷ, không có nghĩa là liền có thể sống yên ổn rời đi. Nhìn cái kia bốn tôn hung vật, cũng như phát điên cuồng, trời bạc mạng truy sát. Chỉ còn dư nửa cái mạng hai cái tiểu bối, muốn chạy trốn ra tìm đường sống, cơ hội rất xa vời. Người điên rồi, không muốn sống nữa. Triệu Bân lạnh quát, một bên cho mưa bụi độ truyền nguyên thần chi lực, một bên liều mạng bỏ chạy. Hắn cảm giác rất nhiều rõ ràng, mưa bụi đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ, thời khắc đều có thể hồn phi phách tán, nếu không phải hắn trong nguyên thần tan có tuyệt trần thiên mệnh, có thể khôi phục nguyên thần, mưa bụi chắc chắn phải chết. Mưa bụi nhẹ môi hé mở, lại chỉ mỏi mệt nở nụ cười. Nàng đích xác liều lên tính mệnh, nhưng nàng thắng cuộc. Sư tôn ngươi cũng là điên rồi. Triệu Bân nộ khí không nhỏ, bị hung vật trùy rất nhiều phát hỏa. Đạo tiên đã vào qua kim loan điện, nên biết Long ỷ không tốt cầm. Hết lần này tới lần khác còn để cho đồ nhi mạo hiểm, như thế một cái bảo bối đồ nhi, thật như đem mệnh bỏ vào cái này, tại đạo gia là thiên đại thiệt hại. Chính là sư tôn điên cuồng, mới vì người ta tranh giành một hồi tạo hóa. Mưa bụi khí thức tuy nhỏ yếu, lại đem thể nội tiểu thế giới mở rộng một phần. Triệu Bân tùy ý liếc mắt nhìn, Long ỷ liền đặt tại trong đó, cũng chính là cái này tùy ý một mắt, để cho hắn lông mày trao lên, mưa bụi có thể nhìn ra càn khôn, hắn từ cũng có thể nhìn ra, đích thật là tạo hóa a. Là chuyên chúc hắn cùng mưa bụi tạo hóa, chỉ vì là bọn hắn hợp tác mới lấy được Long ỷ. Người giỏi lắm Tím Uyên, có cái này chuyện tốt ngươi không nói sớm. Hiểu rồi đạo tiên dụng tâm lương khổ, Triệu Bân trong nháy mắt khai khiếu. Bây giờ lại nghĩ bị trùy tao ngộ, giống như cũng không như vậy phát hỏa. Người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, hắn cái này mở độn tư thế, đều so trước kia trơn tru nhiều. Giống, tứ đại hung vật thẳng thắn, ở phía sau đuổi sát không buông. Vốn là tường hòa thần minh phủ đệ, bởi vì cái này như thế một hồi truy cùng giết, biến hỗn loạn không chịu nổi, ngước mắt đi xem, cái kia từng tòa tiên sơn, là một tòa tiếp một tòa sụp đổ, phàm bọn hắn qua chi địa, không có chỗ nào mà không phải là sấm sét vang dội, ẩn núp trong đó dị bảo, không biết hư mất bao nhiêu. Tới bên này. Chiến Thiên đi một tiếng gào to, là đang kêu gọi Triệu Bân. Cái kia hai tiểu bối không phá được phong ấn, hung vật lại là có thể, mượn hung vật tay phá đạo thì xiềng xích, hắn liền có thể khôi phục tự do, bị nhốt nhiều năm như vậy, cái này lại là hắn một vòng ánh sáng hy vọng. Triệu Bân là cái thượng đạo nhân tài, thật sự dễ ngoặt chạy về phía phương kia. Nếu hung vật thật có thể phá diệt phong ấn, hắn là không ngại giúp chuyện này. Đến đây đi các tiểu bảo bối. Chiến Thiên đi có phần tới tinh thần, thân cảnh có đầy trời vũ động. Tại hắn khao khát dưới ánh mắt, Triệu Bân tới phiến thiên điện này. Tùy theo một khối giết tới, còn có cái kia bốn tôn nguy nga hung vật như núi, cũng như ăn thuốc súng, cũng đều như điên cuồng, rất có một bộ không giết chết hai người này, không coi là xong tư thế. Giống, vẫn là bạo ngược thương long, mắt rồng lại có sấm sét bổ ra. Triệu Bân thân pháp như hồng. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi tuyệt diệt. Hắn mặc dù tránh khỏi,
Chiến thiên đi lại chịu cái ngay ngắn, thân cây liên miên vỡ nát. Nhìn khóa lại hắn đạo tắc xích sắt, lại không hề động một chút nào. Vì đi không hề động lạc, bởi vì căn bản là không có nhắm chuẩn. Lại đến, Triệu Bân gạt trở về, vòng quanh chiến thiên đi tới trở về bay tán loạn. Bạch hổ giết đi lên, hổ khẩu như vòng xoáy, liệt diễm hừng hực. Thật sao, lại không nhắm chuẩn đạo tắc xiềng xích. Chiến thiên đi toàn thân trên dưới, bị đốt ô bảy, tám đen. A, à, lần này hắn không phải mù hô to, thật sự đang kêu thảm thiết. Nhắm chuẩn đạo tắc phong ấn còn tốt, nếu là không để ý đánh chật, vậy thì rất đau sảng khoái, hung vật không là bình thường hung vật, công phạt từ cũng không là bình thường công phạt, khó chịu mới là lạ. Triệu công tử cũng mặc kệ cái này cái kia, còn đặt vậy đến vọt về sau. Tứ đại hung vật công phạt phô thiên cái địa, chắc là có thể nhắm chuẩn một lần. Hắn ý niệm này là không sai, có thể thảm người chiến thiên đi, vốn là một gốc khỏe mạnh cổ thụ che trời, lại bởi vì tứ đại hung vật đi lòng vòng bạo trùy, mà bị đánh hoa hoa trực khiếu, quá mẹ nó đau. Ngoại giới, đạo tiên cùng không niệm thiên một trái một phải, tỉ mỉ chú ý chí tôn thành. Không biết từ cái kia trong nháy mắt lên, tòa này cổ lão thành chỉ tại từng đợt lắc lư, khi thì còn có oanh minh, nghe âm sắc nên đại chiến, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ, thần chi khí uẩn đều biến khô rối loạn. Nên đã cầm tới vĩnh sinh vương tỏa, đạo tiên trong lòng một lời. Đó là hắn giao cho đồ nhi nhiệm vụ, cũng là hắn giao cho đồ nhi tạo hóa. Hắn là ngàn chọn vạn chọn, mới tuyển để cho Triệu Bân đi, nghĩ đọ sức cơ duyên kia, ít nhất phải hai người hợp tác, hắn tin tưởng hắn đồ nhi. Cũng tin tưởng không niệm thiên đồ nhi, đây là hắn dụng tâm lương khổ. Sự thật chứng minh, ván này hắn thắng cuộc. Được cái kia vĩnh sinh vương tỏa, tạo hóa vô hạn. Hắn lại tế chí tôn đỉnh, thời khắc chuẩn bị tiếp dẫn trong thành người. Không niệm thiên hạ ý thức ngửa con mắt, liếc mắt nhìn chí tôn đỉnh, nàng cũng chỉ nghe qua, vẫn là đầu hẹn gặp lại. Đây là chí tôn thành chìa khóa, dạng này đỉnh có 9 cái, chỉ có điều có 8 cái đã hủy diệt. Cho nên nói. Đây là chí tôn thành cuối cùng một cái chìa khóa. Tôn này tiểu đỉnh như cũng hủy, liền không người có thể lại vào chí tôn thành. Hai người bọn họ sẽ không chết ở bên trong a. Vân Thương Tử treo ở giữa không trung, nhỏ giọng hỏi một câu. Không niệm thiên không nói, đạo tiên cũng lười lý tới hàng này. Oanh! Ầm ầm! Tại ba người mong nhìn xem, chí tôn thành đung đưa càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn lồng mộ chí tôn thành thần chi khí uẩn, cũng càng lộ ra hỗn loạn. Lúc này mới cái nào đến cái nào, vào thành đi xem, mới là thật bừa bộn một mảnh, tứ đại hung vật bạo ngược không chịu nổi, lại không biết chút nào mệt mỏi, Triệu công tử vừa đi vừa về bay tán loạn, bọn chúng nhưng là vừa đi vừa về đuổi theo bạo truy. Thảm nhất vẫn là chiến thiên đi, phong ấn không có bể diệt, bị đánh gần chết. Chỉ trách, đạo tắc xích sắt cũng không phải là cố định bất động, là thời khắc tại du tẩu. Cục diện như vậy, nếu ngoại giới công phạt không có nhắm chuẩn hoặc khóa chặt. Căn bản không phá được. Không có thời gian. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, ba ngày thời hạn sắp tới. Hắn hữu tâm cứu người này, thời gian có vẻ như đã không cho phép. Đi thôi. Chiến thiên đi truyền ra lời nói, âm sắc dị thường yếu ớt. Triệu Bân còn nghĩ nếm thử, làm gì chiến thiên đi đã không chịu nổi. Lại mẹ nó đánh xuống, không đợi phá phong ấn, chiến thiên đi trước hết đánh rắm. Tiền bối tự cầu phúc. Triệu Bân lưu lại một ngữ, chạy thẳng tới cổ thành đại môn. Sau lưng, nhưng là chiến thiên đi một tiếng thở dài, đợi vô tận 5 tháng, cuối cùng là chờ được hai cái yêu nghiệt, cầm đi vĩnh sinh vương tọa, cũng chọc tới tứ đại hung vật, làm gì đạo tắc xiềng xích khó phá diệt. Vận mệnh đã như vậy. Chiến thiên đi cái này một lời, khàn khàn không thiếu. Không biết lần tiếp theo có người đi vào, lại là năm nào tháng nào. Đã là dầu hết đèn tắt hắn. Sợ là đợi không được ngày đó. Nhanh, nhanh một chút nữa. Triệu Bân tốc như kinh hồng, không muốn mạng chạy về phía cửa thành. Tứ đại hung vật không buông tha, hắn chạy trốn tới cái nào liền đuổi tới cái nào. Phía trước, đã có thể trông thấy cửa thành. Triệu Bân đến lúc đó, cửa thành đã từ từ mở ra. Tất nhiên là đạo tiên thi pháp, lấy chí tôn đỉnh mạnh mở cửa thành. Ta đột. Triệu công tử một bước vượt ngang. Như một vệt ánh sáng chui ra khỏi chí tôn thành. Một cái chớp mắt này, hắn cùng với mưa bụi tất cả như chút được gánh nặng, cuối cùng là sống sót đi ra. Nhưng, ngay tại hai người buông lỏng trong nháy mắt, có một đầu đen nhánh phủ văn xích sắt, từ trong thành nhô ra, hình như rắn trườn, nhanh như thiểm điện,
không nghiêng lệch buộc Triệu Bân, cưỡng ép trở về túm. Biến cố tới quá đột ngột, không chỉ Triệu Bân, đạo tiên bọn hắn đều không kịp phản ứng. Phù văn xích sắt quá quỷ dị đến mà ngay cả vĩnh hằng giới đều cho Triệu Bân ngăn cách. Đồ nhi, Triệu Bân, đạo tiên cùng không niệm thiên như hai đạo tiên hồng, muốn mạnh mẽ tới đoạt người. Đáng tiếc tốc độ bọn họ vẫn là chậm, hai người lại bị túm trở về trong thành. Đi, vào thành trong nháy mắt, Triệu Bân đem thuốc mưa đẩy đi ra. Mà hắn, thì bị không cách nào kháng cự phù văn xích sắt kéo đi. Chờ đạo tiên cùng không niệm thiên lúc chạy đến, chí tôn cửa thành đã ầm vang khép kín. Buồn nôn nhất không phải cái này, mà là cái kia chí tôn tiểu đỉnh, chí tôn thành cuối cùng một cái chìa khóa, lại cùng với cửa thành khép kín mà nổ tung, liền từng khối bắn nổ mảnh vụn đều nổ thành cho. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Oanh! Chí tôn thành ông rung động, chấn lật ra đạo tiên cùng không niệm thiên. Đồng dạng bị đánh bay, còn có nguyên thần trạng thái mưa bụi. Không đợi ba người định thân, thì thấy chí tôn thành từng tấc trừ khử. Lúc trước, nó là vô căn cứ kiên quyết ngoi lên mà ra. Lần này, nó nhưng là vô căn cứ xuống đất không thấy. Triệu Bân, không niệm thiên cưỡng ép định thân, lại đạp không mà quay về. Nhưng, chí tôn thành đã không ảnh vô tung, chỉ còn dư hoàn toàn chống trải tinh không. Đạo tiên vội vàng hoàng thi pháp, muốn tái tạo chí tôn đỉnh. Làm gì, băng diệt tiểu đỉnh đã nổ thành cho bụi. Tĩnh mịch tinh không, biến giống như chết yên lặng. Mưa bụi thần sắc mông lung, ngơ ngẩn nhìn qua chí tôn thành nơi biến mất. Đạo tiên cùng không niệm thiên tắc sắc mặt trắng bệch, biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho hai người đều vội vàng không kịp chuẩn bị, tôi ứng phó không kịp là, chí tôn đỉnh lại bạo diệt, đây chính là cuối cùng một cái chìa khóa A. Không có chìa khóa, liền chịu không ra chí tôn thành. Chịu không ra chí tôn thành, liền không mở được cửa thành. Không mở được cửa thành, Triệu Bân liền sẽ bị vây chết trong đó. Đáng chết! Đạo tiên một tiếng mắng, khó che giấu là áy náy. Hắn cho là hết thảy tất cả ở trong trường khống, lúc này mới mạo hiểm để cho mưa bụi cùng Triệu Bân nhập thần minh phủ đệ. Ai có thể nghĩ ra như thế cái biến cố, vĩnh sinh vương tọa là cầm tới, lại ném đi một cái vĩnh hằng tiên thể, tuyệt đại nhân kiệt A. Bởi vì hắn sơ sẩy cùng mạo hiểm, nhất định chôn ở chí tôn thành. Nói đến áy náy, không niệm thiên so đạo tiên càng thêm khó chịu. Thành thành thật thật trở về Đại La Tiên Tông thôi, nhất định phải cùng làm việc xấu. Là nàng lần lượt đem Triệu Bân đẩy lên bên bờ sinh tử, lần này, thì không giống tại Táng Diệt, Táng không chỉ là Đại La Thánh Chủ, còn có sư huynh Đồ Nhi, nàng Đại La Tiên Tông đương đại thần nữ, nếu đây cũng là một trận chiến, vậy nàng Đại La Tiên Tông, đã là thua thất bại thảm hại. Sao sẽ như thế? Vân Thương Tử tàn hồn cự chiến, lời nói tái nhợt vô lực. Chí tôn đỉnh nổ không sao, đem vĩnh hằng cho cả không còn. Chí tôn thành. Khóa lại Triệu Bân phù văn xích sắt, đã tiêu thất. Hắn như cái nhuốm máu bao cát, xẹt qua minh mông thiên. Ai? Yểu siêu không đáng chú ý chiến thiên đi, theo bản năng giơ lên con mắt. Có phải hay không có một cái đồ vật bay qua, tựa như là tiểu tử kia? Phanh. Tại chiến thiên làm được đưa mắt nhìn phía dưới, Triệu Bân nhập vào một cái sơn cốc. Xong việc, hai bên sơn nhạc vốn nhờ hắn bị chấn ầm vang sụp đổ. Qua, đá vụn bắn bay bên trong, Triệu Bân lảo đảo đứng dậy. Cũng không biết là lúc trước thương quá thảm, vẫn là bây giờ bị ngã quá đau, cả người đều mộng bức, thậm chí một hồi lâu đều không đứng vững, cho dù đứng vững vàng, đầu cũng ong 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 một mảnh. Ai cho ta kéo vào tới? Chờ tâm thần không minh. Hắn mới vòng nhìn tứ phương thiên địa. Hắn không có nhìn thấy tứ đại hung vật, cũng chưa thấy phủ văn xích sắt. Nơi đây không nên ở lâu. Triệu Bân không suy nghĩ nhiều, lại muốn chạy về phía mở miệng. Đạo tiên có chí tôn đỉnh, còn có thể mở tới tôn thành. Ngươi không đi được. Lâu không ngôn ngữ mây khói, từ trong mộng truyền âm. Triệu Bân đột nhiên định rồi thân, nghe không hiểu ra sao. Đạo tiên thủ bên trong chí tôn đỉnh, đã hủy diệt. Mây khói khẽ nói. Ba lượng trong nháy mắt sau, nàng mới bổ nửa câu sau, đó là cái cuối cùng chí tôn đỉnh. Cái này. Triệu Bân nghe khóe miệng thẳng kéo, rất rõ ràng mây khói lời nói bên trong ngụ ý. Cuối cùng một cái chìa khóa hủy, ngoại giới từ cũng không cách nào lại mở ra chí tôn thành, cũng chính là nói, hắn bị vây ở thần minh phủ đệ, mặc dù còn có tự do thân, nhưng có vẻ như cùng chiến thiên đi không có gì khác biệt, cái này lại là một cái ngăn cách với đời lồng giam.
ngoại nhân vào không được, hắn cũng không xuất được. Người nào, tới? Triệu Bân đang mơ hồ lúc, chợt nghe Chiến Thiên đi kêu gọi. Triệu Bân thu thần, che lấy eo khập khánh đi qua, là đến tìm người trò chuyện chút, Chiến Thiên đi thích hợp nhất, khi xưa tiên bảng đệ nhất, hơn phân nửa biết không ít chí tôn thành bí mật. Đánh thật xa, liền nhìn thấy ô bảy, tám đen thụ yêu. Chiến Thiên đi cũng thương thảm liệt, đang đặt cái kia liếm láp vết thương. Triệu Bân một tiếng thổn thức, tên kia còn sống cũng là kỳ tích. Người thế nào lại trở về? Còn chưa đi đến, liền nghe Chiến Thiên đi mở miệng hỏi thăm. Triệu Bân không giấu giếm, đem khi trước chuyện nói thẳng ra. Tiền bối có biết nguyên do? Nên bởi vì Vĩnh Sinh Vương tỏa. Vĩnh Sinh Vương tỏa, cũng chính là tòa kia Long ỷ. Chiến Thiên đi chậm chậm nói, đích xác biết không thiếu bí mật. Triệu công tử ngồi xếp bằng, cất tay tĩnh tâm lắng nghe. Cửu đỉnh chí tôn, Vĩnh Sinh Vương tỏa. Cái này, chính là chí tôn thành truyền thuyết. Tôn kia thần minh sau khi tỏa hóa, từng lưu thế gian chín vị đỉnh, là chí tôn thành chìa khóa, mãi mãi sinh vương tỏa, thì bịt lại thần minh sức mạnh, chỉ có cầm tới nó người, mới có tư cách dùng vương tỏa, người mặc dù bị lôi trở lại, nên vĩnh hằng vương tỏa chạm chí tôn thành cấm chế. Chiến Thiên đi có phần kính nghiệp, đơn giản giảng thuật bí mật. Trước kia phong nhã hào hoa hắn, chính là như vậy vào hố. Cái hố này để cho hắn phiền muộn mấy ngàn năm, sớm biết đi vào không xuất được, quỷ tài chạy cái này mù tản bộ, tôn kia thần minh cũng là, chỉnh lòe loẹt như vậy, không biết được hại bao nhiêu hậu bối. Triệu công tử cũng phiền muộn, không nghĩ tới là như thế cái kết cục. Vĩnh hằng vương tọa là cầm tới, lại là đem chính mình chôn sống. Không xuất được chí tôn thành, hắn phải ở chỗ này sống thành một nắm cát vàng. Nhưng có rượu, Chiến Thiên đi lại mở miệng. Ngữ khí vẫn là như vậy khàn khàn. Triệu Bân rời vò rượu, vốn là rất thất vọng, nhưng nhìn thấy vị này, tâm tình liền tốt không thiếu, Chiến Thiên đi đã bị vây khốn nơi đây vô tận năm tháng, sống là người không ra người quỷ không ra quỷ, như vậy vừa so sánh đi. Hắn còn giống như rất may mắn, so thảm niên đại, hai người bọn họ xem như một đôi cá mè một lứa. Như người có thể đánh như vậy, nên tiên bảng nổi danh. Chiến Thiên đi nhánh cây cuốn lấy vò rượu, uống ra dáng. Ta tại tiên bảng là lót đáy. Triệu Bân thuận miệng trả lời một câu. Chính xác người nói vô tâm, người nghe có ý, Chiến Thiên đi bị sặc, như vậy có thể đánh còn mẹ nó hạng chót. Là hắn phủ bụi quá lâu, bây giờ thời đại này, đầy đất nhảy nhót cũng là nghịch thiên yêu nghiệt. Sư phó, ta có thể xếp thứ mấy? Triệu Bân truyền âm mây khói. Vậy phải xem ngươi vào cái nào đồng lứa tiên bảng. Mây khói chậm rãi nói. Cái này, còn có xem trọng. Tự nhiên là có. Mây khói khẽ nói nở nụ cười, như Chiến Thiên đi, thuộc đế chữ lót tiên bảng, như Trường Sinh Tiên, thuộc chữ đạo bối tiên bảng, ngươi nếu dùng Nguyệt Thần đổ bối Phật, thì trúc thần chữ lót tiên bảng, nếu chưa từng niệm thiên đổ nhi bối Phật, liền trở về thuộc thiên tự bối tiên bảng, không thể làm xáo trộn. Mới nhất một đời tiên bảng, xếp tới cái nào đồng lứa? Triệu Bân nhỏ giọng nói. Huyền tự bối, mây khói truyền âm một tiếng, đây là vì nay thế hệ tuổi trẻ. Ta cái này mới đến. Làm huyền tự bối liền rất tốt. Cho dù là người đánh tới huyền tự bối đệ nhất, cũng không người sẽ nhận, làm không niệm thiên đồ nhi, chính là định rồi người bối phận, vừa thuộc thiên tự bối, cái kia huyền tự bối tiên bảng liền không có khả năng có tên của ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đi đánh thần chữ lót tiên bảng, ai bảo ngươi là nguyệt thần đồ nhi đâu. Sư phó ấm áp nhắc nhở một chút, thần chữ lót tiên bảng tối hạng chót là một tôn bán thần. Ta là bé ngoan, không đánh nhau. Triệu Bân hít sâu một hơi, trong nháy mắt đi theo cái tâm. Không phải là một tiên bảng đi, thiên tự bối cũng rất tốt. Xem trước một chút trên bảng người. Mây khói khéo hiểu lòng người, cho Triệu Bân truyền một bộ mộng ảo bức tranh. Triệu Bân nhìn lướt qua, mới biết thiên tự bối tiên bảng, khắc đầy tên người, có hơn 800, trong đó mỗi một cái, bao quát lai lịch, niên kỷ cùng tu vi những thứ này, đều ngọn nhất thanh nhị sở. Chậc chậc chậc, nhìn qua tiên bảng. Triệu Bân cái kia thổn thức chặt lưỡi. Trên bảng có Đại La Thánh Nữ tên, xếp hạng 83. Đại La Thánh Nữ đằng sau, chính là Đạo Tiên Đồ Nhi Mưa Bụi. Hai vị này chiến lực không tầm thường a, vậy mà không có tiến tiên bảng trước 10. Bởi vậy có thể thấy được, huyền tự bối yêu nghiệt đáng sợ bao nhiêu. Hắn thuận miệng nói một câu tiên bảng hạng chót, có vẻ như không có tâm bệnh. Huyền tự bối tiên bảng, xếp hạng sau cùng cũng là một tôn thái hư cảnh. Hắn cái này nho nhỏ động hư cảnh,
vẻn vẹn luận tu vi mà nói, không phải liền lót đáy đi. Bối phận cao cũng không phải chuyện tốt gì à. Bất quá hắn nhìn thoáng được, sắp xếp không hạng cũng không đáng kể. Chuyên tâm tu hành mới là vương đạo, ai không có chuyện gì cả ngày đi làm trận chiến. Phàm là trên bảng nổi danh, mỗi năm đều có ban thưởng. Mây khói lời nói ung dung, còn có nửa câu nàng không nói ra. Đã có ban thưởng, xếp hạng càng cao tất nhiên là ban thưởng càng phong phú. Lời này, nghe Triệu công tử tặc tới tinh thần. Chuyên tâm tu hành là vương đạo, đánh nhau có vẻ như cũng là một loại tu hành. Đánh một cái thứ tự tốt, mỗi năm đều có ban thưởng cầm, chuyện này kiếm bộn không lỗ, cũng không biết, phần thưởng này là ai ban hành, nếu đoán không sai, nên tiên giới chúng thế lực liên hợp bỏ vốn. Tiên bảng có thể gian lận à? Triệu Bân nói thầm một tiếng. Như thế nào gian lận? Mây khói nhiều hứng thú mà hỏi. Ta như tìm một tên tiểu bối, nhận hắn làm sư tôn, liền có thể đi đánh một đời mới hồng hoang thiên bảng, được tên thứ nhất, chờ lấy cầm ban thưởng là được thôi. Triệu Bân não động mở rộng, nói chứng chạc đàng hoàng, đây là một cái kiếm tiền hảo đường đi, bối không bối phận, cũng là thứ yếu. Người có thể nghĩ đến, viết lên tiên bảng người sẽ nghĩ không ra. Đã một thời đại tượng trưng, tự nhiên có rất nhiều hạn chế, nhìn tu vi nhìn bối phận cũng nhìn niên kỷ, trên bảng nổi danh chính là trên bảng có hồn, này sẽ là một loại lạc ấn, người cái gọi là gian lận, căn bản là không thể thực hiện được. Mây khói lời nói ung dung, nói xong nghiêng qua Triệu công tử một mắt. Tiên giới người đều mì ngon, vị này rõ ràng không thể nào cần thể diện. Không niệm thiên đồ nhi, nếu là nhận cái tiểu bối làm sư tôn, Đại La Tiên Tông cũng không cần lăn lộn, không cần thế nhân thoá mạ, người nhà mình cũng biết nhường ngươi biết cái gì là toàn thân đau, còn nghĩ cầm ban thưởng. Không cho ngươi chửi cái bán thân bất toại cũng không tệ rồi, đường đường thánh địa gánh không nổi người kia. Triệu Bân một tiếng ho khan, hình như là hắn suy nghĩ nhiều. Bị nhốt chí tôn thành, suy nghĩ pháp ra ngoài mới cần gấp nhất. Mây khói đối với cái này thúc thủ vô sách, nàng cũng là lần đầu tiên tới. Bất đắc dĩ, Triệu Bân nhìn về phía chiến thiên đi. Tiền bối, nhưng có biện pháp ra ngoài. Này ai biết, chiến thiên đi nhún vai. Triệu công tử không lại hỏi thăm, dứt khoát khoanh chân ngồi ngay ngắn. Ý nghĩ ra ngoài phía trước tiên cần phải khôi phục trạng thái tột cùng. Chiến thiên đi một bầu rượu vào trong bụng, cũng tâm thần nhập định, Triệu công tử thương thảm liệt, hắn thương cũng thảm, bị tứ đại hung vật một trận dễ thu dọn, hắn bây giờ còn có thể sống được, cũng không phải chính là cái kỳ thích. Rắc, rắc, xương cốt va chạm âm thanh, liên tiếp từ trong cơ thể của Triệu Bân truyền ra. Tái sinh chi lực rất là bá đạo, cực điểm tái tạo lấy thể phách của hắn. Vạn pháp trường sinh quyết. Chiến thiên đi một tiếng lẩm bẩm ngữ, đây là Đại La Tiên Tông người. Hắn trong trí nhớ Đại La Tiên Tông, đã là không đầy đủ không chịu nổi, có bị tứ phương thế lực chiếm đoạt khả năng, đến nơi này cái thời đại, lại vẫn không bị hủy diệt, Tiên Tông là có tuyệt đại cường giả giữ mã bề ngoài sao. Thiên bất hữu Tiên Tông. Thật lâu, hắn mới thổ lộ một câu nói như vậy. Vĩnh hằng tiên thể cỡ nào huyết mạch, cho dù là xuất ra một nửa, cũng đầy đủ kinh diễm, một nhân tài như vậy, muốn bị kẹt ở tòa này thần minh phủ đệ, tại Đại La Tiên Tông mà nói, chính là thiên đại thiệt hại. Ân, nhìn thẳng lúc, hắn chợt thấy Triệu Bân quanh thân hai cỗ sức mạnh xen lẫn bay múa. Đó là hai sợi giống như ngầm phát hiện tiên quang, tất cả ẩn giấu thần bí chi lực. Tạo hóa, luân hồi, chiến thiên đi trong lòng một lời, trong nháy mắt tinh thần không thiếu. Tuyệt sẽ không nhìn lầm, đó là tạo hóa cùng luân hồi chi lực. Không biết thứ mấy ngày, Triệu Bân mới mở con mắt, chọc khí ói niềm vui tràn trề, dù chưa quay về tới đỉnh phong, nhưng không trở ngại đánh nhau, lại đến tứ đại hung vật, hắn còn có thể cùng bọn chúng đại chiến mấy chục hiệp. Tiểu tử, luân hồi cùng vận mệnh của ngươi ở đâu ra? Chiến thiên đi hỏi. Sinh ra liền có, Triệu Bân lại đặt cái kia chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượt. Tới gần một chút, để cho ta xem. Chiến thiên đi lại nói. Triệu Bân hướng phía trước đụng đụng, còn kém cùng chiến thiên đi mặt đối mặt. Chiến thiên đi dù chưa ngôn ngữ, lại là càng xem càng kích động, nhìn cái kia từng cây ô bảy, tám đen nhánh cây, mừng rỡ đã ở vũ động, vốn là ỉu xìu không đáng chú ý hắn, đã phấn khởi như điên cuồng. Lần này được cứu rồi, chiến thiên đi cười. Triệu Bân ngừng lại ánh mắt rạng rỡ, có biện pháp ra ngoài. Luân hồi cùng tạo hóa có thể phá ta phong ấn. Chiến thiên đi kích động nói. Triệu Bân hơi có vẻ thất vọng, hắn có vẻ như lại muốn nhiều. Dùng ngươi hai loại sức mạnh này,
phách trảm đạo tắc xiềng xích. Chiến Thiên Đi nóng lòng không kịp đợi, thân cảnh cũng theo đó vũ động. Triệu Bân không nói nhảm nhiều, lúc này lui lại mấy bước, ngự động tạo hóa cùng luân hồi, hóa hai thanh kiếm, kiếm ngân vang âm thanh tất cả the thé, có ảo diệu kiếm ý tiềm ẩn, càng có loại hơn centimet sức mạnh ra chỉ kiếm uy. Chanh! Hai kiếm tề xuất, chém về phía đạo tắc xiềng xích. Tiếng leng keng nhất thời, có hư ảo ánh lửa nở rộ. Xiềng xích mặc dù không có vỡ tan, lại bị hai kiếm chém ra vết tích, cái này khiến Triệu Bân nhìn lông mày trao lên, luân hồi chi lực cùng tạo hóa chi lực như vậy tà dị sao? Có thể tại đạo tắc trên xiềng xích lưu vết tích. Lại đến, Chiến Thiên Đi vừa quát âm vang. Không cần hắn nói, Triệu Bân kiếm thứ hai đã cũng chém ra ngoài. Vẫn là tiếng leng keng, sáng như tuyết ánh lửa so với vừa nãy càng chói mắt, cẩn thận ngưng nhìn, đạo tắc trên xích sắt, lại nhiều hai đạo vết tích, hơn nữa cũng không khép lại, chiếu chảm như vậy, nhất định có thể phá diệt phong ấn. Có hy vọng, Triệu công tử gỡ tay áo, còn mở vĩnh hằng tuyệt cảnh. Bởi vì hắn chiến lực toàn bộ triển khai, tạo hóa cùng luân hồi ngưng tụ hai thanh kiếm, uy lực cũng là trong nháy mắt bạo tăng, hắn là nhiệt tình 10 phần, cũng là không biết chút nào mệt mỏi, mưu đủ nhiệt tình hướng chết chặt. Mệnh không có đến tuyệt lộ sao, mây khói thì thào một lời. Hoặc có lẽ là, hắn tiểu đồ nhi hình như là cái phúc tướng. Luân hồi cùng tạo hóa chi lực huyền ảo, thật có thể phá cái này phong ấn. Nhưng, nàng vẫn như cũ không coi trọng hai người con đường phía trước. Đây là thần minh phủ đệ, cho dù Chiến Thiên Đi phá phong, cũng chưa chắc có thể ra ngoài, đơn giản là ở tòa này lồng giam bên trong, khôi phục một cái tự do thân. Cho ta, mở. Triệu Bân cái này hét to gào bá khí, hai kiếm chi uy cũng phá vỡ kéo tu. Cùng với răng rắc một thanh âm vang lên, đạo tắc xiềng xích đứt gãy, phong ấn tùy theo phá diệt. Hảo! Chiến Thiên một tiếng gào to, thân cây thân thể oanh run lên. Khi xưa tiên bảng đệ nhất, cưỡng ép chọc thủng còn sót lại gò bó, toàn bộ thân cây đều kiên quyết ngoi lên mà ra, cổ xưa rộng rãi mà sức mạnh bàng bạc, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt lăn lộn. Ngô! Triệu Bân kêu đau một tiếng, bị đụng một bước không có đứng vững. Chiến Thiên Đi là không đầy đủ không chịu nổi, nhưng một loại nào đó khí uẩn uy thế, lại là khắc vào xương cốt cùng linh hồn, trước kia nếu không có cường hoành nội tình cùng đáng sợ căn cơ, cũng không khả năng lại lực áp một thời đại. Tự do. Chiến Thiên Đi một tiếng gầm này, đánh tan lâu đời tuế nguyệt buồn bực và phiền muộn. Hắn cởi ra thân thể thụ yêu, tố ra hình người. Không hổ là lực áp một đời nhân kiệt, chính xác tiên phong đạo cốt, khí vũ hiên ngang, như thác nước tóc đen, theo gió phiêu vũ, sán sán tiên con mắt, bao quát tinh không, tựa như một tôn thần minh quân lâm cửu thiên. Trừ này, chính là cổ lão dị tượng, theo hắn quanh thân phối hợp. Đó là huyết mạch bản mệnh dị tượng. Cùng với đạo âm sen lẫn diễn hóa. Đó chính là Chiến Thiên huyết thống, Triệu Bân thì thào một lời. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, chính mình huyết mạch bản nguyên tại sao động. Nếu không phải cực kỳ nghịch thiên truyền thừa, hắn bản nguyên thì sẽ không có bực này khác thường. Liền cái này, Chiến Thiên Đi chỗ hiển lộ, còn không phải hoàn chỉnh huyết thống. Không có cách nào, hắn bị vây ở Chí Tôn Thành quá lâu. Tháng năm dài đằng đẵng, đã đem hắn nấu dầu hết đèn tắt. Không chỉ thọ nguyên trôi qua, ngay cả huyết mạch cùng bản nguyên, cũng tại trong thời gian thất bại, sớm đã không còn năm đó thịnh huống, thật nếu là không thiếu sót chi thân, lại so với bây giờ càng mạnh hơn bá đạo hơn, có thể đánh đến đế chữ lót tiên bảng đệ nhất, há là bình thường ngoan nhân. Siêu, siêu, Chiến Thiên hành vi như một vệt sáng, đặt cái kia vừa đi vừa về bay tán loạn. Cử động như vậy, rất tốt trình bày cái gì là người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái. Cũng đúng. Bị khóa nhiều năm như vậy, một buổi sáng giải phong, vui sướng tâm cảnh nên khó nói lên lời. Chẳng biết lúc nào, Chiến Thiên Đi mới dừng lại, hung hăng duỗi người, thể nội tiên cốt một hồi phích lịch cách cách, bên ngoài thân quanh quẩn lôi tức, cũng là xé rách không ngừng, nếu không phải nhục thân cường đại đến nhất định cấp bậc, không có khả năng có như thế cảnh tượng. Triệu Bân khó mà phỏng đoán, như vậy dầu hết đèn tắt một người, lại còn có hãn như biển cả bàng bạc khí huyết. Đa tạ. Chiến Thiên Đi cái này một lời, là phát ra từ linh hồn. Chính là cái này tiểu hậu bối, trợ hắn thoát ly bể khổ. Tiện tay mà thôi. Triệu Bân sờ cầm một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Trong truyền thuyết Chiến Thiên huyết thống, muốn hay không bái cái cầm. Như cái này thanh kỳ ý niệm, Chiến Thiên Đi cũng có. Vĩnh hằng truyền thừa không phổ biến, phóng điểm huyết rất có tất yếu. Kết quả là,
hai người tìm một cái chén bể, thật sự đặt cái kia kết nghĩa. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Trang trọng như thế một màn, rơi vào mây khói trong mắt, có vẻ như cùng thay máu không có gì khác nhau. Thành anh em kết bái. Theo như nhu cầu đi. Màn đêm buông xuống. Hai người khốn cảnh lại trở về nguyên điểm, như thế nào mới có thể ra ngoài? Tất có đường ra. Chiến Thiên đi tin tưởng vững chắc điểm này, Triệu công tử cũng tin tưởng không nghi ngờ. Đã thần minh lưu cho đời sau bảo tàng, như thế nào phong kín tất cả lộ. Cho nên, chỉ cần khám phá huyền cơ, liền có thể tìm ra sinh môn. Mộc lấy nguyệt quang, hai người lên núi đỉnh, một trái một phải nhìn lén tứ phương. Tối nay Chí Tôn thành, cô quạnh dọa người, thậm chí còn có chút băng lãnh. Tứ đại hung vật khó tránh khỏi sẽ ra ngoài tản bộ. Triệu Bân một lời do dự. Đây không phải là hung vật, là Chí Tôn thành thủ hộ thần thú. Chiến Thiên đi chậm chậm nói. Triệu Bân không có phản bác, thần thú cũng tốt, hung vật cũng được, ngược lại cái kia bốn cái đại gia hỏa rất khó dây vào, thật như đi ra du lịch, hai người bọn họ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, cũng là bất tử chi thân, đánh cọng lông cái nào. 3 năm ngày lặng yên mà qua, hai người đều nhìn trực đả ngáp. Là bọn hắn suy nghĩ nhiều, thần minh huyền cơ há lại là bọn hắn có thể nhìn thấu. Chiến Thiên đi có lẽ là mệt mỏi, hướng Triệu Bân đòi một bầu rượu, ngồi ở dưới cây già. Triệu Bân thời là một kính nghiệp nhân tài, còn cầm kính viễn vọng, xử vậy đến nhìn lại nhìn. Thời gian không đợi người, phải nhanh chóng rời đi địa phương quỷ quái này. Hắn là cẩn trọng, nhưng vẫn là nhìn không thấu càn khôn. Mỗi khi gặp thúc thủ vô sách lúc, hắn đều sẽ không tự chủ nhớ tới Nguyệt Thần. Tú Nhi là một cái vạn sự thông, nếu nàng ở đây, nhất định có thể phá này khốn cục. Đi, Nguyệt Thần sao có thể không được chứ? Chớ nói phá khốn cục, đem Chí Tôn thành phá hủy cũng không phải nói đùa. Thái cổ thần triều còn tại. Lâu không nói lời gì Chiến Thiên đi, đột nhiên mở miệng. Vấn đề này, tại hắn lần thứ nhất gặp Triệu Bân lúc liền nghĩ hỏi, sợ nghe được là một cái tin dữ, mới tạm thời giấu tại đáy lòng, bị phủ đầy bụi lâu, hắn cái này không khỏi có chút lừa mình dối người. Thái cổ thần triều còn tại, Triệu Bân từ không biết. Bất quá, trong mộng mây khói lại cho hắn đáp án. 3000 năm trước, liền đã hủy diệt, Triệu Bân hít sâu một hơi. Nghe ngóng, Chiến Thiên đi thể phách không khỏi run lên, đầy mắt cũng là buồn cách chi sắc. Hắn đã sớm đã có dự cảm, chỉ có điều hôm nay chỗ nghe, dự cảm được chứng thực thôi. Vì sao mà diệt, 3 năm trong nháy mắt sau, hắn mới mở miệng hỏi thăm, âm sắc khàn khàn không thiếu. Bát đại thánh địa vây công. Triệu Bân không giấu giếm, nói rõ sự thật. Hắn cũng là bây giờ mới hiểu, từng vây công Đại La Tiên Tông 8 đại thánh địa, đã từng vây công qua Thái Cổ Thần Triều, nhưng Tiên Tông so Thần Triều may mắn, chống được tai họa ngập đầu, kéo dài hơi tàn đến nay. Chiến Thiên được không ngữ, trầm mặc có chút dọa người. Triệu Bân có thể nhìn đến sát cơ, không khí đều kết thành vụn băng. Chiếu đến tinh huy, Chiến Thiên đi rơi vào ngủ say. Hoặc có lẽ là, hắn là đang say giấc nồng lắng đọng huyết mạch. Thái cổ thần triều mặc dù không còn, nhưng hắn còn tại, từng vây công thần triều thế lực, hắn sẽ lần lượt thanh toán, trước đó, hắn phải nghĩ pháp ra Chí Tôn thành, hắn cần tại trong ngủ say khôi phục chiến lực. Triệu công tử không quấy dày, tự mình hạ sơn đỉnh. Lại một lần, hắn đi tới cái kia bầy bàn cờ đình nghỉ mát. So sánh một hồi trước, hắn đàng hoàng không thiếu, không dám tiếp tục hướng về trên bàn cờ phóng quân cờ, như cái quần chúng, chỉ lập tại trước bàn yên tĩnh mong nhìn, đây là một cái tàn cuộc, trong đó ẩn giấu vô tận càn khôn. Giống, yên tĩnh đêm, có tiếng long ngâm vang vọng tứ phương. Triệu Bân theo con mắt nhìn lại, mới biết là hung vật thương long. Chỉ thương long một cái, cũng không gặp khác 3 tôn thần thú. Ngươi thật đúng là đi ra. Triệu Bân trộm đạo thối lui ra khỏi đình nghỉ mát, tìm một mảnh u lâm ẩn núp. Tối nay thương long hung vật, so với trước kia càng bạo ngược, cũng không biết chúng cái gì gió, tại lờ mờ trên trời, tùy ý làm ầm ĩ, sập không thiếu sơn nhạc, đáng sợ dư ba, thành một cỗ đen nhánh khí lăn lộn. Tới gần Lê Minh, hung vật thương long mới trừ khử không thấy. Triệu Bân gắt gao nhìn chằm chằm, lại không biết thương long đi chỗ nào, liền như vậy hư không tiêu thất. Từ này ngày, Chí Tôn thành rất không bình tĩnh, hung vật thường thường đi ra, hoặc phượng hoàng hoặc bạch hổ, tất cả hành động một mình, vô luận là vị nào hung vật đi ra, đều biết đặt cái kia làm ầm ĩ một phen. Thậm chí là,
an lành bình tĩnh thần minh phủ đệ, bị gây bừa bộn không chịu nổi. Triệu Bân mỗi lần đều tại, đều núp trong bóng tối tỉ mỉ chú ý, nhìn chằm chằm hung vật. Làm gì, hung vật hiếm thấy quỷ dị, không biết từ chỗ nào xuất hiện, lại càng không biết biến mất ở nơi nào, hắn chỉ biết, chí tôn thành càn khôn bắt đầu hỗn loạn, bởi vì thiên khung nhiễm pha tạp chi sắc. Thành này đang tự hủy, mây khói nói. Tự hủy, Triệu Bân nghe chau mày. Vĩnh Hằng Vương tọa không tại, cửu đỉnh cũng đã tổn hại, thành này liền lại không ý nghĩa tồn tại. Mây khói giải thích nói, cái này có lẽ cũng là cái kia tôn thần dụng tâm lương khổ, muốn mức kẹt ở trong thành người, tới một hồi tuyệt địa niết bàn, có thể hay không xông ra đi, đều xem cá nhân tạo hóa. Hoặc là chạy thoát, hoặc là táng thân nơi đây. Triệu Bân rất rõ ràng thời khắc này tình cảnh, đơn giản nhất sinh nhất tử. Ngày thứ 9, Triệu Bân trở về đỉnh núi. Đúng lúc gặp ngủ say chiến thiên đi mở con mắt, khí ẩn huyền ảo không thiếu. Đáng tiếc hắn đánh mất quá nhiều máu mạch bản nguyên, vô luận như thế nào lắng đọng, đều khó có khả năng khôi phục đỉnh phong. Chí tôn thành đang tự hủy, Triệu Bân nói. Trong dự liệu, chiến thiên hành thâm hít một hơi. Hắn chờ ở chỗ này vô tận 5 tháng, cũng không phải sống uổng thời gian. Chí tôn thành tự hủy, là ách nạn điềm báo, cũng sẽ là ánh sáng hy vọng. Chỉ có thần minh phủ đệ tự hủy, bọn hắn mới có thể lại càng dễ tìm ra sơ hở. Ta đáp ứng ngươi, tiễn đưa ngươi một hồi tạo hóa. Chiến thiên đi nói, thứ nhất đi xuống núi đỉnh. Triệu Bân không rõ ràng cho lắm, chân chu đi theo bước chân. Hai người một trước một sau, chạy về phía một cái sơn cốc. Bởi vì tự hủy, toàn bộ chí tôn thành đều tại ong ong lắc lư, một đường thấy, cũng là hủy diệt cảnh tượng, quá bao lớn núi cự nhạc, tại chấn động bên trong sụp đổ. Quá nhiều linh hoa dị thảo, tại trong diệt vong khô héo. Càn khôn bắt đầu hỗn loạn, đầy trời cũng là sấm sét vang dội. Cái kia vài đầu khổng lồ hung vật, cũng đi ra ngoài càng ngày càng thường xuyên. Còn tốt, hai người giấu đi đầy đủ bí mật, cũng không chính diện tao ngộ. Chính là đó. Đi tới cốc khẩu, chiến thiên đi chỉ phía xa một phương. Triệu Bân ngước mắt đi xem, có thể gặp trong sơn cốc một mảnh rừng trúc. Trong đó... có dấu thần nguyên, chiến thiên đi ực một hớp rượu. Thần nguyên, Triệu Bân vô ý thức trách mắt. Vĩnh Hằng thần thể bản nguyên, chiến thiên hành đạo. Lời này vừa ra, Triệu công tử ánh mắt cái kia sáng như tuyết a. Tuế nguyệt quá xa xưa, thần nguyên nên còn thừa không có mấy. Chiến thiên đi lại nói. Ngươi vì đi không nói sớm. Triệu Bân vừa trà tay, vừa ngắm nhìn tứ phương, sơn cốc này không đơn giản, có dấu không thiếu cấm chế, ngông cuồng bước vào. Làm không tốt đi trong hố, phải tìm đúng đi vào lộ. Chí tôn thành không tự hủy, ai cũng vào không được. Chiến thiên hành đạo ra nguyên do, nói cũng là lời nói thật. Nói trắng ra là, nơi đây cấm chế liền với thần minh phủ đệ càn khôn. Chỉ có càn khôn hỗn loạn, mới có thể hiển lộ sơ hở. Điểm này, hắn những năm này đã nghĩ rất rõ ràng. Tới sớm không bằng đuổi kịp xảo. Triệu Bân ánh mắt lóe sáng, một bước bước vào sơn cốc. Đích xác, càn khôn hỗn loạn, cấm chế cũng đi theo hỗn loạn, tựa như bí ẩn trận văn, lúc trước vô tận thị lực, cũng chưa chắc có thể trông thấy, bây giờ, phần lớn đều hiển lộ, có thể sớm tránh đi. Tiền bối không vào trong, đi ra mấy bước, Triệu Bân quay đầu liếc mắt nhìn. Cần có một người tại cái này trông coi, chiến thiên đi tùy ý ném đi bầu rượu, hung hăng giãy giụa cổ, rất có một bộ cùng người khô trận chiến tư thế, hắn chiến ý, cũng ở đây một lát cực tốt kéo lên. Biết rõ, Triệu Bân chạy thẳng tới chỗ sâu. Rất hiển nhiên chuyện, dám động trong sơn cốc thần nguyên, nhất định gây tứ đại hung vật. Chiến thiên đi ngụ ý cũng rõ ràng, lão tử thay ngươi cản hung vật, ngươi đi vào cầm bảo bối. Tình trạng như vậy, cùng hắn cùng mưa bụi tại Kim Loan Điện tao ngộ, không có sai biệt, nghĩ lấy được thần nguyên, không phải lực lượng một người có thể hoàn thành, bởi vì tứ đại thủ hộ thần thú, không thể nào để cho ngươi đi lấy. Siêu. Triệu Bân tốc như kinh hồng, một đường tránh khỏi sơn cốc cấm chế. Rừng trúc đã có thể rõ ràng trông thấy, cho dù càn khôn hỗn loạn, nó vẫn như cũ an lành tịch mịch. Càng là như thế, càng có nguy cơ tiềm ẩn trong đó, tựa như bão tố trước kia yên tĩnh. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Triệu Bân xách ra Long Uyên, một bước bước vào rừng trúc. Những gì thấy trong mắt, cũng không phải là rừng trúc, mà là một mảnh khô diệt chi cảnh, bầu trời là mờ tối, đại địa là đen thui. Trong đất bùn còn có hài cốt nửa đầy, cũng không biết là niên đại nào tầm bảo giả. Triệu Bân xách theo kiếm, đạp đất khô cằn mà đi.
đi tới, thì thấy đại địa oanh một tiếng rung động. Sau đó, chính là từng cái huyết lâm quái vật, từ lòng đất leo ra, giống như địa ngục tới ác quỷ, dữ tợn che mặt mắt, huyết sắc con mắt, đều hiện ra u quang, vẻn vẹn nhìn xem đều trong lòng run rẩy. Huyết linh, Triệu Bân một mắt liền nhận ra. Cái đồ chơi này mặc dù không mạnh, nhưng số lượng lại khổng lồ. Hắn cái nhìn này trông đi qua, là một bọn người Triệu Uông. Dương, cũng đang bởi vì cái nhìn này, hắn trông thấy chỗ sâu, có sự nổi bật dâng lên, có màu vàng tiên quang bay múa. Huyết mạch của hắn bản nguyên, lại một lần sao động. Cái này rất bình thường, căn nguyên của hắn là vĩnh hằng tiên thể, bây giờ thấy vĩnh hằng thần thể bản nguyên, tự nhiên có cảm ứng. Chiến thiên đi không có lửa hắn, nơi đây thật sự có thần nguyên. Đến nỗi rốt cuộc có bao nhiêu thần nguyên, phải giết đi qua mới biết. Nói đến chiến thiên đi, bây giờ đã chiến lực toàn bộ triển khai, bởi vì tứ đại hung vật tới, tất cả bao phủ sát khí, gây thiên khung lôi điện tàn phá bừa bãi, cái kia nguy nga thân thể, cũng là nghiền càn khôn dung chuyển. Trước kia hắn lúc đến, từng cùng hung vật đấu qua, đích xác rất mạnh rất khủng bố. Buồn nôn nhất chính là, bọn chúng đều giết không chết, cho dù hắn tại trạng thái đỉnh phong, cũng giống vậy bị trùy rất nhiều thảm. Bây giờ trạng thái không tốt, kết cục cũng không khó đoán trước. Bất quá, hắn chỉ cần ngăn trở liền tốt, cho Triệu Bân tranh thủ thời gian. Tốc độ. Chiến thiên đi lưu lại một ngữ, chạy thẳng tới tứ đại hung vật. Oanh âm thanh vang lên theo, sơn nhạc sụp đổ không thiếu, không gian cũng là từng mảnh nổ tung. Ai cản ta thì phải chết. Bên này, Triệu Bân cũng đã ở xung kích. Chiến thiên đi cản không được bao lâu, hắn cần tốc chiến tốc thắng. Giống. Huyết linh gào thét, liên miên đánh giết mà đến. Cũng như khi trước đáy hồ thế giới, bọn chúng không biết e ngại, như từng tôn khôi lỗi, chỉ biết trùng sát. Triệu Bân sớm đã có giác ngộ, không giữ lại chút nào chiến lực toàn bộ triển khai. Hắn không ham chiến, sinh sinh tại biển người trong hải dương, giết mở một con đường máu. Hắn chiến thảm liệt, một lần lại một lần bị dìm ngập, cũng là một lần lại một lần giết ra. Phốc, ngoại giới chiến thiên đi, cũng là liên tiếp đẫm máu. Thời kỳ đỉnh phong đều chiến không được, càng chớ nói bị bại chi thân. Cái kia tôn thần đủ hung ác cái nào. Mây khói là quần chúng, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Chí tôn thành có rất nhiều bảo vật, nhưng tám thành trở lên, đều phải lấy mạng ra đánh, như cái kia vĩnh sinh vương tọa, cũng như rừng trúc thần nguyên, như không người phối hợp, nếu không có cường hãn nội tình, liền không chiếm được cơ duyên. Nhìn nơi này hài cốt, chính là chứng minh tốt nhất. Trước đó, không chừng có rất nhiều người đến qua. Nghĩ đến cơ duyên người, lại là đem mệnh chôn ở nơi đây. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, Triệu Bân chống ra vĩnh hằng tiên vực. Vĩnh hằng dị tượng, hoàn toàn như trước đây huyền ảo, cùng với đại đạo thiên âm, vang vọng không dứt. Nhưng, những thứ này tại trước mặt phô thiên cái địa huyết linh, tất cả đều là bài trí, bọn hắn như thôn phệ hung thú, từng bước xâm chiếm vĩnh hằng tiên vực, đổ nát dị tượng, cứ thế diễn xuất hủy diệt tình cảnh. Vĩnh hằng chi môn, mở. Triệu Bân trong lòng một quát, kinh thiên cửa lớn kiên quyết ngoi lên mà ra. Tuyệt đối công phạt một mạch tiên tàng, bởi vì không mở ra được môn mà uy thế đại giảm, mặc dù cũng ép diệt không thiếu huyết linh, nhưng vẫn là tại phô thiên cái địa công phạt phía dưới, ầm vang sụp đổ, nổ thành cho bụi. Liền cái này, còn có mấy chi vô tận huyết linh, từ bốn phương tám hướng giết tới. Triệu Bân cắn chặt hàm răng, kéo lấy huyết lâm xối thân thể, không muốn mạng đi đến trùng sát. Đến nước này, hắn đã có thể trông thấy thần nguyên, giấu ở một mảnh bên trong tiên trì, ánh sáng màu vàng óng quanh quẩn thiên vũ, mênh mông khí huyết, bàng bạc sinh linh lực, như thủy triều bên trong lăn lộn, có long ngâm giấu tại trong đó. Không được hoàn mỹ chính là, thần nguyên cũng không nhiều. Tuế nguyệt đích xác quá xa xưa, bản nguyên chi lực tang diệt không thiếu. Có cũng không tệ rồi, đây là mây khói lời nói. Đúng. Có cũng không tệ rồi, Triệu công tử không hy vọng xa vời quá nhiều, ai bảo vĩnh hằng một mạch tuyệt tích đâu. Tinh không, không niệm thiên độc từ một người đi thất hồn lạc phách, bóng lưng nhỏ yếu mà điều hưu. Cái cuối cùng chí tôn đỉnh hủy, thần minh phủ đệ sẽ không đi hiển hóa thế gian, Triệu Bân không về được, đại la thánh nữ cũng không về được, nàng đại la tiên tông, ném đi hai cái tươi đẹp nhất hậu bối. Tinh gió không hiểu ý, tùy ý lay động lấy mái tóc dài của nàng. Tinh gió không hiểu ý, đem nàng ba búi tóc đen thổi trở thành trắng như tuyết. Sư huynh chết. Nàng cũng già.
trăm ngàn năm sau, nên có ai tới thủ hộ Đại La Tiên Tông? Ai? Sau lưng có thở dài, cũng có tiếc hận. Đó là Vân Thương Tử, vẫn là một tia tàn hồn trạng thái, từ Triệu Bân bị quăng vào thần minh phủ đệ, hắn vẫn đi theo không niệm thiên, đó là đi một đường thán một đường, hắn nhìn Triệu Bân vẫn là rất thuận mắt, thế nào liền nửa đường gặp như thế cái ách nạn đâu. Vào tòa thành kia, liền cùng chết không khác. Ông, cùng với một tiếng vù vù, tinh không có một tòa vực môn trống ra. Trong đó, đi ra ba năm đạo bóng người, mặc đều là tiên tông đạo bào, cầm đầu là nữ tử, cõng một phương làm đàn, vô hình đàn ý cùng ảo diệu đạo uẩn xen lẫn, thành mông lung ý cảnh. Nàng chính là Cầm Tiên Tử, tiên tông trưởng lão. Bàn về bối phận, nàng cùng Đại La Thánh Nữ cùng thế hệ. Sư thúc, thấy không niệm thiên, đám người vội vàng hoảng tiến lên. Gặp không niệm thiên thần sắc buồn cách, đám người cũng khói mù lồng mộ, dự cảm bất tường cũng đều tự nhiên mà sinh, sư thúc là tới đón thánh chủ, một thân một mình như vậy, chẳng lẽ thánh chủ ra gì biến cố? Không ai dám hỏi thăm, không khí hiện trường đè nén để cho người ta ngạt thở. Không niệm thiên không nói một lời, nhẹ giơ lên bước liên tục, yên lặng đi vào vực môn. Đám người liếc nhau, tất cả hít sâu một hơi, nhao nhao đi theo bước chân. Mang theo ta. Vân Thương Tử tặc tự giác, trơn tru xông tới. Hơn nữa, hàng này đụng lên tới liền cùng người làm thân thích. Ngươi là... Cầm Tiên Tử vô ý thức ngoái nhìn, trên dưới quét lượng Vân Thương Tử. Ta là thân thích, nhà ngươi chất nữ tướng công gia gia sư huynh Tôn Nhi. Là đồ đệ của ta. Vân Thương Tử nghiêm túc nói, đem một loạt quan hệ, bày gọi là cái môn rõ ràng. Cái này... Đạo hạnh cao thâm như Cầm Tiên Tử, đều bị vòng vào đi. Nàng không biết là có phải có ngọn nguồn, nhưng cái này bối phận, nàng trong lúc nhất thời thật vuốt mơ hồ. Bất quá, tất nhiên cái này tàn hồn đi theo không niệm thiên sư thúc, cái kia tất nhiên không phải ngoại nhân. Vào đi! Cầm Tiên Tử khẽ nói nở nụ cười, làm mời thủ thế. Vân Thương Tử từ không khách khí, như vậy làm thân thích, cũng không phải chính là tìm một cây đại thụ hóng mát đi. Bằng không thì hắn cái này nửa chết nửa sống tàn hồn, trong tinh không tản bộ. Vạn nhất gặp được cái kia không giảng võ đức, còn không bị người lôi đi nấu, Triệu Bân cả không còn, hắn cũng không muốn nửa đường cũng mất. Đã xảy ra chuyện gì? Cầm Tiên Tử truyền âm, hỏi là Vân Thương Tử. Vân Thương Tử đầu tiên là thở dài, rõ ràng mười mươi nói thẳng ra, bao quát Triệu Bân độ thiên kiếp, bao quát hắc động ách nạn, bao quát Chí Tôn thành biến cố, bao quát nhiều ngày tới tao ngộ, đều cho Cầm Tiên Tử, nói rõ rành rành, hắn là người chứng kiến đoạn đường này bụi gai long đong. Cầm Tiên Tử nghe ngọc miệng khẽ nhếch, ngắn ngủi này mấy tháng, thật nhiều cố sự a. Nàng cũng trầm mặc, cuối cùng là biết không niệm thiên sư thúc, vì cái gì tư thái như vậy. Tâm cảnh của nàng, lại phủ vẻ lo lắng, ngước mắt nhìn tới nhìn, tiên tông tương lai rất là ảm đạm, nhiều năm sau đó, tiên tông sợ là không người kế tục, mạch này truyền thừa sợ là nhất định kết thúc. Lời nói phân hai đầu. U ám thần minh phủ đệ, bây giờ là oanh âm thanh đầy trời. Chiến thiên đi ác chiến tứ đại hung vật, đánh chính là thiên băng địa liệt. Mặc hắn đạo pháp cao thâm, cũng khó địch hung vật công phạt, thời khắc này tình cảnh, cùng ngày đó Triệu công tử, là không có sai biệt, tranh cũng là thời gian, hắn như nhịn không được, cơ duyên tạo hóa tất cả hư ảo. Phốc, huyết hoa ngạo nghễ nở rộ, nhuộm tang thương tiên quang. Là chiến thiên đi lại đẫm máu, hơi kém bị phượng hoàng sinh bổ. Còn chưa cầm tới, chiến thiên đi một bước lên trời. Không quên kêu gọi Triệu Bân. Hắn gà mờ này tiên bảng đệ nhất, không chống được bao lâu. Đáp lại hắn, là trong sơn cốc chấn thiên oanh minh, hắn cái này chiến thảm liệt, Triệu Bân bên kia, cũng đánh dị thường huyết tinh, phô thiên cái địa huyết linh, như hải dương đồng dạng che già măng mọc mãnh liệt, truy Triệu công tử đứng cũng không vững, cưỡng ép xiết mở đường máu, phủ kín huyết cốt. Tới gần, Triệu Bân giết đỏ cả mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến tiên trì. Đã không hơn trăm trượng khoảng cách, hắn cần chơi bạc mạng giết đi qua. Ai cản ta thì phải chết. Lại là tiếng gào này, mặc dù không có gì treo dùng, nhưng hắn gào bá khí ầm ầm. Hắn hiến tế tuổi thọ, mạnh mở nhiều loại cấm pháp, lấy thảm liệt đại giới, đổi mạnh hơn chiến lực, như một đầu tóc cuồng hùng sư, tại biển người trong hải dương, không muốn mạng mạnh mẽ đâm tới. Không ngăn được. Chiến thiên làm được tiếng quát, không lâu liền vang lên. Còn chưa dứt lời, hắn tựa như một cái huyết sắc bao cát, từ sơn cốc bên ngoài bay tứ tung vào, đập đại địa một hồi rung chuyển, sau đó chính là tứ đại hung vật, mang theo cuốn ngập trời huyết sát đánh vào sơn cốc,
nguy nga hình thể như núi, đạp thiên địa lay động, liên miên huyết linh bị hắn chấn diệt. Triệu công tử không đáp lời, lại có phù phù âm thanh truyền về. Hắn cuối cùng là giết đến, phù phù một tiếng nhảy vào tiên trì. Hắn không có thời gian hấp thu, vung tay lên cuốn đi tất cả thần nguyên. Giống, tứ đại hung vật bị chọc giận, thẳng đến hắn đã giết tới. Còn có phô thiên cái địa huyết linh, cũng đều xem hắn vì con mồi. Nổ ngươi cái bay đầy trời. Triệu Bân đại thủ bút, sử dụng tất cả phù chú. Mặc dù phù chú một đạo, còn có không ít hung hãn tiên binh. Phù chú trước tiên nổ tung, đếm không hết tiên binh, cũng là liên miên tự bạo, cô quạnh mà hủy diệt quang, hướng thiên địa bao phủ, đánh tới huyết linh, bị tạc thành nhiều đóa huyết hoa, như bức hống hống tứ đại hung vật, cũng là đụng cái ngay ngắn, nửa bên thân thể sụp đổ. Tiểu tử ngươi thật có tiền cái nào? Chiến thiên đi là quần chúng, nhìn thổn thức chặt lưỡi. Nhiều như vậy phù chú, không thiếu cao giai phù, mỗi có giá trị không nhỏ, còn có nhiều như vậy tiên binh, cũng đều mỗi phẩm giai không tầm thường, lại đều bị lấy ra tự bạo, gia sản không phải bình thường hùng hậu. Trên thực tế, đây cũng chỉ là một phần trong đó. Nếu vĩnh hằng giới có thể sử dụng, Triệu Bân sẽ nổ càng hăng hái. Đi! Triệu Bân phi độn mà đến, lôi kéo chiến thiên hành độn ra khỏi sơn cốc. Thở quá khí tứ đại hung vật, đều thay đổi đầu mâu đuổi giết tới. Đi cái kia đình nghỉ mát, chiến thiên đi ho ra máu đạo. Cái nào đình nghỉ mát, Triệu Bân cũng tại máu phun phè phè. Bàn cờ, chiến thiên đi chỉ nói hai chữ. Triệu Bân không hỏi nhiều nữa, có bàn cờ đình nghỉ mát chỉ là một cái. Lúc trước, bởi vì cái kia bàn cờ, hắn cùng mưa bụi suýt nữa táng thân. Oanh, phanh, thần minh cổ lão phủ đệ. Lại là một bộ hỗn loạn tràng cảnh. Song phương một đuổi một chạy, những nơi đi qua lại sập không thiếu sơn nhạc. Triệu công tử chân trơn tru, chạy trốn lúc tốc độ, cho tới bây giờ cũng là vượt xa bình thường phát huy, tựa như kinh mang, đi xuyên tại trong mờ tối, mang theo tàn huyết chiến thiên đi, trốn vào tòa kia bàn cờ đình nghỉ mát. Nhắc tới cũng kỳ, càn khôn đều hỗn loạn, phần lớn chỗ đều tại sụp đổ. Nhưng duy chỉ có tòa này đình nghỉ mát, nửa chút hư hao cũng không có. Kỳ quái hơn chính là, đuổi tới phiến thiên địa này, bạo ngược tứ đại hung vật, vậy mà không có sát tiến tới, bên ngoài bồi hồi một vòng, đều từng người thối lui, còn có huyết linh, lui so hung vật càng nhanh. Hô! Mắt thấy hung vật cùng huyết linh thối lui, Triệu Bân cùng chiến thiên đi tất cả thở dài một hơi. Có lẽ là thương quá thảm trọng, hai người đều có quắp đó, đều chiến chỉ còn dư nửa cái mạng. Người ta cũng coi như kề vai chiến đấu qua. Triệu Bân nở nụ cười, đưa tới một bầu rượu. Chiến thiên đi tiện tay đón lấy, là hắn hứa hẹn, trời mệnh cũng phải thực hiện cái nào. Đây là vĩnh hằng tiên thể, có bác tạo hóa tư bản, đổi lại khác động hư cảnh, sợ sớm bị giết hết, cầu phú quý trong nguy hiểm, hai bọn họ lần thứ nhất hợp tác, phối hợp vẫn là rất tốt. Hung vật cùng huyết linh, vì cái gì sợ cái này đình nghỉ mát. Triệu Bân ực một hớp rượu, vòng liếc mắt nhìn bốn phía. Nhìn chung toàn bộ thần minh phủ đệ. Cũng chỉ có phiến thiên địa này bình yên vô sự, hắn thấy rõ, ở đây tựa như là hung vật cùng huyết linh cấm khu, hai người lúc trước lui cái kia gọn gàng mà linh hoạt. Là bởi vì cái này bàn cờ, trước kia ta cũng là trong lúc vô tình phát giác. Chiến thiên đi nói, quả nhiên ngầm huyền cơ, Triệu Bân ngồi thẳng một phần, không khỏi nhìn thêm một cái bàn cờ. Hắn có một loại cảm giác, trong bàn cờ cất giấu chạy trốn ra ngoài lộ. Bực này cảm giác chiến thiên đi cũng có. Bởi vì bàn cờ đích xác rất tà dị. Thời gian không nhiều, hai người ngồi xếp bằng. Cho dù là muốn bác đường ra, cũng phải trước tiên chữa thương. Triệu Bân ném đi bầu rượu, lấy ra giành được thần nguyên. Vàng óng ánh thần thể bản nguyên, ẩn chứa sinh linh như biển khí. Lúc trước tình thế nguy cơ, hắn chưa kịp cẩn thận nhìn, bây giờ thần nguyên liền rong chơi tại bên người, cảm giác vô cùng mỹ diệu, tựa như mùa đông khắc nghiệt, bị ánh nắng ấm áp bao khỏa thể phách. Vô cùng thân thiết, nhìn hắn sao động bản nguyên, rất có ly thể dấu hiệu, đó là kích động cũng là phấn khởi. Quả là không tầm thường. Chiến thiên đi trong lòng một lời, cũng nhìn đầy mắt hiếu kỳ. Nói thực ra, đây là hắn lần thứ nhất đúng nghĩa gặp thần nguyên. Về phần hắn vì cái gì biết sơn cốc có thần nguyên, tất nhiên là bằng dị tượng phân biệt, thế nhưng loại thần nguyên dị tượng, sẽ chỉ ở đặc thù thời kỳ lộ ra, bị nhốt nhiều năm như vậy, hắn sớm đã nhìn qua rất nhiều lần rồi. Sâu xa thăm thẳm định số sao. Triệu Bân còn đang nhìn, giọng nói nam không ngừng.
hắn tâm thần có chút hoảng hốt, trăm năm trước phải vĩnh hằng tiên thể bản nguyên, hắn cũng là ném đi nửa cái mạng, trăm năm về sau, gặp phải vĩnh hằng thần thể bản nguyên, tình trạng biết bao tương tự, đều cực kỳ thảm liệt. Hai loại bản nguyên. Triệu Bân cười cười, vận chuyển công pháp. Thần nguyên như ao nước, dòng chơi mãnh liệt, bị hắn cường thế nuốt hết. Không hổ là vĩnh hằng thể hai mạch truyền thừa, hai loại bản nguyên, cũng không bài xích, cũng không có chút nào khúc mắc, tựa như hai đầu giang hà, tràn vào cùng một mảnh biển cả, mà thể phách của hắn, chính là biển cả. Ngô! Hai quyển nguyên tương dung, có đáng sợ sức mạnh diễn sinh. Đó là huyết mạch chi lực, bởi vì thần nguyên dung nhập lấy tăng cầm. Bây giờ nhìn hắn thể nội, là ánh vàng rực rỡ một mảnh, toàn thân, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch. Bao quát chảy tràn mỗi một giọt máu, đều nhuộm sán sán vàng rực, toàn bộ cũng như hoàng kim núc nóng. Cương cân thiết cốt sao? Bên cạnh thân chiến thiên đi, Tăng Khai Mâu xem xét. Nguyên nhân chính là khoảng cách tương đối gần, hắn mới rất cảm thấy kiềm chế. Không hoàn chỉnh vĩnh hằng huyết mạch, đều có uy thế cỡ này, nếu là không thiếu sót huyết thống, nên có nhiều bá đạo, thế nhân thật không lừa hắn, trong truyền thuyết vĩnh hằng, đích xác có thể xưng một mạch nghịch thiên cấp truyền thừa. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Tiếng sấm bất giác vang lên, lôi điện tại Triệu Bân thể phách xé rách. Đây là nhục thân mạnh đến nhất định cấp bậc cảnh tượng, thần nguyên tương dung sau đó, bá đạo huyết mạch lực lượng, có chút cường thế vì hắn rèn luyện thể phách, đó là trong trong ngoài ngoài, không khác biệt rèn luyện. Ngô! Triệu Bân còn tại kêu rên, khóe miệng chảy máu không ngừng. Sức mạnh quá kinh khủng, khí huyết quá bàng bạc, để cho hắn toàn bộ thể phách, đều dấy lên màu hoàng kim liệt diễm. Đem trong cơ thể hắn còn sót lại ô túy cùng tạp chất, sát ý cùng cấu trần, hết thảy luyện ra bên ngoài cơ thể. Ba, ba. Dạng này âm thanh, chỉ một mình hắn nghe thấy. Lại là tu vi tiến giai, mà lại là liên tiếp đột phá, cứ thế tại mấy cái nháy mắt giết đến đệ bát trọng, thuế biến nương theo dị tượng, là vô cùng ảo diệu, cổ lão đạo âm, cũng tựa như tiên khúc. Thành anh em kết bái bái sớm. Chiến thiên đi một tiếng nói thầm, có chút hối hận. Đem so với phía trước, tiểu tử này huyết mạch tinh túy quá nhiều. Nói tinh túy cũng không xác thực, cái này mẹ nó chính là huyết mạch phục cổ, nếu là hắn không nhìn lầm, cái này gà mờ vĩnh hằng, tăng dung quá vĩnh hằng linh thể tiên cốt, tăng thôn quá vĩnh hằng đạo thể linh huyết, bây giờ lại tới vĩnh hằng thần thể bản nguyên, càng thêm kích phát loại kia cổ lão niết bàn. Khó tránh khỏi, cái này hàng rời huyết thống, năm nào thật có thể lột xác thành vĩnh hằng thể. Vĩnh hằng thể a, cái kia bức cách liền chói mắt. Vĩnh hằng thần tôn chính là một cái tiền lệ. Thế nào liền không có sinh đến ta thời đại kia đâu. Chiến thiên đi lại một tiếng nói thầm, cái kia gương mặt tiếc nuối. Vĩnh hằng truyền thừa tất cả tuyệt đại nhân kiệt, cùng giai bất bại truyền thuyết chưa bao giờ bị phá vỡ qua. Nếu bọn họ cùng chỗ một đời, trước kia tranh thiên bảng xếp hạng lúc, đánh chắc chắn rất náo nhiệt. Răng rắc, chiến thiên đi đang suy nghĩ lúc, chợt thấy Triệu Bân thể phách nứt ra. Một màn này không có dấu hiệu nào, chỉnh hai người đều trở tay không kịp. Ngắn ngủi ba lượng trong nháy mắt, Triệu Bân vinh quang mặt mày khuôn mặt, dần dần mất từng vệt hồng nhuận, như hoa thảo tàn lụi, dần dần lộ ra khô cho chi sắc, còn có hắn như thác nước tóc đen, cũng theo đó biến hoa dâm, ti ti lũ lũ rụng, đáng sợ nhất chính là da thịt, tựa như một bức quanh năm không tu vách tường, đã nứt ra loang lổ khe hở, đang từng cục rớt xuống, không có nửa điểm sinh cơ. Còn chưa xong. Gân mạch cùng xương cốt của hắn, cũng vỡ vụn rất nhiều. Còn có thể nội dòng chơi huyết, cũng cởi ra kim sắc, bịt kín ô quang, liên miên chảy tràn đi ra, đáng sợ như thế một hình ảnh, giống như một người đang giải thể, đang tại biến thành thịt nát nát vụn cốt. Gì tình huống? Triệu Bân trên dưới vòng nhìn, đây là muốn biến thành một bãi thịt nát sao? Cứ nói một chốc lát này, hắn nghiễm nhiên đã không có người hình. Hắn muốn tái tạo thể phách, làm gì luyện thể thuật vô hiệu? Ngay cả vạn pháp trường sinh quyết cũng đều mất năng lực, mặc hắn bí pháp huyền ảo, mặc hắn nội tình hùng hậu, bây giờ đều ngăn không được thịt cùng cốt dụng. Tế thiên tuyệt mệnh, chiến thiên đi hai mắt híp lại. Gì tế thiên tuyệt mệnh, Triệu Bân không hiểu ra sao. Cái gọi là tế thiên tuyệt mệnh, chính là một loại tự thân kiếp, thành công thuế biến, chính là tạo hóa vô hạn, thuế biến thất bại, chính là hồn tử đạo tiêu tan, tương tự với thiên kiếp. Chiến thiên đi giản lược tường thuật tóm lược. Thế gian vẫn còn có kiếp số như thế, chưa từng nghe thấy cái nào. Người chưa từng nghe qua cũng bình thường, bực này kiếp sớm tại vạn cổ phía trước liền đã trừ khử không thấy. Trừ khử không thấy. Không người biết nguyên do,
nên bị sâu xa thăm thẳm pháp tắc đào thải, đạo lý tựa như một ít huyết mạch, vì thiên địa chỗ không dung, bị cưỡng ép tuyệt tích, cổ lão trong truyền thuyết, cái cuối cùng độ tế thiên tuyệt mệnh, là hỗn thời cổ đại Thái Dương thần, hắn sau đó thật đúng là chưa từng nghe qua có ai độ kiếp nạn này. Ta đây là chúng giải sao? Triệu Bân có chút mơ hồ, vô ý thức nhìn về phía mây khói. Mây khói thì lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, chiến thiên đi nói một chút cũng không giả, kiếp số này sớm đã diệt tuyệt thế gian, thế nào cái lại lần nữa diễn ra, là thiên địa càn khôn đại biến. Vẫn là sâu xa thăm thẳm pháp tắc xảy ra vấn đề. Vô luận là một loại nào, đều chú định Triệu Bân muốn tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Tế thiên tuyệt mệnh cũng không là bình thường kiếp, nhìn mặt chữ ý tứ liền biết không tốt độ. Ngô! Triệu Bân kêu đau một tiếng, bị bại thân thể, thật thành thịt nát nát vụn cốt. Chiến thiên đi đứng lên, lại còn lui một bước, trong mắt của hắn Triệu Bân, bởi vì tế thiên tuyệt mệnh kiếp, đã biến người không ra người quỷ không ra quỷ, mảng lớn ra thịt rụng, hơn phân nửa thịt xương hư thối, trước đó không lâu còn vàng óng ánh vĩnh hằng huyết, bây giờ cũng mất sinh linh khí, tựa như một bãi tử thủy. Tuyệt tích kiếp số, sao lại tái hiện thế gian? Không chỉ mây khói nghi hoặc, chiến thiên đi đầu óc cũng mơ hồ. Nói thực ra, kiếp nạn này hiện thế, cũng không phải tốt dấu hiệu. Thủ vững đạo tâm, mây khói cùng chiến thiên đi chăm miệng một lời, đã tự thân kiếp số, ngoại nhân liền giúp không được gì. Không cần hắn nhóm nhắc nhở, Triệu Bân cũng tại cố thủ tâm đài, đã giống thiên kiếp, liền tuyệt không thể có nửa phần hoảng thần, bất luận cái gì một cái chớp mắt hoảng hốt, đều có thể thân hủy thần diệt, trong lòng của hắn có đếm. Không ai dám quấy rầy hắn, chiến thiên đi yên tĩnh mong nhìn, mây khói cũng trầm mặc không nói. Tuế nguyệt cách quá lâu, từ Thái Dương thần sau đó, liền không ai thấy qua kiếp số này, bọn hắn cái gọi là lịch duyệt, phần lớn đều bắt nguồn từ nghe đồn, đến tột cùng như thế nào mới tính vượt qua kiếp nạn này, không thể nào biết được. Thật là dọa người cái nào. Long Uyên run lên một cái, tiên lôi cũng giật cả mình. Nhìn nó ra chủ người, nghiễm nhiên đã thành một bộ xác thối. Nói xác thối, coi như tương đối hàm xúc. Bởi vì giờ khắc này Triệu Bân, so xác thối dọa người hơn, đó là nửa bên thân thể khô héo, nửa bên nhục thân huyết lâm, như là xương vai, khuôn mặt cùng lồng ngực, cũng chỉ còn mấy khối thịt nhão dính tại trên đầu khớp xương. Hắn như một tôn bị tuế nguyệt phong hóa tượng đá, pha tạp bên trong lộ ra rách nát, hắn cũng như một đóa tàn lụi hoa, toàn thân trên dưới, trong trong ngoài ngoài, bao quát nguyên thần chân thân, đều lồng mộ lấy khô tử chi khí. Chiến thiên đi là quần chúng, lông mi nhíu chặt. Mây khói cũng là người chứng kiến, đầy mắt lo nghĩ. Bọn hắn nhìn rõ ràng, Triệu Bân sinh cơ cực dương tận diệt vong, bị khô tử chi khí bao phủ. Còn có hắn nguyên thần, cũng tại cực tốc lạc hậu, vô luận từ chỗ nào nhìn, cũng giống như đại nạn sắp tới, kiếp số lực lượng đáng sợ, phảng phất như đao tuế nguyệt, muốn đem hắn xếp vào lịch sử bụi trần. Không có người biết, hắn bây giờ là nhắm mắt vẫn là mở mắt, bởi vì, trong mắt của hắn cũng đã hóa thành nhuốm máu thịt nát. Huyết thủy cùng với thật nhỏ thịt băm, đang thuận theo khóe mắt của hắn, hướng xuống chảy tràn. Triệu Bân tâm thần, rơi vào hắc ám. Hắn đã thấy không rõ sự vật, cũng đã không nhìn thấy hồng trần. Hắn không có đau cảm giác, chỉ biết ý thức đang bị kéo vào một tòa vực sâu không đáy. Băng lãnh cùng tĩnh mịch, tập kích đầy tâm cảnh của hắn. Hắc ám cùng hắn thường bạn, dần dần từng bước xâm chiếm hắn sinh mệnh chi hỏa. Trong cơn mông lung, hắn bừng tỉnh giống như trông thấy một bóng người, đứng ở mờ mịt tối đỉnh, như thế gian chúa tể, quan sát chúng sinh, trên người hắn mỗi một sợi quang, đều rất giống tại chiêu cáo thế gian, uy nghiêm của hắn, không thể ngỗ nghịch. Thượng thương sao, Triệu Bân trong lòng một lời. Người kia như đứng ở tuế nguyệt phần cuối, xa xôi đến chỉ có thể nhìn mà thèm. Tại thượng thương quan sát phía dưới, hắn cảm giác mình tựa như một hạt bụi. Vì này nho nhỏ động hư cảnh, mở lại tế thiên tuyệt mệnh. Có như thế một tiếng lẩm bẩm ngữ, truyền lại từ cổ lão Niết Bàn Tinh. Là tiên giới chế tài giả, cách vô tận hư vô mong nhìn chí tôn thành. Thật lâu, hắn mới thu con mắt, cất tay nhìn phía thương miểu, ánh mắt sáng tối chập chờn. Thượng thương sao? Triệu Bân nếu như cử chỉ điên rồ, biến lại nhải. Hắn lòng đầy nghi hoặc, phàm độ kiếp nạn này giả, đều có thể trông thấy thượng thương. Không có người cho hắn đáp án, sợ là vượt qua kiếp nạn này người. Sớm đã tỏa hóa rất nhiều năm. Thủ vững đạo tâm. Vẫn là câu nói này, tại Triệu Bân bên tai vang vọng. Chính là cái này một lời, để cho cử chỉ điên rồi Triệu Bân trở về bản thân. Hắn nghe ra được,
đó là Nguyệt Thần âm thanh, so với hắn trong trí nhớ muốn cổ lão. Hắn nghe không giả, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Là thượng thương tại quấy phá, mới có một câu như vậy thủ vững đạo tâm. Ngươi, cuối cùng chịu hiện thân. Đợi ta ra luân hồi, thứ nhất chảm ngươi. Bằng ngươi, bằng ta đã từng vì thiên đạo. Ly kỳ đối thoại, không người nghe thấy. Nhưng minh mông tam giới, lại bởi vì cái này giải rác mấy ngữ mà một hồi lắc lư. Những thứ này, Triệu Bân cũng không biết. Hắn tâm thần đã thanh minh, cuối cùng là thoát ly hắc ám. Hắn cho là ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, ngoại giới đã là 7-8 ngày. Trong lúc đó, thân thể của hắn còn đang không ngừng nát giữa. Chớ nói Long Uyên cùng Tiên Lôi, liên chiến thiên hành đều không nhìn nổi. Cái này tế thiên tuyệt mệnh kiếp, tuy không động tĩnh lớn, lại so lôi kiếp hù dọa người nhiều hơn, như vậy chết héo, chợt nhìn giống như một người chết, không có hô hấp, không có tim đập, càng không có sinh linh chi lực. Đạo tâm không chết, thân người bất diệt. Cái này 8 chữ, cũng thích hợp với tế thiên tuyệt mệnh. Mặc cho khô diệt chi khí bao phủ, mặc cho hủy diệt chi quang tàn phá bừa bãi, hắn chỉ cố thủ tâm đài. Không ổn a. Chiến thiên đi lại nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Bân. Vĩnh hằng tiên thể sinh mệnh chi hỏa, muốn tiêu diệt. Cùng với bất đồng chính là, mây khói lo nghĩ hóa thành kiên định, nàng đồ nhi là xông qua hồng trần lộ người, có bất diệt chấp niệm, dù là hạt gạo một dạng sinh mệnh chi quang, cũng có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Sư tôn có thơ này tâm, đồ nhi đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng. Nhìn Triệu Bân sinh mệnh chi hỏa, đã ở trong tuyệt cảnh một lần nữa dấy lên. Phía sau, chính là mục nát hóa thần kỳ. Nhìn hắn thối giữa thể phách, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, dần dần thuế biến lấy tân sinh thịt xương, sinh cơ tùy theo tỏa sáng, một bộ thân thể mới, đang từ trong thịt nát nát vụn cốt chậm rãi mọc ra. Cái này, hẳn là một cái cảnh nổi tiếng. Chiến thiên đi nói, tiện tay xách ra ký ức tinh thạch. Đầu hẹn gặp lại tế thiên tuyệt mệnh, hắn phải chụp cái toàn bộ làm kỷ niệm. Cái này cái gọi là toàn bộ. Từ cũng bao quát Triệu công tử tân sinh thân thể. Đã tân sinh thân thể đi, cái kia tất nhiên là toàn thân trên dưới quang không lưu thu. Chân tàng bản, thiên hạ phần độc nhất. Lại nhìn trong mộng mây khói, lúc này sợ là quên cái gì là thận trọng, lại không tự chủ, như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, nhìn nhiều như vậy vài lần, thậm chí là gương mặt nóng lên, lại đều hồn nhiên không biết, nói thực ra. Nàng đồ nhi dáng người cũng không tệ lắm, toàn thân đều bóng loáng. Khá lắm cương cân thiết cốt. Khá lắm vĩnh hằng tiên thể. Chiến thiên đi gỡ tay áo, như một cái tận tụy chiến trường tiểu phóng viên, cầm ký ức tinh thạch, 360 độ chuyển cái vòng nhi chụp, đối với một cái vị trí nào đó, còn lại tới nữa mấy cái đắc tả. Bất quá, trong miệng hắn cương cân thiết cốt, nói đích xác không có tâm bệnh. Triệu Bân tân sinh thể phách, như hoàng kim đúc nóng, xứng đáng 4 chữ này. Vẫn là đâm lôi điện, lại tại Triệu Bân bên ngoài thân xé rách. Dung thần nguyên, là một cái tiểu thuế biến, vượt qua tế thiên tuyệt mệnh, nhưng là một cái đại niết bàn, nhục thân thể phách đã là vô cùng bá đạo. Vẫn là vĩnh hằng dị tượng, lần nữa xen lẫn diễn hóa. Vẫn là ảo diệu đạo âm, lại như tiên khúc vang vọng thiên khung. Hắn như một tôn thần minh, quang huy lồng mộ, liền từng sợi tóc dài, đều nhuộm đầy màu hoàng kim quang, nhìn mi tâm đạo kia vĩnh hằng bí văn, bây giờ lại đi nhìn, cũng so với trước kia nhiều cổ lão hàm ý. Đây không phải vĩnh hằng tiên thể bí văn. Chiến thiên đi ngừng quay chụp, liền nhìn chằm chằm Triệu Bân mi tâm nhìn. Hắn là càng xem ánh mắt càng kỳ quái, cái này gà mở vĩnh hằng tiên thể, trải qua tế thiên tuyệt mệnh, có vẻ như đã biến thành một cái gà mở vĩnh hằng thể, cái kia bí văn chính là chứng minh tốt nhất. Hàng rời vĩnh hằng, thật mẹ nó có ý tứ. Chiến thiên đi thổn thức không thôi, hôm nay lớn khai nhãn giới. Ngày thứ 9, Triệu Bân chậm rãi mở con mắt. Phá trước rồi lập cảm giác, quả thực mỹ diệu. Độ một hồi tế thiên tuyệt mệnh, cả người đều tinh thần tỏa sáng. Trẻ tuổi chính là tốt. Chiến thiên đi cất tay, thần sắc lời nói ý vị sâu xa. Nói chuyện cứ nói, hắn còn tại Triệu công tử trên thân ngắm tới ngắm lui, tiểu tử này rất tinh thần, tiểu tử này tiểu tử, so với hắn sáng láng hơn, lột xác một hồi, cái kia hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang, phong hoa vừa vặn, khí huyết đang lên rừng rực. Này hàng hẳn là cưới một cái xinh đẹp con dâu mới đúng. Triệu Bân nghe một mặt không hiểu. Cúi đầu xem xét mới biết thân thể trần truồng. Hắn trơn tru đứng dậy, tiện tay một kiện đạo bào. Đang mặc quần áo lúc, hắn còn quỷ thần xui khiến liếc mắt nhìn mộng cảnh, mặc dù hắn gì cũng không nhìn thấy,
nhưng hắn cái nhìn này, lại nhìn mây khói một hồi bối rối, lửa nóng gương mặt đã là đỏ rực. Tới, nhìn cái này. Chiến Thiên đi xông tới, trong tay còn cầm một chiếc gương, đặt ở Triệu Bân trước mắt. Nhìn mình trong gương, Triệu công tử lông mày trao lên, càng chú ý mi tâm đạo kia bí văn, tựa như cùng lúc trước không ra thế nào một dạng, nhuộm huyền ảo hàm ý, như một đạo bất diệt lạc ấn. Cái này, Triệu Bân không rõ ràng cho lắm. Ngươi thăng cấp, Chiến Thiên đi cười cười. Thăng cấp, gà mờ vĩnh hằng tiên thể, lột vỏ thành gà mờ vĩnh hằng thể. Không có khả năng, ta bản nguyên cực độ không trọn vẹn, như thế nào phục cổ vĩnh hằng thể. Cho nên mới nói gà mờ. Chiến Thiên đi chậm chậm nói, ngươi nên cảm tạ Tế Thiên tuyệt mệnh, nó tái hiện nhân gian, chính là pháp tắc phóng khoán giới hạn, cái này mới có tuyệt tích huyết thống về lại thiên địa, ngươi là đại khí vận cái nào. Hết lần này tới lần khác thuế biến lúc, đụng phải tự thân kiếp số niết bàn. Triệu công tử nghe mơ mơ hồ hồ, nhưng đạo lý cũng không khó hiểu. Nói trắng ra là ách nạn cùng với tạo hóa, kiếp số tháo gông xiềng. Hắn là dẫm nhầm cướp chó, huyết mạch không để ý thăng lên cái cấp. Hắn nắm chặt song quyền, bàn tay ở giữa lôi điện xé rách, bàng bạc sức mạnh rong chơi trong đó, có thuê biến có niết bàn, có cơ duyên có tạo hóa, đem hắn chiến lực cùng tâm cảnh, lại đẩy tới một cái đỉnh mới. Lần này Chí Tôn thành, quả nhiên không uổng công. Người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, Triệu Bân cười tặc thơm ngọt. Nói đến Chí Tôn thành, hắn ngước mắt vòng nhìn về phía tứ phương, trong thành càn khôn so với trước kia càng hỗn loạn, thiên là sấm chớp rền vang lờ mờ. Thiên phía dưới nhưng là bừa bộn một mảnh, không gặp lại một tòa hoàn chỉnh núi, không gặp lại một đầu sạch sẽ dòng sông, thật tốt thần minh phủ đệ, nghiễm nhiên thành phế tích. Liền cái này, tiếng ầm ầm vẫn như cũ không dứt. Hắn biết, thành này muốn triệt để hủy diệt. Từ tứ phương thu con mắt, hắn lại vòng nhìn đình nghỉ mát. Trong phế tích duy nhất tịnh thổ, cũng là trong khốn cảnh đường ra duy nhất. Thời gian không nhiều lắm. Chiến Thiên hành thâm hít một hơi, liếc mắt nhìn Thương Miểu. Hắn có thể nhìn ra, Triệu Bân cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra. Tối đa 3 ngày, Chí Tôn thành nhất định hủy, trong thành người, như 2 người bọn hắn, từ cũng đi theo chôn cùng. Lại một lần, 2 người tiến tới thế cuộc phía trước. Bọn hắn muốn sinh lộ, liền tại đây trong bàn cờ. Người kỳ nghệ như thế nào? Chiến Thiên đi hỏi một câu. Vẫn được, Triệu Bân 2 chữ này, nói có phần không có sức. Cùng người bình thường đánh cờ. Hắn có tự tin so chiêu, nhưng hôm nay bàn cờ này, là xuất từ thần minh chi thủ, này liền chớ bàn những thứ khác, còn nhớ kỹ lúc trước, hắn ngông cuồng thả một quân cờ, tại chỗ bị đánh bay, suýt nữa ép thành một hồi tử kiếp. Ta, cũng vẫn được, Chiến Thiên đi ý vị thâm trường nói. Đây là tương đối kín đáo thuyết pháp, vẫn được chính là rất dở. Nói cho cùng, 2 người bọn họ là một loại người, cũng là có thể đánh lại có thể kháng chủ, nhưng nếu luận kỳ nghệ, chính là một cái khác chuyện xưa. Cơ hội chỉ một lần, 2 người cũng không dám lỗ mãng. Thậm chí là, nhìn một ngày một đêm, bọn hắn cũng không dám xuống tay. Đồng dạng nhìn lại, còn có trong mộng mây khói, nàng bản tôn đối với mộng đạo rất có lĩnh hội, đối với đánh cờ, lại là không thể nào tinh thông, càng không nói đến, đây là thần minh lưu lại thế cuộc. Còn sót lại một ngày, 2 người tâm cảnh cũng khói mù lồng mộ. Từ đình nghỉ mát ra bên ngoài đi xem, tứ phương thiên địa đã chân chính thành phế tích. Không gặp lại tiên sơn, không gặp lại chim hót hoa nở, khí tức hủy diệt, đang từ từ hướng cái này lan tràn, thời khắc đều có thể bao phủ đình nghỉ mát. Giống, cùng với một tiếng long ngâm, hung vật thương long hiện thân. Phía sau, chính là Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân. Tất cả hình thể to lớn, tất cả nguy nga như núi, bọn chúng là Chí Tôn thành thủ hộ thần thú, cũng biết đi theo tòa thành trì này, mà triệt để hủy diệt. Nhưng, trước đó... Dám can đảm có người gia đình nghỉ mát, ắt gặp bọn hắn công phạt. Hung vật sau đó, chính là huyết linh, như từng cái lệ quỷ, từ lòng đất leo ra, ô ương ương, từ 4 phương 8 hướng, hướng đình nghỉ mát vây tới, huyết sắc trong mắt, giấu đầy bạo ngược cùng hung ác. Triệu Bân cùng Chiến Thiên đi còn đứng ở bàn cờ phía trước, như pho tượng không nhúc nhích tí nào. Hủy diệt sắp xảy ra, bọn hắn cần mau chóng phá cục, bằng không chắc chắn phải chết. Đột nhiên. Giữa thiên địa vang lên đạo thanh âm, không biết đến từ đâu, mờ mịt mà cổ lão. Cùng với đạo âm, bàn cờ nhẹ chấn động một cái, bày tại trên đó quân cờ, tất cả ánh sáng nở rộ, như từng khỏa ngôi sao nhỏ, lập lòe mễ lạp chi huy, vô tận đạo uẩn tiềm ẩn trong đó. Đại đạo thiên cục, 2 người tất cả lẩm bẩm ngữ,
trong mắt đều có hiểu ra chi quang đang lóe lên. Cửu đỉnh chí tôn dụng ý, hai người bọn hắn tựa như hiểu rồi một chút. Hủy diệt vẫn là trùng sinh, táng thân vẫn là niết bàn, đều tại cờ đã trúng. Siêu. Phía trước hai người, đều nhiều hơn một cái màu trắng quân cờ, có cổ lão hàm ý rong chơi. Rất rõ ràng, bọn hắn chỉ có phóng hai khỏa quân cờ cơ hội, hoặc là phá cục hoặc là bị thua. Cùng lắm thì chết. Chiến thiên đi cầm một con cờ, đặt ở trên bàn cờ. Khác với lúc đầu chính là, bàn cờ cũng không đem bọn hắn đánh bay. Hoặc có lẽ là, chân chính đánh cờ vừa mới bắt đầu. Chiến thiên đi rơi xuống một khỏa bạch tử, trên bàn cờ thì nhiều một khỏa hắc tử. Đó là cửu đỉnh chí tôn buông xuống quân cờ, sớm tại rất nhiều năm trước liền đã thả xuống, chỉ có điều, chân chính đánh cờ lúc, nó mới có thể hiển hóa, thần minh mặc dù táng diệt, nhưng cờ bên trong tàn niệm vẫn còn. Cùng thần minh đánh cờ sao? Triệu Bân thầm nghĩ, cũng đưa tay rơi xuống một khỏa bạch tử. Đồng dạng, trên bàn cờ lại liền nhiều một khỏa hắc tử. Hai người nhìn tất cả nhíu mày, bọn hắn có vẻ như đã không quân cờ có thể dùng. Không quân cờ, lấy cái gì cùng với đánh cờ? Tìm đường sống trong chỗ chết, chiến thiên đi một tiếng âm vang. Hắn lại hóa thành một quân cờ, bay vào đại đạo trong bàn cờ. Bàn cờ ông run lên, cũng không đuổi hắn, thần minh tán thành con cờ này. Đã tán thành, trên bàn cờ liền lại nhiều một khỏa hắc tử, sử thiên địa biến sắc. Tìm đường sống trong chỗ chết. Chiến thiên được, Triệu Bân cũng đã nói một lần. Hắn cũng hóa thành một khỏa cờ, rơi vào thiên cục. Khác với lúc đầu chính là, bàn cờ không lại xuất hiện hắc tử. Oanh! Tiếng sấm vang vọng, toàn bộ chí tôn thành đều tại sụp đổ. Duy nhất không biến là bàn cờ, vẫn như cũ vững vàng đặt tại cái kia. Nó tựa như nhiều linh trí, mỗi một con cờ đều rất giống biến tươi sống. Bàn cờ biến thành một mảnh chiến trường, quân cờ đen trắng đang chém giết lẫn nhau, có cổ lão dài dòng tiếng chống trận, cùng với tựa là hủy diệt oanh minh, cùng với ảo diệu đại đạo thiên âm, vào trong đó vang vọng không dứt. Triệu Bân lại hiện thân nữa, đã là một mảnh mờ tối tinh không. Hắn lúc rơi xuống, chiến thiên đi đang xử tại tinh không cái kia nhìn tứ phương. Triệu Bân một bước đứng vững, cũng là theo bản năng vòng mong, vô tận thị lực cũng không nhìn thấy tinh không phần cuối, có chỉ là lờ mờ, còn có một hai đạo ánh sao yếu ớt, tại trong cô quạnh lấp lóe. Đã xuất chí tôn thành, Triệu Bân hỏi một câu. Còn tại thiên trong cục, chiến thiên hành thâm hít một hơi. Thời gian lâu dài, Triệu Bân cũng phải gặp manh mối, cái này hình như là một mảnh không gian kỳ dị. Hoặc có lẽ là, đây là cờ trung tiểu thế giới, bọn hắn làm quân cờ, mới rơi xuống nơi đây. Hai người đều mở ra bước chân, mang theo kiếm vừa đi vừa nhìn, cũng là một đường đi một đường kêu gọi, tứ phương không có hồi âm, cũng giống như thật sự không có điểm cuối, đi đến đâu cũng là mênh mông vô bờ. Đây coi là cái gì? Hai người không chỉ một lần vào đầu. Đã nói xong thế cuộc, đây là mấy cái ý tứ. Ân, đi tới một mảnh tinh không. Hai người đều đột nhiên định thân. Mảnh này mờ tối thế giới, cuối cùng là có như vậy một tia khác thường, hơn nữa còn bốn phương tám hướng đều có, giống thiên quân vạn mã tại tùy ý lao nhanh, có lẽ là quá nhiều người, đạp tinh không đều một hồi lắc lư. Chờ khoảng cách tới gần, mới mơ hồ thấy rõ. Thật sự là thiên quân vạn mã, có chiến kỳ hô liệt. Triệu Bân cùng chiến thiên đi tất cả tâm thần cự chiến, bởi vì cái kia thiên quân vạn mã tựa như là chạy bọn hắn tới. Cổ lão sát phạt chi khí, tạo thành một loại đáng sợ uy thế, đụng bọn hắn cũng đứng bất ổn. Không thấy máu không để đi a. Triệu Bân nắm chặt Long Uyên, một cái chớp mắt chiến lực toàn bộ triển khai. Chiến thiên đi mặc dù không đầy đủ, nhưng đầu óc không có vấn đề, tự có thể nhìn ra đây là gì cái cục diện. Đại đạo thiên cục đi, người vì quân cờ, bàn cờ chính là chiến trường, đây là sau cùng đánh cờ. Chiến, cùng với âm vang vừa quát. Hai người một trái một phải công về phía thiên quân vạn mã. Mây khói là duy nhất quần chúng, thấy là tựa như biển bóng người, Triệu Bân cùng chiến thiên đi bị dìm ngập trong đó, tựa như cực kỳ nhỏ bé, một câu nói, muốn sống ra ngoài, liền dùng huyết cốt phô ra con đường kia. Oanh, phanh, đại chiến là thảm thiết, huyết hoa tách ra đầy tinh không. Triệu Bân cùng chiến thiên đi cũng là thảm thiết, tất cả đã tắm máu tươi, giết đến điên cuồng nhất, sống tiếp chấp niệm. Là bọn hắn chiến ý cội nguồn, hoặc là đi ra tinh không, hoặc là táng diệt cờ bên trong, bọn hắn không có viện quân, chỉ có liều chết mệnh một trận chiến, đi đọ sức đầu kia sống sót đường đi ra ngoài. Vô cùng vô tận sao?
hai người tựa lưng vào nhau, mong không thấy thiên quân vạn mã phần cuối. Thân ở trong mộng mây khói, nhìn thật hơn cắt, không tệ, chính là vô cùng vô tận, liên miên địch nhân gục xuống, cũng là liên miên địch nhân đánh giết đi lên, bọn chúng là cờ hồn, là cờ bên trong sát lục. Chậc chậc chậc, ngoại giới có chặt lưỡi âm thanh, truyền lại từ niết bàn cổ tinh. Vẫn là tiên giới chế tài giả, có thể rõ ràng trông thấy chiến trường. Cửu đỉnh chí tôn là một gia loại nổi bật thần, thích nhất loè loẹt, cái kia không phải đại đạo thiên cục, rõ ràng chính là một cái hố, không biết bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt táng diệt trong đó, hóa thành cờ hồn. Lão quan nhi, cho ta xem tiểu tử kia. Thế gian có chuyện truyền lên, là phàm giới chế tài giả. Hắn vẫn như cũ có tư tưởng, ưa thích tại hơn nửa đêm câu cá. Tiếng kêu ra ra. Tiên giới chế tài giả cũng là có ý tứ, há mồm liền ra một câu như vậy. Nến trống không mặt mo trong nháy mắt đen cái cực độ, cái nào đó chế tài giả có chút phiêu. Phát hỏa về phát hỏa, hắn vẫn là đè xuống xúc động mà chửi thề, phật tay lấy một tôn kim sắc tiểu tháp, mộc ở dưới ánh sao, lóe kỳ dị thần huy, cổ lão khí tang thương, giấu đầy đạo uẩn. Cái đồ chơi này, người là rất hiếm có. Nến khoảng không tay trái nắm cần câu, lòng bàn tay phải treo bảo tháp. Tiên giới chế tài giả hai mắt híp lại, giống như có thể cách càn khôn hy vọng, trông thấy tôn kia màu vàng tiểu tháp, nguyên nhân chính là trông thấy, hắn mới lông mày trao lên, lão trong mắt còn ẩn giấu vẻ kinh ngạc chi quang. Thì ra tại ngươi cái này, tiên giới chế tài giả ngừng lại dựng râu trợn mắt. Cho ta xem tiểu tử kia, vật này chính là ngươi. Nến khoảng không chậm chậm nói. Này làm sao có ý tốt, tiên giới chế tài giả trong nháy mắt vui tươi hớn hở. Hắn xem trước một mắt mờ mịt hư vô, mới làm thần cấp bí pháp. Đại đạo thiên trong cục một màn, bị hắn lạc ấn trở thành một hình ảnh, Triệu Bân thân ảnh là đặc tả, cũng là phá lệ chói sáng bắt mắt, trừ bỏ bị chùy có chút thảm, khác không có gì mau bệnh. Hắn vung tay lên, đem bức họa này mặt truyền về nhân gian. Nến khoảng không cũng là có phần giảng tín nghĩa, thật sự cho kim sắc bảo tháp. Tiên giới chế tài giả không còn khắc mộc điêu, cầm tiểu tháp biến mất không thấy gì nữa. Bên này, nến khoảng không đã bóp nát lạc ấn, đem đại đạo thiên trong cục một màn, diễn trở thành một bộ hình ảnh, hắn không phải duy nhất quần chúng, hắn bên cạnh thân còn có cái tiểu nha đầu, nói cho đúng là Liễu Như Tâm. Triệu Bân. Liễu Như Tâm nghẹn ngào, đã là lệ rơi đầy mặt. 100 năm, nàng cuối cùng là nhìn thấy trượng phu của nàng. Đại đạo thiên cục. Nến khoảng không vuốt râu một cái, một mắt liền nhìn ra Triệu Bân ở đâu. Nói thực ra, đó cũng không phải là nơi tốt, táng qua rất nhiều nhân kiệt. Lạc ấn hình ảnh là ngắn ngủi, rất nhanh liền biến mất nhị không thấy. Liễu Như Tâm hai mắt đẫm lệ, đầy mắt khao khát nhìn xem nến khoảng không. 100 năm nhớ thương, chỉ một đạo hình ảnh sao đủ bổ khuyết tưởng niệm. Lão phu hoàn thành hứa hẹn, đổi lấy người thực hiện lời hứa. Nến khoảng không thả cần câu, tùy theo một tay bóp một cái ấn quyết. Hắn cũng không phải vô duyên vô cớ cho Liễu Như Tâm nhìn Triệu Bân, giữa bọn hắn là có điều kiện trao đổi, cũng không phải đại sự gì, đơn giản chính là đem Như Tâm đưa đi âm tào địa phủ lấy chút đồ vật. Như chuyện như thế, hắn trước kia đã từng để cho Triệu Bân làm qua. Vì một bát minh hà thủy, hắn liên lụy một cái nhân tình. Không có cách nào, minh thần tên kia khó chơi, lại nhìn hắn rất không vừa mắt, muốn tìm cái kia hàng muốn cái gì, môn cũng không có, bất đắc dĩ. Hắn đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đưa một dưới người đi trộm đạo cầm. Vãn bối tất nhiên là nhớ kỹ, Liễu Như Tâm vội vàng hoảng trà sát nước mắt. Nàng muốn đi âm tào địa phủ, hơn nữa còn phải sống trở lại nhân gian. Chỉ cần còn có thể sống được trở về, liền còn có hy vọng cùng thần làm giao dịch. Ông, cùng với một tiếng vù vù, có một phiến màu đen môn trống ra. Liễu Như Tâm một bước đi vào, chạy về phía cái kia hắc ám vực sâu. Tiên giới chế tài giả thì cầm một cái la bàn, bên trên có một cái điểm trắng, đại biểu là Liễu Như Tâm, lần trước là Triệu Bân tự tiện chủ trương, mới quấy rầy minh thần, cái này hắn làm vạn toàn chuẩn bị. Ai sẽ nghĩ đến, ngắn ngủi này thời gian một nén nhang, đại đạo thiên cục đã là 10 năm thời gian. Không tệ, thiên cục tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới khác biệt, cửu đỉnh chí tôn thông thời gian pháp tắc. Tốc độ chảy khác biệt không sao, có thể thảm Triệu Bân cùng chiến thiên đi. Mờ tối trong tinh không, bọn hắn đã cứng rắn chiến 10 năm. 10 năm tuế nguyệt, đã đem bọn hắn thương thương tích đầy mình. Thế nhưng thiên quân vạn mã, nhưng như cũ là cuồn cuộn không dứt tới. Thật muốn mài chết mới tính xong.
trong mộng mây khói, gương mặt trắng bệch vô cùng. Hai người chiến 10 năm, nàng cũng nhìn 10 năm. Cái này đã không phải đánh cờ, cũng đã không phải đại chiến, mà là một đầu tử lộ, cái gọi là đại đạo thiên cục, sợ là từ đầu đến cuối, chính là một cái tử cục, muốn tại băng diệt phía trước lại vây chết hai nhân kiệt. Oanh, phanh, đánh 10 năm thiên cục tử chiến, cũng như 10 năm trước như vậy thảm liệt. Nhìn bốn phương tám hướng, cổ lão chiến xa lao vùn vụt, thiên quân vạn mã bôn đằng, ô ương ương bóng người, vô cùng vô tận, bọn chúng chỉ có vô tình sát lục, muốn đem hai cái này người đánh cờ đánh thành cho mới tính xong. Chiến, Triệu Bân cùng chiến thiên làm được gào thét, so 10 năm trước khàn khàn không thiếu. Vì sống sót ra ngoài, bọn hắn đều chiến trở thành sống sờ sờ điên rồ. Chớ nói bọn hắn, liền thân là khách xem mây khói, cũng nhịn không được đau khổ. Đường ra, ở đâu? Như vấn đề này, bọn hắn đều đã hỏi 10 năm. Cái này đại đạo thiên cục, chỉ có vĩnh viễn sát lục. Cái này đại đạo thiên cục, chỉ có bọn hắn ngã xuống mới tính xong. Ông, thứ 11 năm mở ra trong nháy mắt, tinh không tại lắc lư. Nhìn tinh không phần cuối, bừng tỉnh tựa như nhiều hơn một tòa cửa lớn. Chỉ có điều, đó là một tòa hư ảo môn. Được ảm đạm tinh huy, nó là vô cùng xa xôi. Sinh môn, Triệu Bân cùng chiến thiên đi tất cả ngước mắt, vô tận thị lực đi xem. Lại là thiên quân vạn mã giết tới, không biết lần thứ bao nhiêu đem bọn hắn bao phủ. Giết, hai cái người điên gào thét, là phát ra từ linh hồn gào thét. Bọn hắn nhìn thấy hy vọng, điên cuồng hướng tòa kia môn trùng sát. Mỗi táng diệt một cái địch nhân, tòa kia môn liền sẽ ngưng thực một phần. Triệu Bân cùng chiến thiên đi phụ trách sát lục, mây khói thì phụ trách làm nghiên cứu. Nàng nhìn thấu triệt, sinh lộ cần dùng huyết cốt phô xây, sinh môn cũng cần dùng huyết cốt ngưng kết. Cửu đỉnh chí tôn, người đại gia. Chiến thiên đi một tiếng giận mắng, bịt chân 10 năm nộ khí. Triệu công tử tương đối hàm xúc, dù chưa ngôn ngữ, nhưng mây khói biết, cái này nhìn như bé ngoan người, đáy lòng nhất định cũng tại ân cần thăm hỏi cửu đỉnh chí tôn, 10 năm sát lục, chỉnh bọn hắn đều rất thất vọng. Không ai dám âm cho bọn hắn, chỉ có thiên quân vạn mã. Hai người đau khổ trèo trống, đã giết đến quên chính mình họ gì. Lộ dùng huyết cốt phô xây, môn dùng huyết cốt ngưng kết, vậy thì giết thôi. Ngoại giới, tiên giới chế tài giả đã quay về niết bàn cổ thành, mặt mo một mảnh đen kịt. Nến khoảng không cho hắn kim sắc tiểu tháp, hắn còn tại trong tay nắm, chỉ có điều, thời khắc này tiểu kim tháp, đã tiêu diệt thần huy, hơn nữa trên thân tháp, còn nổ tung một đạo yếu ớt lông châu vết rạn. Dám lừa ta! Tiên giới chế tài giả một tiếng mắng to. Cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Nến khoảng không chậm chậm nói. Hai ba trong nháy mắt sau, hắn mới bổ túc nửa câu sau, đây tuyệt đối là chính phẩm. Tiên giới chế tài giả không ngôn ngữ, sắc mặt vẫn như cũ biến thành màu đen, tiểu kim tháp là đồ thật, cái này hắn phủ nhận, nhưng trong tháp thần uẩn cùng đạo tắc, lại bị người động qua tay chân, làm hại hắn phí công một chuyến. Nến khoảng không xem thường. Còn nhìn chằm chằm la bàn nhìn. La bàn đại biểu liễu như tâm cái kia điểm trắng, đã đến chỗ cần đến. Hắn cái kia trông mòn con mắt cái nào, chỉ cần liễu như tâm không sằng bậy, minh thần thì sẽ không phát giác, minh giới chế tài giả, cùng bọn hắn khác biệt, ngoại trừ càn khôn hỗn loạn, cơ bản đều tại ngủ say trạng thái. Đáng tiếc a, trong truyền thuyết kế hoạch, không đuổi kịp trong truyền thuyết biến hóa. Hôm nay minh thần, sợ là bị nghẹn nước tiểu tỉnh rất không phải lúc. Liễu như tâm là đến chỗ cần đến, cũng lấy được chế tài giả đồ vật mong muốn, lại thật vừa đúng lúc, bị minh thần bắt được khí tức, một đạo thần minh pháp tắc xiềng xích, đem nàng cấm ở Minh Hà. Nến khoảng không, ngươi là thực sự không nhớ lâu a? Minh thần sâu xa nói. Không quan hệ chuyện của nàng, thả nàng trở về. Phàm giới chế tài giả hít sâu một hơi. Bắt ngươi bản mệnh khí để đổi. Minh thần cười nói. Ngươi, nến khoảng không cũng ngừng lại một tấm đại hắc kiểm. Tiên linh chi thể, dùng để luyện đan, nên cái lựa chọn tốt. Đồng ý ngươi một cái nhân tình, thả nàng người hồi ở giữa, hết thảy đều có thể thương lượng. Nến khoảng không hít sâu một hơi, lời nói có phần nhẹ nhàng, cũng là cực điểm hạ thấp tư thái, liền sợ một câu nói không nguyên lành, đem minh thần làm phát bực, tiểu nha đầu kia cũng không là bình thường nhân tài, thật nếu là có chuyện bất chắc, tôn kia trong truyền thuyết thần, định để cho hắn chịu không nổi. Dễ nói. Để cho nến khoảng không bất ngờ là, minh thần lại đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt. Khóa lại liễu như tâm pháp tắc dây xích, cũng theo hắn dứt lời mà giải khai.
Nến khoảng không lông mày trao lên, có chút trở tay không kịp, hôm nay Minh Thần, bề ngoài như có chút khác thường, càng là tốt như vậy nói chuyện, hắn cái này đều chuẩn bị lại đồng ý mấy cái ân tình, này liền đáp ứng. Không suy nghĩ nhiều, hắn lúc này thi pháp, lại chống ra thông hướng địa phủ hắc sắc môn. Minh Thần đứng ở đỉnh núi, cũng không ngăn cản, là đưa mắt nhìn Liễu Như Tâm càng lúc càng xa. Hắn cũng không phải cho nến khoảng không mặt mũi, là cho Nguyệt Thần mặt mũi, ngay tại như vậy phía trước mấy cái nháy mắt, có như vậy một đường tới từ luân hồi lời nói, là truyền cho hắn nghe, nến chống không mặt mũi không ra thế nào đáng tiền, nhưng tu ra cửu thế cái vị kia, liền chớ bàn những thứ khác, nàng một cái nhân tình, giữ thiên tể vai. Hô! Mắt thấy Liễu Như Tâm trở về, nến khoảng không hung hăng thở dài một hơi. Chờ đâu vào đấy tiểu nha đầu này, hắn tiện tay cầm một bộ Phật cuốn. Xong việc, hắn liền bắt đầu niệm tụng kinh văn, thông qua bí pháp truyền vào minh giới. Hôm nay tâm tình của hắn rất khó chịu, cũng phải cho Minh Thần thêm cái chắn. Đích xác, nghe xong như hồng chung một dạng Phật âm, Minh Thần khuôn mặt cũng đen. Người nào đó thực sự là nhớ ăn không nhớ đánh, hơn nửa đêm lại cho hắn tới một chiêu này. Đại đạo thiên cục, Triệu Bân cùng chiến thiên đi còn tại sát lục, còn tại dùng huyết cốt phô lộ tụ môn. Ngoại giới mấy nén nhang, ở đây đã là mấy chục năm, bọn hắn đều hao tổn đến dầu hết đèn tắt. Xem bọn họ sau lưng, thật sự là một đầu huyết cốt phô xây lộ. Nhìn tinh không phần cuối, hư ảo sinh môn, cũng đã huyết lâm xối. Nó không còn như vậy hư ảo, mấy chục năm sát lục, nó dẫn quá nhiều huyết, đã dần dần ngưng thực. Tại Triệu Bân cùng chiến thiên đi tới nhìn, nó cũng không lộ vẻ như vậy xa vời, khoảng cách đã rất gần. Chống đỡ. Mây khói không ngừng truyền âm Triệu Bân, cũng không thể ngã xuống. Nàng lời nói Triệu Bân đã nghe không thấy, có chỉ là xung kích. Trăm năm, là một cái đại nạn. Trăm năm, Chí Tôn Thành chân chính nghênh đón kết thúc. Nó thủ hộ thần thú, trong thành đếm không hết huyết linh, đều đã táng diệt thành tro. Thần Minh phủ đệ, triệt để trở thành một mảnh hải, chỉ còn dư một mảnh màu đen thùi lùi khô diệt chi khí, không có người vũ động vùng biển này, nhưng nó lại tại lăn lộn, từ bốn phương tám hướng, hướng đình nghỉ mát bao phủ. Thiên trong cục hét hò, cuối cùng là ngừng. Thiên trong cục thiên quân vạn mã, cũng cuối cùng là tiêu tán. Tinh không lớn như vậy, chỉ còn dư một tòa nhuốm máu cửa lớn, chỉ còn dư một đầu huyết cốt phô xây lộ. Trên đường, cái kia hai đạo huyết lâm bóng người, xách theo huyết lâm sát kiếm, một cái đi lung la lung lay, một cái đi thất tha thất thểu, lẫn nhau đỡ mang theo, đang khập khễnh hướng đi còn sống môn. 100 năm, bọn hắn ròng rã giết 100 năm. Cái này 100 năm thời gian, bọn hắn đều sống trở thành khôi lỗi, chỉ biết giết hại khôi lỗi. Cửu đỉnh Chí Tôn, ngươi đại gia. Chiến thiên đi còn tại mắng, âm sắc đã là khàn khàn không chịu nổi. Triệu Bân cũng tại ân cần thăm hỏi cái kia tôn thần, cái hố này quá lớn. Chỉ mây khói cười mông lung, đoạn đường này thật đi quá lâu. Oanh, phanh. Triệu Bân cùng chiến thiên đi một trái một phải, vượt qua sinh môn. Trước khi đi, bọn hắn đều có một cái chớp mắt ngoái nhìn, mảnh này lờ mờ chiến trường, lưu đầy bọn hắn dấu chân, vậy cũng sẽ là ấn ký của đạo, mắng thì mắng, cửu đỉnh Chí Tôn khảo nghiệm, đích xác đủ lực đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Bân thường xuyên mộng thấy mình bị treo trên cây, đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Tối nay, ánh trăng không tồi, để cho hắn phiền muộn chuyện, lại một lần diễn ra, chỉ có điều, không phải là bị treo ở trên cây, mà là bị kẹt ở trên chạc cây, có lẽ là thương quá khốc liệt, có lẽ là quá mệt mỏi hắn ngủ như là người chết đồng dạng, nghiễm nhiên không biết bây giờ lúng túng hoàn cảnh. Đậu bức tổ hai người đi, chiến thiên đi từ cũng tại, cái kia không, tại một căn khác trên chạc cây. Từ ra đại đạo thiên cục, hai người liền ngã xuống nơi đây, ngủ gọi là một cái thơm ngọt. Trong mộng mây khói, thì nhanh chóng mà đứng, từ trong mộng nhìn lén tứ phương, cái này nên một mảnh viễn cổ xâm lâm, rất nhiều cổ thụ chọc trời, ngay cả hoa cỏ đều dị thường tráng kiệt, vốn là trăng sáng huyền không, vốn là ngôi sao đầy trời, ở đây lại bị che lờ mờ không chịu nổi, cẩn thận lắng nghe, còn có hung thú gầm nhẹ. Nói hung thú, vẫn thật là tới. Đó là một cái thể hình to lớn huyết nhện, là ngửi ngửi mùi máu tanh tới. Nó nhiều kinh nghiệm a, hơn nửa đêm không ngủ được, chạy tới đây kiếm ăn, mà hôn mê Triệu Bân cùng chiến thiên đi, chính là thức ăn của nó, hai người tinh thuần mênh mông khí huyết, để nó cảm thấy hưng phấn. Xéo đi. Không đợi mây khói nhắc nhở, thì thấy Long Uyên thoát ra.
cùng với một đạo, còn có tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa. Ba hàng trung thành hộ chủ, tất cả hiển lộ sát phạt chi khí. Huyết nhện tại chỗ túng, đến nhanh chạy càng nhanh. Đêm, lại một lần rơi vào bình tĩnh. Triệu Bân ngủ ngủ, liền ngủ vào trong mộng. Mây khói không quấy nhiễu, đem hắn đặt ở dưới cây già. Thần quang chợt hiện, một bóng người xinh đẹp đột nhiên hiển hóa. Nguyệt thần lại tới, đứng ở dưới cây yên tĩnh nhìn Triệu Bân. Đồ nhi, ta muốn vào luân hồi. Nàng là tới cáo biệt, cũng như trăm năm trước như vậy. Nàng vốn không muốn đi, làm gì thái thượng quấy phá, khởi động lại tế thiên tuyệt mệnh, buộc nàng không thể không ra tay. Kiếp chung một câu thủ vững đạo tâm, nàng luân hồi bại lộ. Hứa hẹn minh thần một cái nhân tình, luân hồi lại bại lộ một lần. Nàng thả xuống được thiên đạo, lại không bỏ xuống được nàng đồ nhi. Quanh đi quẩn lại 100 năm, thì ra Triệu Bân mới là nàng kiếp. Không quên sơ tâm, phương thành đại đạo. Nguyệt thần khẽ nói nở nụ cười, quay người càng lúc càng xa. Này một nhóm, có lẽ là một đầu tử lộ, có lẽ nàng lại lúc trở về, vẫn là cái xác không. Nguyệt thần đi, Triệu Bân còn tại trong ngủ mê. Vĩnh hằng huyết mạch bá đạo, cho dù đang ngủ say, cũng tại tự trị thương cho mình. Còn có chiến thiên đi, kẻ tại trên cây tư thế mặc dù không thể nào mỹ quan, nhưng người sức khôi phục cường hoành a. Bất quá 3 năm ngày, liền tái tạo tàn phá nhục thân, đến nỗi thể nội sát ý, một chốc không tốt đẹp được. Còn có 100 năm qua mỏi mệt, không ngủ cái 10 ngày nửa tháng, thì sẽ không tỉnh. Quét, vàng. Không biết thứ mấy ngày, mới ngửi Long Uyên một tiếng gào to. Thật sao, cái này hét to không sao, Triệu công tử cùng chiến thiên thủ đô lâm thời tỉnh, đều tại thứ trong lúc nhất thời, đều tìm ăn cơm ra hỏa, phát giác là Long Uyên đang làm trò quỷ, hai người mới đứng vững gót chân. Đây là đâu? Thanh tỉnh sau đó, hai người đều tại bốn phía mong nhìn. Rất rõ ràng, đây là một mảnh rừng rậm, vấn đề là nơi nào rừng rậm. Hồng Hoang Đại Lục, sau khi xem, chiến thiên hành thâm hít một hơi. Đây chính là Hồng Hoang Đại Lục. Triệu Bân một trận nhãn hiện ra, một đường khảm long đong khả, cuối cùng là đến. Hắn là đầy mắt mới lạ, một bước đi lên đám mây, vô tận thị lực nhìn tứ phương. Không hổ là trong truyền thuyết tu luyện thánh địa, mênh mông vô cương, cổ lão khí tang thương, như tự lạc ấn, khác ở càn khôn bên trong, nơi này linh lực, không giống như tại tinh không, là dị thường tinh túy. Đã bao nhiêu năm, chiến thiên đi cũng tại nhìn, thần sắc mông lung không chịu nổi. Bị nhốt chí tôn thành vô tận 5 tháng, hắn cuối cùng là trở về. Ngày xưa cố thổ, bây giờ lại nhìn, có lạ lẫm cũng có thân thiết. Nhưng với hắn mà nói, càng nhiều vẫn là bi thương. Có tính toán gì không? Triệu Bân đưa tới một bầu rượu, tựa như biết chiến thiên đi tâm cảnh. Đi thái cổ thần triều xem, chiến thiên đi ực một hớp rượu. Mặc dù thái cổ thần triều không có ở đây, thế nhưng phiến thiên địa còn tại. Mặc dù năm đó người cũng không ở, nhưng hắn còn có năm đó ký ức. Như thế, năm nào gặp lại. Triệu Bân chắp tay, tùy theo tế vực môn. Chiến thiên đi liếc nhìn, cũng đi theo vào. Theo hắn lại nói, đường đi xa xôi, cọ cái đi nhờ xe. 3 năm trong nháy mắt sau, hai người lại lui ra. Truyền tống vực môn là có, không gian tọa độ cũng có thể khắc ấn, lại là không có thôi động vực môn tiên thạch. Xe đều không dầu, nó có thể chạy sao? Thật lúng túng a, Triệu Bân liếc mắt nhìn vĩnh hằng giới. Ngày xưa, vĩnh hằng giới bên trong tiên thạch là trồng chất thành núi. Bây giờ lại nhìn, nửa khối tiên thạch đều tìm không được, ngay cả đan dược cũng không thấy mấy khỏa. Đây cũng không phải là bị trộm, mà là tại thiên trong cục 100 năm, hao tổn hầu như không còn. Không chỉ tiên thạch cùng đan dược những thứ này, còn có linh hoa dị thảo, phù chú, binh khí. Cũng đều còn thừa lác đác, tu luyện hao tổn của cải nguyên, đánh nhau càng hao tổn của cải nguyên, càng chớ nói bọn hắn đường đường chính chính đánh 100 năm, lại dày ra sản, cũng không chịu được tạo như vậy. Ta có một câu mắng mẹ, không biết có nên nói hay không. Chiến thiên hành thâm hít một hơi. Một trận đánh, cho hắn hai đánh thành nghèo rất mồng tơi. Mây khói cũng một tiếng ho khan, bây giờ cục diện này, đích xác rất lúng túng. Kiếm tiền. Cái này, là hai người bây giờ ý niệm duy nhất. Có tiền mới năng động vực môn, chỉ dựa vào cước lực phi hành, bay đến chết đều không đạt được mục đích. Đi theo ta, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Chiến thiên đi nhiệt tình 10 phần. Nhìn lên liền biết, hàng này tại trước kia, cũng là một cái kiếm tiền tiểu năng thủ.
Triệu Bân vỗ vỗ đầu vai cho bụi, đi ra lẫn vào, ai còn không có mấy cái bàn trải. Cùng ta thành anh em kết bái, người đời này phân giải bao nhiêu? Chiến Thiên Đi ý vị thâm trường nói. Cái kia, muốn nhìn từ chỗ nào tính toán? Triệu công tử mà nói cũng đúng một mặt thâm trầm. Chiến Thiên làm được bối phận là không thấp, nhưng lại cao hơn còn có thể cao hơn Nguyệt Thần. Mộc lấy Tinh Huy, hai người ra xâm lâm. Triệu Bân lấy một bộ địa đồ, xem đi xem lại. Đến, đều không nhận ra đây là đâu, ai bảo hồng hoang đại lục minh mông vô cương, cũng trách bản đồ này tàn phá, chớ nói rời đi đã lâu Chiến Thiên đi, liền mộng tiên hóa thân, đều không phân rõ địa giới. Siêu! Đang lúc đi, chợt thấy một đạo tiên hồng hoạch thiên mà đến. Là cái lão đạo dâu bạc, hàng thật giá thật chuẩn tiên vương. Gặp chi, hai người vội vàng hoảng tiến lên, tìm người hỏi hỏi đường, vẫn rất có cần thiết. Tiền bối, ta. Triệu Bân một câu nói chưa nói xong, liền bị lão đạo dâu bạc đụng ngã lăn. Chính xác nói, là bị lão đạo dâu bạc khí thế đụng đổ, cái kia hàng nội tình không tầm thường. Chiến Thiên Đi cũng lúng túng, chân trước còn chưa đứng vững, chân sau chính là một hồi lảo đảo. Chờ hai người đứng vững, lão đạo dâu bạc đã đi xa, cũng không biết là vội đi đầu thai, vẫn là vội vàng đi vào động phòng, tốc độ tặc nhanh, tựa như một tia u quang. Không có lễ phép, Chiến Thiên Đi một tiếng thầm mắng. Ai bảo người tu vi cao đâu, Triệu Bân vuốt vuốt bả vai. Lại trở về, mây khói nhắc nhở. Không cần hắn nói, hai người cũng đều trở về con mắt. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy vòng trở lại lão đạo dâu bạc. Hắn là bức cách tràn đầy cái nào? Một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ phái đoàn. Ăn cướp. Lão đạo dâu bạc không nói nhảm, rơi xuống đất oanh một tiếng. Thực sự là mắt phụng về, hai cái này vật nhỏ có vẻ như người mang dị bảo. Giao ra bảo vật, tha các ngươi không chết. Lão đạo dâu bạc đứng giữa không trung, đạo bào không gió mà động. Nhìn hắn thần thái, đó là đường đường chính chính bế nghế, lúc nói chuyện, nhìn cũng không nhìn Triệu Bân cùng Chiến Thiên Đi, đây là một loại uy nghiêm, tu vi cảnh giới cao người. Nên có thanh tân thoát tục khí chàng. Triệu Bân không nói chuyện, chỉ lông mày trao lên. Chiến Thiên Đi cũng không ngôn ngữ, lại tại xoay cổ tay. Thực sự là thiếu gì tới gì, đang lo không có tiền đâu. Này liền có người đuổi tới đưa tới, này làm sao có ý tốt. Hai người liếc nhau, song chính là một tiếng bá khí ầm ầm sói chu, ăn cướp. Hai người bọn họ một gào không sao, cho lão đạo dâu bạc kinh ngạc một chút, đồ chơi gì. Ăn cướp. Không bằng hắn phản ứng, Triệu Bân liền mang theo gia hỏa giết đi lên. Tu vi cao thâm, không có nghĩa là chiến lực cũng mạnh, chỉ cần không đến tiên vương, vậy thì có đánh. Ăn ta một kiếm. Chiến Thiên Đi càng nhanh, một bước đạp lên trời, đưa tay một kiếm chém tới. Không biết lượng sức, lão đạo dâu bạc cười lạnh một tiếng, một chưởng đẩy lui Chiến Thiên Đi. Xem chiêu, Triệu Bân một cái thuấn thân giết tới, ra tay chính là vạn kiếm quy nhất. Bực này công phạt. Thương lão phu, lão đạo dâu bạc tùy ý duỗi hai ngón tay, không nghiêng lệch kẹp lấy Long Uyên kiếm nhạy bén, trong nháy mắt tháo xuống kiếm uy, kèm thêm Triệu Bân cùng nhau chấn lật. Triệu Bân tuy bị giết lùi, nhưng hắn trong tay áo lại có một tia tối tăm bay trở về. Đó là một đạo màu đen phù chú, cũng là còn sót lại một đạo phù chú, là đạo tiên cho hắn, lực sát thương không tầm thường, hắn là vẫn luôn không cam lòng dùng. Lão đạo dâu bạc nhíu mày, nhìn ra được phù chú bất phàm. Là có thể thương tổn hắn. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng hoảng phân thân sau đột, thủ hộ chi quang cũng là trước tiên tế ra. Đi đâu? Chiến Thiên Đi một tay bấm niệm pháp quyết, làm giam cầm chi pháp. Lão đạo dâu bạc ngừng lại trì trệ, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng cũng đủ rồi. Giống. Tiếng oanh minh vang lên theo. Phù chú uy lực, thành một mảnh khô diệt chi quang, tất cả hướng lão đạo dâu bạc bao phủ, đường đường chuẩn tiên vương. Đều bị tạc lộn nhào, vốn là một bộ đạo bào sạch sẽ, bởi vì một kích này, toàn bộ đầy bụi đất. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Triệu Bân chui vào vân tiêu, phách thiên trảm bá liệt vô song. Mới đứng vững lão đạo dâu bạc, không đợi thở một ngụm, liền bị một kiếm đánh cho lảo đảo một bước. Chiến Thiên Đi phối hợp ăn ý, chẳng phân biệt được tuần tự giết tới, một ngón tay đâm về mi tâm. Tự tìm cái chết. Lão đạo dâu bạc lạnh quát, quanh thân phi long xoay quanh. Triệu Bân kêu đau một tiếng, bị đuôi rồng té xương cốt lốp bốp. Chiến Thiên Đi cũng không tốt gì, không thể mệnh chung đối phương, lại đụng cái tấm tấm ròng rã. Bước ta mở lớn. Triệu Bân trong lòng một quát,
mở vĩnh hằng tuyệt cảnh. Lão đạo râu bạc gặp chi, không khỏi cả kinh, nếu không nhìn lầm, đây là một mạch vĩnh hằng truyền thừa. Oanh! Một phương khác, Chiến Thiên Đi cũng mở cấm pháp. Huyết mạch của hắn dị tượng, cũng là kèm theo rực rỡ quang huy. Chiến Thiên Huyết Thống. Lão đạo râu bạc lại cả kinh, đầy mắt khó có thể tin. Hôm nay sao thế nhỉ, lại đụng vào hai tuyệt tích huyết mạch. Kinh qua sau, hắn là ép không được cuồng hỉ, chính xác đại tạo hóa, hắn là đời trước làm bao nhiêu việc thiện, mới có một lần như vậy, hai mạch nghịch thiên huyết thống, đây là muốn phát ra. Tới, Chiến Thiên Hành Trưởng phát không những, bao phủ ngập trời khí huyết mà đến. Bằng ngươi, lão đạo râu bạc vung cánh tay lên một cái, một cây cờ lớn cắm vào hư không. Gặp đại kỳ hô liệt, thành một mảnh gió lốc, tịch thiên quyển địa. Phá! Triệu Bân vừa quát âm vang, lôi thần giận cùng nguyên thần cộng minh, làm vỡ nát gió lốc. Chiến Thiên Đi thì dũng cảm tiến tới, một trưởng vung mạnh lật ra lão đạo râu bạc, đừng nhìn không phải trạng thái tột cùng, nhưng một trưởng này, lại làm cho lão đạo râu bạc phá lệ sảng khoái, thể phách đều bị đánh biến hình. Mạnh như vậy! Lão đạo râu bạc kinh ngạc, hàng này hung hãn có chút thái quá. Còn có cái kia vĩnh hằng truyền thừa, một tiếng kia gào thét, sóng âm cực kỳ khủng bố. Giống, ngắn ngủi một cái chớp mắt, đã là đầy trời lôi đình tàn phá bừa bãi. Tất nhiên là Triệu Bân Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, hóa thành từng đầu kỳ lân, từ thiên xung đụng xuống. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Lão đạo râu bạc là cái người biết nhìn hàng, một mắt liền nhận ra thuật này. Hắn lại một lần thi pháp, lấy đạo tác diễn trở thành một ngụm hư ảo chuông lớn, đem hắn chùm lên bên trong. Dùng cái này tới phòng ngự lôi điện cùng kỳ lân. Đừng nói, pháp này xác thực dễ dùng, lôi điện khó phá hắn phòng ngự, lôi đình kỳ lân đâm vào phía trên, cũng là một đầu tiếp một con vỡ nát. Triệu Bân xem thường, càng nhiều lôi điện bay múa. Dẫn lôi đi, không chút nào hao tổn chân lực, hướng chết đánh là được rồi. Lăn ra đến. Chiến Thiên Đi một bước vượt ngang hư không, tay nhặt một tia kiếm khí, bổ ra hộ thể kim trung. Đúng lúc gặp lôi đình kỳ lân va chạm mà đến, đâm đến lão đạo râu bạc không có đứng vững. Tiếc thiên. Triệu Bân xông lên, không nói lời gì chính là một quyền. Chiến Thiên Đi trưởng ấn bá liệt, hắn cái này quyền uy cũng là vô song, đánh lão đạo râu bạc có chút phiền muộn, đây là động hư cảnh chiến lực. Sao sẽ như thế cường hoành? Còn dám đào ngũ. Triệu Bân lại giết tới, tiện tay xách ra thạch cầm. Cái này cây đàn không phải bình thường chi vật. Đập người thật tốt làm cho. A, à, tiếng kêu thảm thiết nhất thời, lão đạo râu bạc bị nện đầu rơi máu chảy. Tốt đẹp như vậy cơ hội, Chiến Thiên Đi đương nhiên sẽ không vượt qua, như kinh mang giết đến, cho lão đạo râu bạc mi tâm, chọc lấy cái lỗ máu, không chỉ phá nhục thân, liền nguyên thần cũng cùng nhau trọng thương. Ngươi đáng chết. Lão đạo râu bạc tức giận, một trường vung mạnh lật ra Triệu Bân. Đến nỗi Chiến Thiên Đi, thì chịu hắn một đạo nguyên thần kiếm. Phong, cùng với hắn hét lên một tiếng, trong cơ thể hắn bay ra một ngụm lư đồng. Hắn nên cái luyện đan sư, lư đồng là luyện đan vật, có vẻ như cũng là hắn bản mệnh pháp khí, có hư ảo đạo tắc vờn quanh, có ảo diệu bí văn khắc vẽ, giống như núi cao trầm trọng. Triệu Bân một bước không đi ổn, được thu vào trong lư đồng. Chiến Thiên Đi ngược lại là muốn trốn tránh, cũng khó trốn lư đồng nuốt hết. Lộ bên trong tự thành thiên địa, sấm sét vang dội, luyện hóa chi lực mãnh liệt. No bạo ngươi. Triệu Bân một tiếng mắng to, bỗng nhiên thông suốt vĩnh hằng chi môn. Nguy nga cao lớn cửa lớn, từ lô bên trong vô căn cứ kiên quyết ngoi lên mà ra. Oanh! Lão đạo râu bạc lư đồng, thật sự bị no bạo. Pháp khí mảnh vụn, như một mảnh quang vũ, lăng thiên vung vãi. Ta, phốc! Lão đạo râu bạc một hơi không có thở thuận, tại chỗ phun ra lão huyết. Bản mệnh khí không phải bình thường pháp khí, nó bạo liệt. Cực điểm phản phệ chủ nhân. Mà phản phệ, cũng đích xác tới dị thường hung mãnh, lão đạo râu bạc chuẩn tiên vương thể phách, đều nổ tung nửa bên, bên trên một cái chớp mắt còn tiên phong đạo cốt, cái này một giây, thế nào nhìn cũng giống như một cái lệ quỷ. Diệt! Chiến Thiên Đi xông ra, ngũ chỉ đại ấn từ thiên phủ xuống. Hắn trưởng uy là vô song, đè lão đạo râu bạc lại thể phách băng liệt. Bổ ngươi một đao! Triệu công tử tặc tự giác, chín đạo chu tiên quyết hợp nhất. Sinh sinh bổ diệt thân thể. Thật sao, lão đạo râu bạc một nước vô ý, bị hai người đánh chỉ còn dư hư ảo nguyên thần. Đi vào cho ta a. Chiến Thiên Đi tế một tôn tiểu tháp, đem hắn nguyên thần thu vào.
chỉ dựa vào tiểu tháp, có vẻ như khốn không được chuẩn tiên vương, tên kia đang ở bên trong va chạm. Còn không thành thật, Triệu Bân cùng chiến thiên hành động làm một gây nên, tất cả huy sái bản nguyên huyết. Hai máu nhuộm bảo tháp, thành từng đạo bí văn, khắc sâu tại trên thân tháp, ra chỉ bảo tháp phong cấm, còn tại đụng nhau lão đạo dâu bạc, trong nháy mắt ngừng công kích, bị hai huyết mạch trấn áp thô bạo. Lão đạo dâu bạc quỳ, bị cưỡng ép phong tại trong tháp. Đánh cướp bị ăn cướp, tâm tình của hắn dị thường phiền muộn. So sánh hắn, Triệu công tử cùng chiến thiên đi liền phá lệ vui sướng. A! À, cùng với một tiếng hét thảm, lão đạo dâu bạc tử phủ bị hai người cưỡng ép phá vỡ. Không hổ chuẩn tiên vương, chân tàng chính là nhiều, vẻn vẹn tiên thạch liền có mấy chục triệu, khác như đan dược pháp khí, phù chú bí quyển những thứ này, cũng nhiều không kể xiết, thổ hào không phổ biến, bọn hắn đuổi kịp một cái. Cái kia một đống về ngươi, cái này một đống về ta. Tiền tài chính là vật ngoài thân, ta muốn ngươi cái này chồng. Phân tăng cục diện, dù sao cũng phải tới nói vẫn là tính hòa hài hòa. Nửa chết nửa sống lão đạo dâu bạc, triệt để yên tĩnh, giờ tình cảnh như vậy chẳng trách người khác, tiên giới ngọa hổ tàng long, hắn gặp được có vẻ như không phải hai đầu tiểu rắn, là hai đầu cự long. Bản đồ này cũng là tàn phá. Chiến thiên đi nắm một tấm bản đồ, xem đi xem lại. Làm gì địa đồ không trọn vẹn, không có tìm được nơi này vị trí. Đây là đâu, Triệu Bân tiến tới bảo tháp phía trước. Cùng nhìn địa đồ, chẳng bằng hỏi cái này tôn chuẩn tiên vương. Hắn mà nói, hỏi lão đạo dâu bạc không khỏi cau mày. Hai cái này là núi góc văng ra sao, lại không biết đường đi. Cha hỏi ngươi đâu, chiến thiên đi vỗ vỗ bảo tháp. Nam hoang, lão đạo dâu bạc vội vàng hoảng cho đáp lại. Nam hoang, Triệu công tử cùng chiến thiên thủ đô lâm thời sờ một cái ba. Hồng hoang đại lục phân đông nam tây bắc tứ đại cương vực, mà Nam hoang chính là một cái trong số đó. Triệu Bân hít sâu một hơi, Đại La Tiên Tông tại Bắc hoang, cái này mẹ nó hai thái cực cái nào. Không tính quá xa. Chiến thiên đi một tiếng lẩm bẩm ngữ, thái cổ thần triều ngay tại Nam hoang. Tung thần triều đã diệt, hắn cũng muốn đi nhìn một chút hắn cố thổ. Thuận đường, tái ta đoạn đường, chiến thiên đi nhìn về phía Triệu Bân. Dễ nói, Triệu Bân tiện tay tế vực môn, lần này có dầu. Hai người cùng nhau bước vào, nhao nhao ngồi xếp bằng, đánh cướp một cái thổ hào, không chỉ được tiên thạch, cũng được thánh dược chữa thương, đại đạo thiên trong cuộc chiến 100 năm, bọn hắn đều thương không nhẹ. Hai vị tiểu hữu, tha ta một mạng. Lão đạo dâu bạc lại không khi trước khoan dung, giọng nói vô cùng tận cầu khẩn. Triệu Bân cùng chiến thiên đi đều không còn gì để nói ngữ, thần thái đại biểu hết thảy, nhìn tâm tình. Lão đạo dâu bạc không còn dám lải nhải, liền sợ chọc giận tới hai người này mới. Vực môn thông đạo cũng không bình tĩnh, xương cốt sắc thanh âm tựa như pháo đốt, nhiều truyền lại từ Triệu công tử, bá đạo trường sinh quyết, để cho hắn tràn đầy vết thương thể phách, hoàn mỹ tái tạo, đến nỗi thể nội ám thương, một chốc không tốt đẹp được, cho dù ăn linh dược, cũng là chỉ ngọn không chỉ gốc. Đây là, vạn pháp trường sinh quyết. Lão đạo dâu bạc nhìn hai mắt híp lại, nhận ra là bực nào bí pháp. Nguyên nhân chính là nhận ra, hắn lại nhìn Triệu công tử lúc, mới càng ngày càng cảm thấy quen mặt, cái này vĩnh hằng tiểu bối, có vẻ như cùng Đại La Thánh chủ sinh giống nhau như đúc, chuyện này sớm đã lưu truyền sôi sùng sục. Là hắn, tuyệt đối là hắn, lão đạo dâu bạc cực kỳ chắc chắn. Cứ nói đi, Đại La Tiên Tông sẽ không vô duyên vô cớ chọn một cái tiểu bối làm thánh chủ, nếu không phải đầy đủ yêu nghiệt, cũng sẽ không có bực này vinh hạnh đặc biệt, tu vi không thấp là vấn đề, Tiên Tông muốn là một cái tiềm lực. Vĩnh hằng huyết thống như quật khởi, hẳn là một tôn tuyệt đại ngoan nhân. Đáng tiếc hắn mắt mờ, đến nước này mới nhận ra thân phận đối phương. Chẳng biết lúc nào, chiến thiên đi trước tiên tỉnh lại, hắn không quấy rầy Triệu Bân, nhìn chính là lão đạo dâu bạc, hắn xem xét như vậy, để cho lão đạo ngừng lại một hồi nước tiểu rung động, sợ không phải muốn tiễn hắn lên đường. Có biết thái cổ thần triều, chiến thiên đi chậm rãi nói. Tất nhiên là biết, lão đạo dâu bạc vội vàng hoảng gật đầu. Nói đến thái cổ thần triều, hắn tựa như nhớ lại không ít bí mật. Tương truyền, thái cổ thần triều thánh tử chính là chiến thiên huyết thống, cùng hàng này huyết mạch hoàn toàn giống nhau, chẳng lẽ hắn là chiến thiên đi? Nhưng cái này không đúng a, cái kia nghịch thiên nhân kiệt không phải đã sớm táng diệt sao? Thái cổ thần triều nhưng còn có truyền thừa tại thế, chiến thiên đi nhàn nhạt một tiếng. Không, không biết, lão đạo dâu bạc khẽ gật đầu, càng xác định ngờ tới.
nếu không phải Thái Cổ Thần Triều Thánh Tử, như thế nào đối với Thái Cổ Thần Triều để bụng như vậy, hắn bất giác đầu choáng, năm đó lực áp một đời tiên bảng người, lại vẫn tại nhân thế, đây chính là hát co tiền bối. Chiến Thiên đi trầm mặc, chỉ ngồi ở kia yên tĩnh uống rượu. Hắn có thể tưởng tượng, thần triều bị hủy diệt lúc cái chủng loại kia bất lực. Hắn tử cũng có thể tưởng tượng, trước kia trận chiến kia đánh có bao nhiêu thảm liệt, bát đại thánh địa liên hợp vây công, Thái Cổ Thần Triều nên chiến núi thây biển máu, tung hắn năm đó ở tràng, cũng khó ngăn cơn sóng dữ. Nợ máu trả bằng máu. Báo thù rửa hận chấp niệm, thành lạc ấn khắc vào hắn trái tim. Trước kia vây công thần triều thế lực, năm nào định lần lượt thanh toán. Không lâu, Triệu Bân cũng từ trong lúc chữa thương tỉnh lại, gặp Chiến Thiên đi trầm mặc, hắn cũng không đi quấy rầy, thật tốt một mạch truyền thừa, bây giờ chỉ còn dư một mình hắn, thê lương tâm cảnh, nên không thể giải thích, nếu như đổi lại là hắn, cũng sẽ ở linh hồn khắc xuống thủ chữ, nợ máu cần dùng trả bằng máu. Ngươi là Đại La Tiên Tông Thánh Chủ, lão đạo dâu bạc nhỏ giọng hỏi thăm. Như thế nào, ngươi cũng cùng Đại La Tiên Tông có ngọn nguồn. Triệu Bân tùy ý nói. Nhà ngươi thánh nữ tằng tấu quá ta, đây coi là sao? Lão đạo dâu bạc tính thăm dò nhìn xem Triệu Bân, phải cùng tên tiểu bối này tìm cách thân mật, khó tránh khỏi đối phương vừa cao hứng, liền thả hắn về nhà. Ngươi nói một chút tồn tại giá trị, đừng cả những thứ vô dụng này. Triệu Bân liếc qua, tiện tay đem chân long nghiệp hỏa sách ra. Đạo hỏa diễm này rất không thành thật, muốn dung hợp trước tiên cần phải đem luyện hóa. Hỗn thiên hỏa trước tiên chui ra, vòng quanh chân long nghiệp hỏa vòng tới vòng lui, chính là một cái hài tử, nhìn thấy một cái bánh kẹo, rất có đi lên cắn một cái tư thế, liền chờ lấy nó lột xác. Đừng vội! Triệu Bân ung dung nở nụ cười, lấy bản nguyên bao khỏa chân long nghiệp hỏa. Hắn là một điểm không hàm xúc, hướng chết rèn luyện đạo hỏa diễm này. Bên này, lão đạo dâu bạc còn tại suy nghĩ hắn tồn tại ý nghĩa, nếu có giá trị lợi dụng, liền có sống sót hy vọng, đây là một gốc cây cỏ cứu mạng, hắn phải một mực nắm chặt mới được. Ta biết nào có Thiên Linh Châu. Nghĩ tới sau đó, lão đạo trơn tru tới câu này. Thiên Linh Châu thế nhưng là đồ tốt, đề cập tới vạn cổ bí tàng. Đừng nói, Triệu Bân sau khi nghe, thật sự ánh mắt lóe sáng, đối với Thiên Linh Châu là phá lệ để bụng, những thứ khác bảo vật ngược lại cũng thôi, nhưng cái đồ chơi này có thể ngộ nhưng không thể cầu, đây là đại tạo hóa. Nào có, Triệu Bân không khỏi ngồi ngay ngắn một phần. Táng Long Hải, lão đạo dâu bạc trở về cấp tốc. Triệu Bân không có nhận lời gốc dạ, cầm một tấm tàn phá địa đồ, bên trên liền có Táng Long Hải đánh dấu, cũng ở đây Nam Hoang địa giới, cũng trùng hợp tiện đường, hiếm thấy gặp được, hắn có cần thiết đi một lần. Tiền bối, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Thu địa đồ, Triệu Bân mới cười nhìn lão đạo dâu bạc. Lời này còn có nửa câu sau, dám lừa gạt ta, có ngươi đẹp mắt. Không lừa ngươi. Lão đạo dâu bạc nghĩa chính ngôn từ, còn kém tại chỗ phát thể độc. Liền chờ lấy tin tức này bảo mệnh đâu, hắn cũng không dám nói linh tinh. Triệu Bân không lại đe dọa, yên tâm rèn luyện chân long nghiệp hỏa, muốn nói khí vận hắn cũng chính xác không tầm thường, vừa mới nhảy ra hố lửa liền đến cơ duyên, thật viên kia Thiên Linh Châu, thả hàng này cũng không phải không được. Vực môn thông đạo, hỏa hơi thở bay múa. Chính là chân long nghiệp hỏa, còn tại bị Triệu Bân rèn luyện. Này hỏa rất bất phàm, cũng thật không là bình thường cứng chắc, lấy Triệu Bân vĩnh hằng bản nguyên, đường đường chính chính luyện 3 năm ngày, sững sờ không có đưa nó luyện hóa, chỉnh hỗn thiên hỏa một hồi gấp gáp. Tung dung nó, người vẫn là lão tam. Ân, ta là lão đại, hàng này là lão nhị. Người mẹ nó mới là lão nhị, ta nhất thiết phải làm đại ca. Long Uyên cùng Tiên Lôi rất không thành thật, lại đặt cái kia trên nhảy dưới tránh, lão tam là ai bọn chúng không quan tâm. Chỉ quan tâm ai là lão đại. Triệu Bân không thèm để ý, chuyên tâm luyện hỏa diễm. Nếu tìm được Thiên Linh Châu, có thể hay không thả ta? Lão đạo dâu bạc cười ha ha, như lời này, hắn đã không phải lần đầu tiên nói, chỉ sợ Triệu Bân quên, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ nhảy ra tìm tồn tại cảm. Triệu Bân thần thái đại biểu hết thảy, nhìn tâm tình. Liền cái này, lão đạo còn chăm chỉ không ngừng, đem so với phía trước hung thần ác sát. Hắn bây giờ cười đều cười hỏa ái dễ gần. Ngày thứ 9, Triệu Bân luyện hóa nghiệp hỏa. Phía sau, chính là hỗn thiên hỏa mùa xuân. Hai hỏa dung hợp quá trình đi, vẫn là rất thuận lợi, mà hỗn thiên hỏa, cũng là toại nguyện mở ra một hạng kỹ năng đặc thù, cũng có thể như Long Uyên nó hai, thổ lộ nhân ngôn. Lão đại,
Đây là hỗn thiên hỏa thuế biến sau, nói câu nói đầu tiên. Triệu Bân lòng rất an ủi, cũng không uổng công hắn đoạn đường này tìm hỏa cho ăn. Lại là sao sáng đầy trời đêm. Hai người mộc lấy nguyệt quang đi ra thông đạo. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một mảnh bát ngát biển cả. Đó chính là Táng Long Hải, tương truyền, vùng biển này tầng táng quá một đầu thần long, mà Táng Long chi tên, liền như vậy mà đến. Chiến Thiên đi thần thái có chút hoảng hốt. Rất rõ ràng, hắn từng tới nơi đây. Thương Hải Tăng Điền, địa thế đã rất nhiều thay đổi. Thế nhưng là cái này, Triệu Bân nhìn lão đạo dâu bạc. Là cái này không thể nghi ngờ. Lão đạo dâu bạc gật đầu, nói xong chỉ phía xa một phương, tiếp tục nói, biển cả chỗ sâu, có một hòn đảo, Thiên Linh Châu ngay tại cái kia. Đã biết có Thiên Linh Châu, ngươi vì cái gì không đi lấy. Trước kia từng đi qua một chuyến, suýt nữa chôn ở trong đó, đầy hòn đảo cũng là cấm chế. Lão đạo dâu bạc một tiếng ho khan, ta lần này trở về, chính là đi tìm hảo hữu hỗ trợ, không nghĩ, nửa đường bên trên gặp các ngươi. Dám lừa gạt ta, tự gánh lấy hậu quả. Triệu công tử nói, tùy theo vừa bước vào biển cả. Chiến Thiên đi cũng một đường đi theo, coi là trở lại chốn cũ. Giống, giống. Mới vừa vào Táng Long Hải, liền nghe càng mơ hồ tiếng long ngâm. Trừ này, chính là từng sợi long khí, giống như ngầm hiện. Triệu Bân đầy mắt hiếu kỳ, vừa đi vừa ở bên trái nhìn nhìn phải, nghe đồn sợ là thật sự, mảnh biển khơi này hơn phân nửa thật táng qua thần long, lại huyết thống cùng tu vi đều không tầm thường. Bằng không thì trong biển cũng sẽ không thành cảnh tượng bực này, long tức đều tiềm ẩn hàm ý. Mẹ nó, có gan đơn đấu. Đang lúc đi, Triệu Bân chợt nghe mắng to âm thanh. Xong, thì thấy rung động thiên vũ oanh minh. Nên có người ở đại chiến. Vô tận thị lực đi xem, có thể gặp phương xa huyết quang trùng tiêu. Cái này có Thiên Linh Châu, người còn từng báo cho người khác. Triệu công tử thu con mắt, lại liếc dâu ria lão đạo, bất giác cho là. Đánh nhau nhóm người kia là bởi vì cướp bảo bối mà ra tay đánh nhau, cũng không thấy cho là, bảo bối chính là Thiên Linh Châu. Liền đã nói với ngươi, lão đạo lại nghĩa chính ngôn từ, nói đùa, não hắn lại không nước vào, Thiên Linh cấp độ kia bảo vật, như thế nào tùy ý nói lung tung, độc thôn không thơm sao. Triệu Bân không hỏi lại, đã là hai mắt híp lại. Đại chiến nhóm người kia, đã hướng cái này phương đánh tới. Tại hắn mong nhìn xem, biển cả nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Cũng là tại hắn mong nhìn xem, có một cái thiếu niên tóc vàng, từ sóng lớn bên trong liền lăn một vòng chui đi ra, thương cực kỳ thảm liệt, nửa bên thân thể cũng là huyết cốt lộ ra ngoài. Gặp chi, Triệu Bân không khỏi sững sờ. Cái kia hàng, nhìn xem có chút quen mặt a. Thiếu niên tóc vàng cũng sững sờ, thậm chí có thể nói là mộng bức. Đại bàng. Triệu công tử một tiếng lẩm bẩm ngữ. Cất giấu một tia khàn khàn, tuyệt sẽ không nhìn lầm, tuyệt đối là kim sĩ đại bằng, là hắn tại phàm trần thông linh thú, chỉ có điều bây giờ là hình người. Hắn nhận ra đại bàng từ cũng nhận ra hắn. Nguyên nhân chính là nhận ra, kim sĩ đại bằng mới gương mặt mộng, hắn thử nghĩ qua cùng Triệu Bân gặp lại hình ảnh, không nghĩ tới tại cái này gặp được, tính toán thời đại bọn hắn đã có hơn 100 năm không thấy, nhưng cái kia hàng tôn vinh, hắn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn cái này hoàng thần không sao, tốc độ giảm nhanh.